Chương 991. Đạo nhất luân, đạo nhất bí cảnh. Mấy người Trung Nhạc chấn động, nghe ý của Canh Vương gia thì lẽ nào thiên giới được hình thành từ đạo nhất bí cảnh của một vị nào đó ở thiên giới? Nếu như vậy thì không phải các giới khác trong lục đạo giới cũng là nguyên thần bí cảnh của vị nào đó sao? Thiên giới là đạo nhất bí cảnh, địa giới là âm dương bí cảnh, thần giới là thần tài bí cảnh, vạn tượng giới là vạn tượng bí cảnh, ngũ hành giới là ngũ hành bí cảnh, ngục giới là huyết mạch bí cảnh. Còn bàn cổ đạo nhân giữ lục đạo giới là vị bàn cổ đạo nhân đó. Điều này quá khó tin thì phải. Có truyền thuyết nói ba mọi giới trong 3000 lục đạo giới, thật ra đều là nguyên thần bí cảnh. Canh Vương ra lời nói không kinh người thì không thôi, nhàn nhã nói. Cái gọi là 3000 lục đạo giới, thật ra là được hình thành từ nguyên thần bí cảnh của 3000 vị đại thần thông. Chúng ta đều sống trong bí cảnh của những cường giả này, cái gọi là ngồi dưới đáy giếng nhìn trời, không phải chúng ta là như vậy sao? Sao có thể như vậy? Lịch Thiên Hành lẩm bẩm. Điều này cũng quá khó tin. Người nào mà có thể diễn hóa ra hàng tỷ vầng mặt trời trong nguyên thần bí cảnh, vô số ngôi sao, còn cho vô số sinh linh sinh sống trên đó. Thậm chí xây dựng cả thiên đình, thiên cung, giới đế, giới chủ đều chỉ là chăm lo cho sự vận hành của nguyên thần bí cảnh của người đó. Đó là người ở cấp nào? Đương nhiên đó chỉ là tin đồn, truyền thuyết, cụ thể thì không ai biết được. Canh Vương ra cười. Các ngươi cứ coi như nghe chuyện cười, ha ha cho vui, không cần phải bận tâm. Lục đạo giới, ngũ hành giới, vạn tượng giới đã đành, quan trọng là cường giả ở thần giới, địa giới và thiên giới. Cường giả, thiên tài ở ba nơi này vô số, không chỉ nghịch hai lục luân, từ nhỏ đã tu hành lục đại luân hồi công pháp, vừa sinh ra đã là linh thể, mà cũng có không ít người có song linh thể. Giả dụ một vị song linh thể nghịch khai lục luân, tu hành cả lục đại luân hồi công pháp thì tương đương nhạc huynh và dư huynh hợp thể, cực kỳ lợi hại. Đó là cường giả có thể tranh hùng với ta. Mọi người căng thẳng, đều có chút nặng nề. Trung Nhạc và Dư Bá Xuyên đều ở đỉnh cao, một luyện khí sĩ tương đương hai người họ hợp thể sẽ đáng sợ thế nào? Tuy họ đều là cường giả nổi trội, là tinh anh đứng đầu trong vô số cường giả được tuyển chọn từ ngục giới, nhưng so với luyện khí sĩ ở thiên, địa, thần giới thì vẫn thua kém một bậc. Về tiên thiên đã thua kém rất nhiều. Những người cao cao tại thượng ở thiên giới, địa giới, thần giới có thể hối lộ địa ngục phủ phán, không những chọn cho tử tôn hậu thế của mình có xuất thân tốt, mà còn có thể chọn linh thể. Chỉ cần đưa ra giá đủ cao, đừng nói linh thể, cho dù là song linh thể cũng làm được. Nếu đưa ra giá trên trời, cho dù là ngũ hành linh thể cũng có thể. Ở địa ngục đây đã là chuyện ngầm hiểu với nhau, nhưng chỉ e ngũ hành linh thể chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Cho dù có hối lộ địa ngục phủ phán, ngũ diệu cùng bạo phát là việc cực kỳ hiếm thấy, vài vạn năm cũng chưa thấy một lần. Tương đương ta và Dư Bá Xuyên hợp thể, thật sự mạnh như vậy sao? Trung Nhạc tim trùng xuống, tuy Canh Vương gia không biết tu vi của hắn hiện giờ, nhưng dùng tu vi trước kia của hắn để so sánh cũng là không tầm thường rồi. Thực lực hiện giờ của Trung Nhạc cao hơn trước 3 phần, thực lực như vậy, tuy không dám nói đuổi kịp Canh Vương gia nhưng cũng không thua kém là bao nữa. Nhưng nếu đối quyết sinh tử với Canh Vương gia thì hắn vẫn không có cơ hội thắng. Giờ cuối cùng cũng sắp gặp cường giả ở tam giới rồi. Trung Nhạc khó tránh được căng thẳng và phấn khích. Gặp mạnh sẽ mạnh, nếu cứ tranh đấu với những luyện khí sĩ yếu hơn mình thì cho dù thắng được người đứng đầu, cũng chẳng tiến bộ được. Ngục giới giới chủ lái thuyền vào thiên giới đại lục, mấy người Trung Nhạc đứng trên mũi thuyền thấy một ngọn núi rất rộng, đỉnh núi còn có một vùng biển lớn. Dưới biển còn có đảo và đại lục. Trong đó có thần tộc cường đại sinh sống, xây dựng nên cung điện quần lạc huy hoàng, nhìn từ xa cũng lấp lánh tựa thần đình. Có nhật nguyệt chuyển động quanh ngọn núi, mặt trời lên mặt trăng xuống, tạo nên hệ thống tam tinh địa, nhật, nguyệt. Trên núi và dưới chân núi là những quốc gia lớn nhỏ, các quốc gia đều có khí thế hùng hồn, cúng bái chư thần, sinh linh trong thần quốc cũng là thần tộc, nhưng địa vị thấp hơn nhiều. Có vô cùng vô tận những ngọn núi tương tự như vậy, hầu như ngọn núi nào cũng có thần tộc hoặc ma tộc cường đại. Có ngọn núi thậm chí còn không chỉ có một, mà có tới vài vầng mặt trời hoặc mặt trăng quay quanh thần sơn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Khí tượng của thiên giới đúng là hoàng tráng phi phàm. Trung Nhạc tâm thần chấn động, nhìn những ngọn thần sơn còn lớn hơn cả tinh cầu, không khỏi cảm khái. Hắn đi ra từ một nơi nhỏ bé, nào đã được thấy được cảnh tượng như thế này. Con thuyền tiến về Vi Hư Thiên Thánh Canh, đó là một đại thánh cảnh gần thiên đình. Huyết mạch giới đế tập trung ở đó. Lần tỉ thí giữa các luyện khí sĩ ở lục giới lần này, được tổ chức tại đây. Giới đế và giới chủ của các giới, cùng với thiên vương, thần hoàng, ma hoàng đều tới quan chiến. Tới Vi Hư Thiên Thánh Cảnh, chỉ thấy mây trời mù mịt, thiên địa đại đạo cũng đậm đặc hơn những nơi khác nhiều.
thiên địa linh khí linh lực còn thuần tịnh tới mức tạo thành từng khóm mây mù, gần như ngưng tụ thành nước vậy. Tu luyện ở đây thì lợn cũng thành thần. Bạch Thương Hải không kìm được cảm khái. Trên thuyền có mấy trăm thần ma, nghe hắn nói vậy cùng giận dữ nhìn hắn. Bạch Thương Hải vội rụt cổ không dám nói thêm. Sư Bất Dịch khẽ nói. Tiểu quỷ Bạch Trạch Thị này, nếu ngươi nói trước mặt thần ma thiên giới như vậy thì chắc chắn sẽ bị đánh chết đấy. Hồ Tam Ông bên cạnh Lục Đạo lão nhân gật đầu như dã tỏi, vô cùng tán đồng. Cuối cùng con thuyền cũng vào bên trong giữa quần thể kiến trúc tựa thiên cung, từ từ đáp xuống. Lập tức có một vị cao lớn ra đón, cười ha hả. Pháp giới chủ, lâu rồi không gặp. Giới đế lệnh cho ta ra đón, mời vào trong. Viên Sơn thần hoàng khách khí rồi. Ngục giới giới chủ Pháp Thiệu chân xuống khỏi thuyền, thi lễ với vị kia rồi có mấy vị thần nữ tiến lại mời bọn Trung Nhạc, Canh Vương ra xuống thuyền, dẫn mọi người vào nghỉ trong cung điện. Các ngươi cách thiên giới khá xa, luyện khí sĩ các giới khác đều tới rồi, chỉ đợi các ngươi nữa thôi. Viên Sơn thần hoàng nhìn mấy người Trung Nhạc, khen. Đều là thiếu niên tuấn kiệt, lần này chắc chắn sẽ là trận long tranh hổ đấu, sẽ vô cùng đặc sắc đây. Ngục giới giới chủ cười mà như không cười, cảm thấy có chút chột dạ với lời khen đó. Dù sao trong lục đạo giới thì ngục giới cũng xếp sau cùng, lần này đừng nói là chiến thắng các luyện khí sĩ của thiên địa thần giới, nếu thắng được vạn tượng, ngũ hành giới thì hắn sẽ thắp nhang bái tạ tổ tiên. Luyện khí sĩ ngục giới tới rồi. Dám hỏi Canh Vương gia từng tranh đoạt đế vị với giới đế đã tới chưa? Đột nhiên có một giọng nói trầm nặng vọng lại, mấy người Trung Nhạc quay sang nhìn, thì thấy đông đảo luyện khí sĩ từ đầu kia của con đường tiến lại, dẫn đầu là một vị thần hoàng đón một vị giới chủ khác, không biết là của giới nào. Người lên tiếng là một nam tử trẻ tuổi hiên ngang cao giọng nói. Vị nào là Canh Vương gia? Ta đã nghe đại danh Canh Vương gia từ lâu mà chưa được gặp, cũng chưa được thấy cảnh tượng tranh hùng của Canh Vương gia và giới đế, trong lòng vô cùng nuối tiếc. Canh Vương gia vui vẻ, đứng ra cười nói. Chính là tại hạ, dám hỏi phải xưng hô thế nào với huynh đài. Hắn thầm thấy tự đắc, quay lại nhìn Trung Nhạc, nghĩ bụng. Ta muốn thu phục ngươi nhưng ngươi liên tiếp cản trở, làm ta rơi vào tròng phải bái ngươi làm huynh trưởng, ngươi nào biết danh tiếng của ta. Vị nam tử kia cũng tiến ra, cười. Tại hạ thiên giới Vũ Dương Sinh, chẳng có tên tuổi gì, nghe nói Canh Vương gia từng tranh đế vị với giới đế, trong lòng vô cùng ngưỡng mộ nên muốn so tài với vương gia một chút. Chọn ngày không bằng gặp ngày. Nay được gặp vương gia ở đây, chi bằng chúng ta đấu một trận thư hùng tại đây. Hắn vừa dứt lời, thân hình bay lên cao, một bước đã vượt qua con đường tới đầu bên kia đứng trước mặt Canh Vương gia, một trường tung ra, lục đạo cùng xuất hiện, tạo thành sáu quầng sáng trong lòng bàn tay hắn. Một cái lục đại luân hồi đại đạo tựa như rồng lao ra, xuyên qua lục đạo trong lòng bàn tay hắn, đánh về phía Canh Vương gia. Một trường bất ngờ, bá đạo mạnh mẽ, trường phong khiếp trời đất rung chuyển, xung quanh vốn dĩ có thần ma đi lại. Bị trưởng phong đánh bay bốn phương tám hướng, đập vào các tòa cung điện quanh đó. Trung Nhạc, Lịch Thiên Hành mấy người nhìn cảnh đó, sắc mặt lập tức vô cùng nặng nề. Hùng hồn. Pháp lực cực kỳ hùng hồn. Nam tử trẻ tuổi này tuy là thông thần cảnh nhưng pháp lực thâm hậu đáng sợ. Cho dù là trong thần minh cũng rất hiếm có. Hơn nữa rõ ràng hắn tu luyện một môn lục đại luân hồi công pháp. Tại thông thần cảnh cũng luyện được một luân hồi đại đạo hoàn chỉnh, khiến đòn này của hắn cực kỳ bá đạo. Thực lực của hắn có lẽ không thua kém Canh Vương gia là bao. Trung Nhạc hít sâu một hơi, thầm nghĩ. Nụ cười trên mặt Canh Vương gia còn chưa tan đi, công kích của nam tử kia đã tới trước mặt. Canh Vương gia vội vàng điều động pháp lực, lật tay đón tới. Uỳnh một tiếng nổ lớn, cửa sổ cung điện hai bên đường đều nổ tung, sóng khí hoành tảo bốn phương tám hướng. Canh Vương gia hự một tiếng lùi về sau, hắn không kịp trở tay, một thân tu vi thần thông căn bản không kịp điều động hết. Tên Vũ Dương Sinh này có chuẩn bị mà tới, khiến Canh Vương gia bị rơi vào thế bị động. Nhưng tu vi của hắn rất hùng hồn, hơn nữa tinh hà linh thể có hàng vạn loại năng lượng khác nhau. Chỉ cần một chiêu là hắn có thể nắm được sức mạnh của Vũ Dương Sinh, tìm nhược điểm của hắn mà tấn công. Vũ Dương Sinh một trường khác đánh tới, lại là lục đạo luân hồi chuyển động trong lòng bàn tay, một đường đồ đằng đại đạo xuyên qua lục đạo oanh kích tới, giống như Phượng Hoàng tấn công, hắn đã đổi một loại đại đạo khác. Hắn đã tu thành hai loại đại đạo. Canh Vương gia lại đỡ một trưởng, hự một tiếng lùi về sau. Vũ Dương Sinh sau hai trưởng thì thu tay về đứng thẳng, lộ vẻ thất vọng, lắc đầu nói. Ngươi chỉ là hạng ba, hai trưởng của ta cũng không đỡ được mà cũng xứng tranh giành với giới đế. Ngươi thật khiến ta quá thất vọng. Ta vốn tưởng ngươi là cao thủ, giờ xem ra chỉ là hư danh, chỉ dựa hơi giới đế mà thôi. Canh Vương gia mặt đỏ phừng phừng, trong lòng đại nộ, quay lại nhìn Pháp Thiệu Chân. Pháp Thiệu Chân nhíu mày.
nhìn vị giới chủ đầu kia, trầm giọng nói. Hoa giới chủ, nói vậy là có ý gì? Vị thiên giới chủ kia cười ha ha. Tiểu hài tử chơi một chút sợ gì chứ? Sớm muộn họ cũng gặp nhau trên chiến trường, giờ cũng chỉ là xem bản lĩnh đối phương một chút thôi. Pháp giới chủ không cần phải để bụng. Vị luyện khí sĩ dưới trướng hắn cười khẩy. Ngục giới quá yếu, ngay canh vương gia đại danh đỉnh đỉnh cũng chẳng qua chỉ là hạng ba. Ngay hai chiêu của Vũ Dương Sinh sư huynh cũng không đỡ được. Xem ra sẽ chỉ toàn quân tan rã mà thôi. Canh vương gia đại nộ, Trung Nhạc đột nhiên cười. Nhị đệ, bình tĩnh đừng nóng. Ta lấy lại thể diện giúp ngươi, chương 992. Canh vương gia hơi khựng lại, nhìn hắn nói nhỏ. Chúng là cố tình đàn áp ta, ngươi thật sự muốn ra tay sao? Tên Vũ Dương Sinh này không thua kém ta là bao. Hơn nữa biết ta biết đánh giá sức mạnh đối phương, sau đó điều động sức mạnh chư thần tử tinh hà khắc chế, nên hai trưởng của hắn dùng hai loại năng lượng khác nhau khiến ta không thể phá giải. Loại như hắn căn bản không thể biết được bản lĩnh của ta, hiểu ta rõ như vậy chỉ có giới đế. Hắn nói rõ ràng, nếu Trung Nhạc tiếp nhận trận này, thua thì còn đỡ, nếu thắng sẽ đắc tội với thế lực giới đế. Tuy hắn kiêu ngạo nhưng ân oán rõ ràng. Tuy Trung Nhạc khiến hắn chịu thiệt thòi nhưng hắn không thể vì thế mà để Trung Nhạc gánh họa thay hắn. Vũ Dương Sinh vừa tới đã khiêu chiến hắn có nghĩa là hắn đã có chuẩn bị trước, chính là để làm suy yếu nhuệ khí, đả kích thể diện của hắn. Hơn nữa, từ lời nói ấm ở của thiên giới chủ, có thể thấy rõ ràng là được thiên giới chủ cho phép. Thiên giới chủ là thân tín của đương kim giới đế, mà hắn lại là kẻ tranh giành đế vị với giới đế, không đàn áp hắn thì còn đàn áp ai? Trung Nhạc cười ha hả. Ta là thế lực gì mà còn phải sợ thế lực của giới đế xa? Hơn nữa lần này cũng không phải vì ngươi mà vì thể diện của ngục giới chúng ta. Nhị đệ cứ yên tâm, hãy nhìn thủ đoạn của Vi Huynh. Bộ dạng của hắn khiến canh vương gia thấy ngứa mắt, nếu đặt Trung Nhạc và Vũ Dương Sinh cạnh nhau, hắn chắc chắn sẽ đánh Trung Nhạc trước, đánh cho hắn tự nhận nhị đệ mới thôi. Nhưng Trung Nhạc nói không sai, đúng là hắn không sợ thế lực giới đế, chỉ cần Trung Nhạc đưa thần hậu nương nương phía sau là, còn ai dám động tới hắn nữa chứ? Thực lực Vũ Dương Sinh rất mạnh, luyện được hai lục đại luân hồi đại đao. Ngươi chắc chắn có thể thắng chứ? Canh vương gia nói nhỏ. Thực lực của hắn rất đáng sợ, hơn nữa gần như linh thể, tương đương với ngươi và dư bá xuyên hợp thể. Kẻ như vậy phải dốc hết 12 phần tinh thần, chỉ cần không cẩn thận chút thôi là sẽ bị hắn áp chế. Trung Nhạc tiến về phía trước, cười nói. Mọi việc đã có ta, ngươi cứ yên tâm. Canh vương gia nghẹn lời, giận dữ nói. Bị hắn đánh chết thì đừng có trách ta. Những luyện khí sĩ dưới trướng hoa giới chủ nghe thế đều cười lớn, đến khi thấy Trung Nhạc đi ra thì càng cười lớn hơn. Một nhân tộc. Trời ạ, ta thấy một nhân tộc. Một luyện khí sĩ cười tới mức ngã ngửa. Đường đường là canh vương gia tiền triều lại nhận một nhân tộc làm huynh trưởng. Lại còn là nhân tộc của ngục giới, đúng là chuyện cười trong thiên hạ. Các luyện khí sĩ khác cũng không kìm được cười. Nhân tộc là chủng tộc gì? Huyết mạch thấp kém nhất trong vạn tộc. Sinh linh cấp thấp nhất, canh vương gia cũng là chuyển thế hồ đồ rồi, lại đi bái một nhân tộc làm đại ca. Cho dù là huyết mạch côn tộc cũng cao hơn nhân tộc. Ngục giới đúng là vô năng, lại để một nhân tộc lọt vào 10 hạng đầu, xem ra các luyện khí sĩ cũng là loại vô năng, không cần phải lo lắng nữa. Ta nghe nói địa giới thiên tài đầy rẫy, chưa biết chừng lần này chỉ có địa giới mới có khả năng tranh giành với thiên giới ta. Trung Nhạc coi như không nghe thấy những lời chế giễu đó, mỉm cười nói. Nếu hoa giới chủ đã nói chơi thì chơi một chút. Vũ Dương Sinh, ngươi đánh lén nhị đệ của ta, ảnh hưởng uy phong của đệ ấy, không biết ngươi có dám ứng chiến không? Vũ Dương Sinh hừ lạnh một tiếng. Muốn tìm chỗ chết sao? Trung Nhạc tâm niệm khẽ động, thần quang tụ lại trong bàn tay, cỏ đao và thần đao xuất hiện, thản nhiên nói. Ngươi không dám sao? Vũ Dương Sinh cười ha hà, chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ nói. Ta đánh lén canh vương ra. Cho dù ta không đánh lén thì hắn cũng chỉ là bại tướng dưới tay ta mà thôi. Ngục giới nơi khỉ ho có gáy, phỉ tặc hoành hành, sinh ra được thiên tài gì chứ? Ngươi đã khiêu chiến thì ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, ta chỉ ra một chiêu, nếu ngươi đỡ được mà không chết thì coi như ta thua. Ngươi có dám không? Canh vương ra cho mày, nói nhỏ. Không được đồng ý. Quân vô đạo phía sau hắn không kìm được nói. Tuyệt đối không được đồng ý, đồng ý ba chiêu định thắng thua. Bệ và Ngạn truyền âm. Một chiêu là có bẫy. Nếu ngươi đồng ý sẽ trúng bẫy của hắn. Hắn nói chỉ ra một chiêu, nếu ngươi tin thì sẽ nghĩ cách phòng thủ. Chỉ cần phòng thủ một chiêu là ngươi sẽ thắng, như vậy sẽ trúng kế của hắn. Tấn công mới là cách phòng thủ tốt nhất. Nếu ngươi toàn lực phòng thủ mà quên mất tấn công thì chắc chắn sẽ thua.
vì hắn có thể toàn lực tấn công mà không phải phòng thủ gì cả. Trung Nhạc truyền âm. Chư vị yên tâm, ta là tổ tông của việc này, hắn muốn giở trò trước mặt ta thì chưa đủ trình đâu. Một chiêu thì một chiêu. Trung Nhạc quả quyết nói. Vũ Dương Sinh cười, cao giọng nói. Pháp giới chủ, vãn bối có thể chơi một chút với vị sư huynh nhân tộc này không? Ngục giới giới chủ trần trừ một chút, tuy Trung Nhạc giết ái tử của hắn nhưng có thần hậu nương nương chống lưng, tên này bối cảnh quá lớn, nếu Trung Nhạc bị làm sao, thì hắn sẽ gánh tội không nổi. Hơn nữa dù hắn muốn Trung Nhạc chết nhưng trong nội tâm cũng mong Trung Nhạc thắng trận này để lấy thể diện cho ngục giới. Dù sao hắn cũng là ngục giới chi chủ, nếu luyện khí sĩ ngục giới mất mặt thì cũng là hắn mất mặt. Canh vương gia đã thua một trận, tuy bị đánh bất ngờ nhưng thua cũng là thua rồi, mất mặt cũng đã mất rồi. Nếu Trung Nhạc lại thua nữa, bị đối phương đánh chết là thôi, nhưng vẫn là ngục giới chi chủ là hắn bị mất mặt. Đột nhiên thiên giới giới chủ cười. Pháp giới chủ, các vãn bối đấu trí xung thiên, chúng ta đều già rồi, nào có được sức sống như họ, chi bằng cứ xem thế nào. Luyện khí sĩ giới chứng ngươi không đến nỗi không dám đỡ một chiêu đấy chứ. Ngục giới giới chủ hừ lạnh. Đây là buộc ta phải đồng ý, nếu ta không dám đồng ý thì càng mất mặt hơn. Nghĩ đến đây, hắn gật đầu, truyền âm cho Trung Nhạc. Cẩn thận một chút. Trung Nhạc khựng lại, sắc mặt cổ quái, ngục giới giới chủ lại bảo hắn cẩn thận. Nhưng hắn không biết ngục giới giới chủ, nói hắn cẩn thận không phải vì quan tâm mà là hắn sợ bị thần hậu, nương nương tính sổ. Hai vị giới chủ đều đã đồng ý, vậy thì ta ra tay đây. Vũ Dương Sinh hét lớn, tinh quang bắn ra từ mắt, sáu quầng sáng sau đầu hiện ra, bàn cổ thần nhân tọa trấn bên trong, mặt trời bay ra đáp xuống sau đầu. Hắn là Nhật Diệu Linh Thể. Khí thế của hắn hung mãnh hơn lúc nãy, thần hỏa cháy phừng phừng thiêu đốt bầu trời, thậm chí có xu hướng khiến bầu trời tan chảy. Vừa rồi hắn không thi triển dị tượng của Nhật Diệu Linh Thể. Còn giờ hắn quyết tâm một chiêu giết địch, một chiêu giết chết Trung Nhạc lập uy, nên tế cả Đại Nhật Chân Linh ra, buộc Trung Nhạc phải toàn lực phòng ngự. Khí thế của hắn càng ngày càng lớn, càng ngày càng bá đạo, giống như một vị thiên thần cao cao tại thượng. Hai giải lục đại luân hồi đại đạo giống như một long một phượng bay quanh người hắn, khí thế của hắn càng lên cao. Bệ, Ngạn, Quân Vô Đạo, Dư Bá Xuyên sắc mặt đều nặng nề, thực lực Vũ Dương Sinh đúng là không tầm thường. Tuy đánh canh vương gia là phần là đánh lén, nhưng thực lực này trong ngục giới cũng có thể xếp hạng 3. Tên này thật đáng sợ. Luyện khí sĩ thiên giới đều đáng sợ như vậy sao? Lịch Thiên Hành nói nhỏ. So với khí thế càng ngày càng đáng sợ của Vũ Dương Sinh, Trung Nhạc lại tỏ ra rất bình tĩnh. Hắn một tay cầm vỏ đao, tay phải cầm chuôi đao, sẵn sàng tuốt đao bất cứ lúc nào. Quanh người hắn cũng có vô số đồ đằng văn bay lượn, biến thành âm hào, dương hào, không ngừng tổ hợp biến hóa, hàng vạn phù văn biến đổi bay lượn, điên cuồng tính toán suy đoán. Đột nhiên Vũ Dương Sinh bước về phía trước, thần thông ngưng tụ. Phù văn quanh người Trung Nhạc biến đổi càng thêm ác liệt, tay phải chậm chậm rút đao, rút được một tấc, thần quang vô biên bắn ra, thần quang vạn trượng khiến ai nấy đều chói mắt. Vũ Dương Sinh hơi nhíu mày, bước thứ hai không đặt xuống, hai tay biến đổi, thần thông lập tức tan biến, đổi một loại thần thông khác, rồi đặt bước thứ hai xuống. Ào ào. Cùng lúc với bước thứ hai đặt xuống, đồ đằng văn quanh người Trung Nhạc cũng biến đổi, đao cũng kéo ra thêm một tấc nữa. Vũ Dương Sinh chán toát mồ hôi lạnh, bước thứ ba giơ lên đặt xuống, thần thông lại biến đổi, càng thêm hung mãnh bá đạo, nhưng thần thông vẫn chưa tung ra. Âm hào, dương hào của Trung Nhạc lập tức lại biến đổi, thần đao kéo ra thêm một tấc, thần quang càng mãnh liệt hơn. Bước thứ tư của Vũ Dương Sinh đặt xuống, lại đổi thần thông thứ tư, thần đao của Trung Nhạc cũng kéo ra được 4 tấc. Vũ Dương Sinh tứa thêm nhiều mồ hôi lạnh hơn, trên đường xuất hiện cảnh tượng thế này, Vũ Dương Sinh từng bước tiến lại gần Trung Nhạc, còn Trung Nhạc vẫn đứng yên tại chỗ không động đậy. Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, còn Vũ Dương Sinh mỗi bước đặt xuống lại đổi một môn thần thông. Mỗi loại thần thông đều vô cùng tinh diệu, khiến người ta phải kính sợ. Nhưng thần thông đều là nửa chiêu, vừa thi triển ra, uy năng còn chưa phát ra thì hắn đã đổi mất. Cùng lúc đó, Trung Nhạc ở đầu kia tuy đứng yên nhưng thần đao cứ rút lên mỗi tấc một. Thần quang ngày càng chói lòa, giống như trong vỏ đao ẩn chứa cả một vầng mặt trời vậy. Cùng với bước đi của Vũ Dương Sinh, phù văn âm hào, dương hào quanh Trung Nhạc cũng liên tục thay đổi. Lúc này, cuối cùng thì tất cả luyện khí sĩ, cường giả đều nhận ra, thầm nghĩ lợi hại. Trung Nhạc tuy không động đậy, chỉ rút đao nhưng sự đọ sức giữa hai người đã bắt đầu ngay, từ bước đi đầu tiên của Vũ Dương Sinh. Vào khoảnh khắc Vũ Dương Sinh tung thần thông đã bị Trung Nhạc suy đoán ra sơ hở, phá thần thông mà hắn còn chưa tung hết. Bước đi thứ hai của Vũ Dương Sinh, tung ra thần thông thứ hai cũng bị Trung Nhạc phá, rồi tới bước thứ ba, thứ tư.
hết chiêu thần thông này tới chiêu khác đều bị Trung Nhạc phá hết, mọi nhược điểm đều bị đoán ra, nếu Vũ Dương Sinh tấn công thì chắc chắn chỉ có chết. Nhưng hắn cũng không thể rút lui, lui thì khí thế suy giảm, sẽ rơi vào kết cục như Canh Vương gia. Hơn nữa Trung Nhạc đã tích tụ uy thế từ lâu, nếu đao này hoàn toàn rút ra chắc chắn vô cùng mãnh liệt, giống như ngọn núi lửa vạn năm, lúc bình thường yên tĩnh nhưng khi phun trào thì kinh thiên động địa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vũ Dương Sinh mồ hôi lạnh tứa ngày một nhiều, nhưng buộc phải tiến về phía trước, giọt mồ hôi to bằng hạt đầu nhỏ xuống thấm ướt đẫm cả áo hắn. Trước đao ý của Trung Nhạc, hắn buộc phải thay đổi thần thông, thi triển hết những thần thông mạnh nhất, tinh diệu nhất của hắn, nhưng chỉ trong thời gian một bước chân mà bị Trung Nhạc phá giải, buộc hắn phải triển khai sự thông minh tài trí, không ngừng sáng tạo ra chiêu thức thần thông mới. Nhưng chiêu thức mới thì càng nhiều sơ hở hơn, càng dễ phá giải hơn. Khoảng cách ngày một gần, chỉ còn hai trượng, Hoa Giới chủ nhíu mày, ho hắng định lên tiếng thì đột nhiên Trung Nhạc tuốt đao, chém xuống tựa lôi đình, Vũ Dương Sinh đầu rơi xuống đất. Trung Nhạc lật tay cho đao vào bao, quay người tiến lại bên cạnh Ngục Giới giới chủ, thản nhiên nói. Nhãi nhép, tới nộp mạng mà thôi, chương 993. Đầu Vũ Dương Sinh lăn lông lốc mấy vòng rồi dừng lại. Chiêu thần thông Trung Nhạc chém Vũ Dương Sinh vẫn là đệ nhị thức của Trảm Thần Tam Thức, Nguyệt Tịch, nhưng nếu Canh Vương gia muốn phá giải thần thông này thì vô cùng khó khăn. Trung Nhạc dung hợp thần thông của mình vào phép suy diễn âm hào dương hào của hắn, phá giải mọi thần thông của đối phương. Muốn phá giải thần thông của Trung Nhạc thì phải áp chế được hắn về cách suy diễn. Mà làm được điều đó thì trong toàn bộ luyện khí sĩ của lục đạo giới, chỉ có được vài người. Cho dù có luyện khí sĩ như vậy thì hắn cũng phí quá nhiều tâm tư vào suy diễn. Có lẽ tiến bộ tu vi sẽ chậm, mà tu vi thực lực của Trung Nhạc lại ở mức đỉnh cao trong số các luyện khí sĩ ở lục đạo giới. Cho dù có đại cường giả suy diễn được như vậy, thì cũng sẽ vì thua kém quá nhiều về thực lực mà bị hắn một đao chém chết. Còn người có tu vi thực lực hơn hắn thì chắc chắn phép suy diễn không bằng hắn, vì thế đao này của Trung Nhạc thật chấn động bốn phương. Đao này cũng đã định cho hắn cái tên thần đao. Canh Vương gia tự biết mình không thể áp chế được Trung Nhạc về khả năng suy diễn. Muốn phá chiêu của Trung Nhạc đành phải dùng pháp lực vô biên chấn áp, phá hủy mọi sự suy diễn của Trung Nhạc. Điện hạ, làm thế nào mới phá giải được đao của hắn? Một nữ tử dưới trướng thiên giới giới chủ hỏi nam tử trẻ tuổi mặc áo tím bên cạnh. Nam tử áo tím đó có khí độ ung dung hào hoa, thiên sinh quý phái, cao cao tại thượng, ngay cả thiên giới giới chủ cũng không thể lấn áp được hắn về khí độ. Muốn chiến thắng thì chỉ còn cách không cho hắn bất cứ cơ hội nào để suy diễn. Nam tử áo tím từ tốn nói. Dù sao hắn cũng cần thời gian để suy đoán ra sơ hở của thần thông, vì thế phải đánh nhanh thì pháp môn của hắn sẽ bị phá. Mọi người dưới trướng thiên giới giới chủ đều nghĩ ngợi. Canh Vương gia nghĩ ra cách phá giải kia là vì hắn thiên sinh tinh hà linh thể, pháp lực vô cùng hùng hồn, còn vị nam tử áo tím này nghĩ ra cách khác là dùng tốc độ để Trung Nhạc không thể suy đoán, đều là cách phá giải thần đao của Trung Nhạc. Tên nhân tộc này là Nhật Nguyệt song linh thể, rất hiếm có, chỉ có thiên, địa, thần mới có linh thể cấp này. Ngục giới sao lại xuất hiện hắn? Nam tử áo tím nghi hoặc, đôi mắt đột nhiên biến thành màu tím, nhìn Trung Nhạc chăm chú. Linh thể trong ngục giới phải rất hiếm mới đúng, sao lại có song linh thể? Hắn rất đáng chú ý, ngoài hắn ra còn có tiền triều Canh Vương gia, hắn mới là luyện khí sĩ mạnh nhất ngục giới. Hắn và cha ta tranh đoạt đế vị nhưng thất bại, bị đày xuống ngục giới. Cha ta tuy coi thường hắn nhưng dù sao căn cơ của hắn rất lớn, nếu ta giết được hắn thì chắc chắn sẽ được cha ta yêu quý. Vũ Dương Sinh vừa rồi chính là được hắn chỉ điểm, đột nhiên ra tay với Canh Vương gia, hai chiêu đắc thủ là, lập tức dừng lại là để đả kích sự tự tin của Canh Vương gia. Trung Nhạc giết Vũ Dương Sinh cũng là làm mất mặt hắn. Vũ Dương Sinh là đệ tử của Kim Ô Thần Tộc, cũng được, để Kim Ô Thần Tộc đối phó hắn. Nam tử áo tím nghĩ. Trung Nhạc cảm nhận được ánh mắt hắn thì quay sang, trong lòng nghi hoặc, nói nhỏ. Nhị đệ, nam tử áo tím kia là ai? Nhị đệ. Canh Vương gia trong bụng vô cùng khó chịu, nhẫn nhịn nói. Tử đồng thần quang, là huyết mạch của đương kim đế giới, chắc chắn là đế tử của giới đế. Giới đế có 24 con trai con gái, trong đó phần lớn đã là thần ma, chỉ có Đan Dương công chúa và Vân Hòa đế tử còn nhỏ, chưa thành thần. Nam tử áo tím kia chắc chắn là Vân Hòa đế tử, xếp thứ 24, còn gọi là nhị thập tứ thái tử. Thiên giới giới chủ ho hắng một tiếng, nói. Pháp giới chủ, giới đế có lệnh cho thiên giới. Ta chọn ta 10 luyện khí sĩ tham gia đại tỷ thí lục đạo giới, giờ tỷ thí còn chưa bắt đầu đã bị luyện khí sĩ ngục giới giết, vì thế không thể trị tội hắn. Ngục giới giới chủ không đợi hắn nói hết, cười nói.
chỉ chơi đùa thôi, vừa rồi hoa giới chủ cũng nói rồi, họ còn trẻ, tinh lực tràn trề, chơi một chút cũng chẳng sao. Thiên giới giới chủ mặt đen lại. Chơi một chút đúng là không sao, nhưng giờ đã chết đệ tử thiên giới ta, giới đế trách tội xuống. Giới đế sẽ không trách tội. Vũ Dương sinh không bằng người, gặp phải nhân tộc Trung Nhạc chắc chắn sớm muộn gì cũng chết, giờ chết sớm vài ngày có gì to tát. Ngục giới giới chủ cười ha hả. Chi bằng ta cho tướng giỏi đi địa ngục luân hồi, tìm lại hồn phách Vũ Dương sinh cho hắn đầu thai ngục giới ta. Ta nhất định sẽ tìm cho hắn xuất thân thượng đẳng. Thật không dám giấu, ta còn thiếu một nhi tử, làm con trai ta cũng coi như không hạ thấp hắn chứ. Thiên giới giới chủ mặt tím tái, ngục giới giới chủ có tới hơn 7 vạn con, còn nhiều hơn bọ chét trên người súc sinh. Nếu Vũ Dương sinh đầu thai vào nhà hắn thì coi như hỏng hẳn. Dù thế nào thì việc này ta cũng phải bẩm lên giới đế tìm lại công đạo. Thiên giới giới chủ hừ lạnh, phẩy tay áo bỏ đi. Làm con ta thì có gì không tốt? Nhìn ngươi kìa, ngục giới giới chủ nhún nhún vai không bận tâm, nhìn sang Trung Nhạc cười. Chúng ta đi. Trung Nhạc cùng mọi người đi theo, đột nhiên trong đầu vang lên tiếng ngục giới giới chủ truyền âm, hắn hừ lạnh. Ta bảo vệ không phải vì ngươi. Ngươi giết ái tử của ta, đó là đại thủ, ta rất không hài lòng vì ngươi. Ta chỉ nể sau lưng ngươi có chỗ dựa lớn nên mới bảo vệ ngươi. Nếu ngươi còn gây chuyện gì nữa thì ta không bảo vệ được đâu. Trung Nhạc nghiêm cẩn nói. Đa tạ giới chủ trợ giúp. Hừ, đa tạ cái mông. Ngươi giết ái tử của ta, ta không truy cứu vội, nhưng ngươi phải nhớ nói vài lời hay cho ta với chỗ dựa của ngươi. Ngục giới giới chủ lầm bầm. Hoa lão đầu chắc chắn sẽ không bỏ qua, chắc chắn sẽ báo lên giới đế để giết ngươi thị chúng. Có lẽ ta cũng phải hy sinh cái thể diện này để đối phó. Giới đế niệm tình ta chắc chắn sẽ chuyện lớn hóa chuyện nhỏ, nhưng tỉ thí sắp bắt đầu, ngươi không được gây nên chuyện gì nữa. Thiên giới là nơi nào chứ? Nơi ở của thần tộc mạnh nhất, Tàng Long Ngọa Hổ, trong đó có không ít thế gia đại phạt từ thời viễn cổ tới giờ. Ta cũng không động tới được, giới đế cũng phải lễ nhường ba phần. Nếu ngươi còn gây chuyện thì ta không bảo vệ được ngươi đâu. Trung Nhạc ra vẻ sợ sệt, nhưng trong bụng thì vô cùng hứng khởi. Xem ra mấy năm nay ở thần tạng cổ địa vực, ta tiến bộ thật không chậm chút nào. Đủ để cạnh tranh với các lộ cường giả thiên giới, khoảng cách không đến mức quá xa. Hắn bế quan ở ca giới 110 năm, ngoài tôi luyện nhục thân kiếp trước của mình, tu luyện tiên thiên chân hồn thì còn hoàn thiện Trảm Thần Tam Thức. Hắn không tự tin về Trảm Thần Tam Thức mà hắn đã tỉ mỉ tạo ra, lần này so tài với Vũ Dương Sinh hắn cũng là muốn kiểm tra sự tiến bộ của mình, trong mất năm qua. Uy lực của Nguyệt Tịch đã được kiểm chứng, còn Nhật Diệu và Trạm Đảo chưa được kiểm tra uy lực uy năng, thật mong chờ được gặp đối thủ mạnh hơn. Viên Sơn Thần Hoàng dẫn họ tới một khu cung điện, sắp xếp cho họ ở lại, mỗi người ở một cung điện, còn ngục giới giới chủ ở gần điện trung tâm. Viên Sơn Thần Hoàng nói, ta còn có việc, xin đi trước. Ngục giới giới chủ tiễn hắn, không lâu sau lại có thần ma tới tìm. Pháp giới chủ, giới đế bảo ngươi tới gặp. Ta biết rồi. Ngục giới giới chủ đứng dậy rời đi, nghĩ. Hoa lão đầu này quả nhiên thích mách lẻo, nhanh vậy đã báo lên giới đế. Xem ra ta phải bỏ cái thể diện này đi rồi. Canh Vương gia dẫn quân vô đạo, Dư Bá Xuyên bọn họ tới tìm Trung Nhạc. Khó khăn lắm mới về thiên giới, ta coi như là chủ nhà. Hôm nay ngươi lại giúp ta một lần nên chủ nhà ta sẽ mở tiệc cảm tạ ngươi. Hơn nữa ta còn mời một số lão bằng hữu, làm quen với họ ngươi cũng có lợi. Trung Nhạc nói. Giới chủ bảo ta an phận một chút, không được gây chuyện. Canh Vương gia cười ha hả. Thiên giới năm xưa do ta quản. Ta ở thiên giới có thể nói là thế lực thâm hậu, dù là thế gia đại phiệt nào cũng phải nể mặt ta. Ngươi có thể yên tâm, có ta đây ngươi muốn gây chuyện cũng không gây được. Chương 994. Trung Nhạc yên tâm, dù sao Canh Vương gia cũng là cánh tay phải của giới đế tiền nhiệm, căn cơ thâm hậu, từng phụ trách quản lý thiên giới, tích lũy hùng hậu, dù có chết rồi trùng sinh thì thế lực chắc vẫn còn. Nghe ý của Canh Vương gia, thì định giới thiệu cho hắn một vài thuộc hạ cũ cho bọn Trung Nhạc. Một là để khoe khoang căn cơ, hai là để lôi kéo bọn Trung Nhạc, tích lũy thêm vây cánh mới. Ngoài Trung Nhạc ra, 8 vị cường giả khác của ngục giới cũng được hắn mời tới dự tiệc. Vì hư thiên thánh cảnh là nơi huyết mạch của giới đế ở. Sinh linh sinh sống ở đây không phú thì quý, đương nhiên thương mại rất phát đạt. Tửu lầu cũng đều là nơi vương công quý tộc ra vào thường xuyên. Canh Vương gia tổ chức yến tiệc tại nơi hào hoa nhất thiên chân lâu, mời bọn Trung Nhạc ngồi xuống. Nơi này ở trên cao, rất tao nhã. Trên có thể nhìn nhật nguyệt tinh tú, dưới có thể nhìn toàn bộ khung cảnh bốn bề. Canh Vương gia nói. Ta đã truyền tin đi, người cũ của ta sẽ tới sớm thôi. Thật không giấu, những thuộc hạ cũ này của ta đều là thần hoàng, ma hoàng nổi danh. Nếu là trước kia, người có tư cách tới tiệc của ta chỉ có thần hoàng,
Ma Hoàng. Hắn khá kiêu ngạo, dù sao cũng là thân tín của giới đế năm xưa, địa vị cao quý. Mọi người vừa uống rượu vừa đợi. Con bản long quấn trên cột trụ thiên chân lâu lại là con rồng thật. Diều hâu trên mái hiên cũng là thật, chứ không phải điêu khắc, thật xa xỉ tới mức khiến người ta phải chép miệng. Càng ngày càng đông khách tới, rất nhiều khách có khí tức cường đại mà khủng bố, toàn thuộc cấp thiên thần, chân thần, thần tộc, thậm chí còn có khí tức của thần hoàng, ma hoàng. Dù sao vi hư thiên thánh cảnh cũng là nơi tập trung của huyết mạch giới đế, đương nhiên khách tới cũng là nhân vật có máu mặt, muốn lôi kéo quan hệ với giới đế. Tuy thức ăn rượu nước ở thiên chân lâu giá cả không hề mềm mại, nhưng cũng có khách giàu có mở tiệc thết khách. Lần này ta mới tới có 18 thần hoàng, ma hoàng, được gọi là thiên vân thập bát hoàng. Thiên sơn thần hoàng, bích nga ma hoàng, la giật tôn hoàng, đà du ma hoàng, đa dực yêu hoàng, thần quang tôn hoàng, vân vân, đều là người có máu mặt. Trong đó có Lục Thiên Vương, một trong tứ đại thiên vương, cũng thuộc thiên vân thập bát hoàng. Canh vương ra cảm khái vạn phân. Họ rất trung thành với ta, không như Thượng Thiên Vương. Thượng Thiên Vương tuy có giao tình với ta nhưng là kẻ gió chiều nào che chiều ấy, đi theo giới đế lâu rồi, với ta chỉ có thể coi là quen biết. Dậu đổ thì bìm leo. Đại huynh ta qua đời, ta lại thua đương kim giới đế, có lẽ chỉ còn họ là có thể ủng hộ ta. Họ vừa là bộ hạ của ta, cũng là cựu thần của đại huynh ta. Ai có thể phản bội chứ họ thì không? Mấy người Trung Nhạc, Lịch Thiên Hành đều chấn kinh, canh vương gia lại có 18 vị thần hoàng ma hoàng là bộ hạ. Thế lực này thật không vừa, chẳng trách mà cường giả gặp hắn đều phải gọi một tiếng vương gia. Còn Thúc Dạ thì sắc mặt hơi biến đổi, cứ vùi đầu uống rượu trầm mặc không nói. Thượng Thiên Vương là sư tôn của hắn, canh vương gia nói Thượng Thiên Vương là gió chiều nào che chiều ấy, hắn cũng không tiện phản bác. Nhị thập tứ thái tử, khách quý, mời vào trong. Đột nhiên phía dưới có tiếng huyên náo, canh vương gia đồng tử co lại, nhìn xuống thì thấy đông đảo thần ma đang vây quanh Hà Vân, đế tử và một số luyện khí sĩ, cũng đi vào thiên chân lâu. Lâu chủ dẫn mấy người vân hòa đế tử lên thiên chân lâu, ngồi cách mấy người canh vương gia một khoảng. Canh vương gia và vân hòa đế tử ánh mắt gặp nhau rồi tránh đi, sắc mặt đều tối lại. Nhị thập tứ thái tử, chúng ta tới đây làm gì? Một vị luyện khí sĩ thiên giới ánh mắt bắn tinh quang, nhìn bọn Trung Nhạc phía đối diện. Sát khí bùng phát. Lẽ nào là giết tên nhân tộc kia báo thù cho Vũ Dương Sinh? Vân Hòa đế tử mỉm cười, bình thản nói. Đừng vội, chúng ta chỉ cần xem kịch hay thôi. Bên cạnh hắn có 9 luyện khí sĩ, mỗi người đều ngồi xuống, còn các thần ma kia thì đứng bên cạnh. Có thể thấy những luyện khí sĩ này đều có lai lịch rất không nhỏ, thân gia kinh người, chắc là đệ tử của thế gia đại phiệt ở thiên giới. Thiên giới chọn ra 10 luyện khí sĩ tham gia tỷ thí lần này. Nhưng Vũ Dương Sinh bị Trung Nhạc một đao chém chết, chỉ còn lại 9 vị, giờ rõ ràng là thiên giới giới chủ đã bổ sung một vị, vẫn là 10 người. Dù gì thiên giới cũng là nơi thiên tài vô số, có huyết mạch cao quý nhất, mạnh nhất lục đạo giới, muốn chọn ra một luyện khí sĩ tương đương Vũ Dương Sinh cũng không có gì khó. Vân Hòa đế tử lấy ra các cuộn quyển tông, cười. Đây là tài liệu về 10 luyện khí sĩ ngục giới tham gia tỷ thí lần này, bao gồm công pháp, hồn binh, thần thông của họ. Các ngươi lần lượt đọc, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. 9 vị luyện khí sĩ kia vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, một nữ tử cười nói. Nhị thập tứ thái tử lại lấy được những cái này, thật không hổ là đế tử, thủ đoạn thông thiên. Vân Hòa đế tử mỉm cười, mua chuộc sư tôn, sư huynh, sư đệ của chúng chỉ cần một câu. Đừng nói ngục giới, ngay cả địa giới, thần giới ta cũng lấy được. Luyện khí sĩ ngục giới chết là chắc rồi. Tất cả đều cười. Họ không cố hạ thấp giọng. Cuộc đối thoại vọng tới chỗ bọn Trung Nhạc, Lịch Thiên Hành, Dư Bá Xuyên bọn họ đều nhíu mày, Vân Hòa đế tử đúng là thần thông quảng đại, ngay cả sư huynh đệ và sư tôn của họ, cũng mua chuộc được để lấy bí mật về công pháp, thần thông của họ. Canh vương gia hừ lạnh, thản nhiên nói. Không phải lo lắng, chỉ cần bộ hạ của ta tới thì không tới lượt hắn hoanh hoang. Có thiên vân thập bát hoàng bồi dưỡng, tẩy tủy, tôi luyện nhục thân nguyên thần, rèn luyện pháp lực tinh thần, các ngươi có thể trong một thời gian ngắn tiến bộ cực nhanh. Mấy người Trung Nhạc động dung, có 18 vị thần hoàng ma hoàng tôi luyện cho, nghĩ thôi cũng thấy phấn khích. Đúng là có thể giúp họ tăng tiến cực nhanh. Canh vương gia mỉm cười. Hơn nữa, căn cơ của ta ở thiên giới thâm hậu, Vân Hòa đế tử bọn chúng có được gì thì ta cũng có được cái đó. Lát nữa các ngươi có thể thấy tài liệu về bọn Vân Hòa đế tử, bí mật về thần thông, công pháp, nguyên thần, hồn binh của chúng, thắng thua còn chưa rõ đâu. Mọi người kiên nhẫn chờ đợi. Một lúc lâu sau, canh vương gia nhíu mày, trong lòng có phần bực bội. Hắn đợi lâu như vậy mà thiên vân thập bát hoàng chẳng một ai đến, đúng là cổ quái.
Hắn tự tin 18 vị thần hoàng ma hoàng này trung thành tuyệt đối với hắn, và giới đế tiền nhiệm tuyệt đối không phản bội, nhưng đến giờ họ vẫn chưa tới, không thể không khiến lòng tin của hắn bị dao động. Quân vô đạo, Dư Bá Xuyên bọn họ nhìn nhau rồi trầm mặc, chỉ giờ Thiên Vân Thập Bát Hoàng có lẽ đã sợ thế lực của giới đế, hoặc đã phản bội lâu rồi, sợ là sẽ không tới. Đợi thêm một lúc lâu nữa, canh vương ra sắc mặt tối sầm, tự cười mình. Ta tưởng rằng đối xử với họ chân thành, thì chắc chắn họ cũng đối lại với ta như vậy, không ngờ là ta nghĩ đơn giản quá rồi. Họ không đến cũng được, dù sao giới đế thế lực lớn, lại là giới đế, họ đi theo đương kim giới đế cũng là điều dễ hiểu. Ta không trách họ. Đột nhiên một giọng nói hùng hồn giận dữ vang lên. Đi theo đương kim giới đế, hắn cũng xứng để Thiên Vân Thập Bát Hoàng quỳ gối sao? Vương gia coi thường bọn ta quá. Bọn ta là cựu thần của tiên đế, đôi cánh của vương gia, trung thần không thờ hai chủ. Lẽ nào lại dễ dàng thay đổi mà đi theo loại nhỏ nhen kia? Canh vương gia vừa kinh vừa mừng, đứng bật dậy cười ha ha. Thiên Vân Thập Bát Hoàng, quả nhiên hào khí không thua kém năm xưa. 18 vị lão huynh đệ, ta tới đây. Mấy người bọn Trung Nhạc, Quân Vô Đạo, Dư Bá Xuyên cũng đứng dậy nhìn theo hướng đó. Thấy bên dưới Thiên Chân Lâu có 17 vị thần ma hình dung cổ quái đi tới. Dẫn đầu là Độc Nhãn Long, một con mắt đã bị mù, thay bằng mắt đá, một con mắt còn lại dường như có bệnh, nước mắt cứ chảy mãi, không nhìn được xa, cũng không nhìn được rõ. Phía sau hắn là một vị thần hoàng hai tay đặt lên vai hắn. Vị thần hoàng phía sau lại đặt tay lên vai thần hoàng đằng trước, cứ thế nối thành một hàng tiến vào Thiên Chân Lâu. Canh vương ra người run run, hai mắt đỏ hoe. 17 vị thần hoàng ma hoàng này được vị Độc Nhãn Long kia dẫn lên lầu. Tới trước chỗ bọn Trung Nhạc, Độc Nhãn Long nước mắt rơi không ngừng, chỉ thấy được thân hình mơ hồ, nói. Vị nào là canh vương gia? Lão hủ mắt hoa, vương gia đã chuyển thế, thực sự không nhận ra nữa rồi. Canh vương gia không kìm được bi ai, tiến lên nói. Trưởng canh ở đây, các vị lão huynh đệ, mắt của mọi người. Độc Nhãn Long cười, các vị thần hoàng, ma hoàng phía sau đều ngẩng lên cười vui vẻ. Đồng thanh nói, vương gia bình an là tốt rồi, bình an là tốt rồi. Trung Nhạc, Quân Vô Đạo, mấy người họ dựng tóc gáy, thấy trong hốc mắt của những vị này đều không có mắt mà toàn viên đá trắng. Viên thạch nhãn khảm vào hốc mắt họ, ẩn chứa thần thông lớn lao, trợ giúp bất tử chi thân chữa trị nhục thân cho họ. Không những nhục thân bị mù mà ngay cả nguyên thần của họ cũng mù, không thể nhìn thấy ngoại giới được nữa. Chỉ còn một mắt của Độc Nhãn Long là nhìn được nhưng cứ chảy nước mắt mãi. Cũng sắp cạn cả nước mắt rồi. Các lão huynh đệ, mắt mọi người sao vậy? Canh vương ra nộ khí xung quan, quát lớn. Không phải ta bảo các ngươi an phận thủ thường, đợi ta tới rồi tính sao? Tại sao các ngươi tự ý hành động, Hách Liên Vân Sơn đến ta cũng không phải đối thủ của hắn, lẽ nào các ngươi lại đấu được? Phía đối diện một tiếng cười khẩy vọng lại, Vân Hòa đế tử nói nhỏ. Có mắt không tròng. Mắt của 17 vị thần hoàng, ma hoàng không phải là có mắt không tròng sao? Mắt thịt của họ bị móc mất, đổi thành thạch nhãn, mắt của nguyên thần cũng bị mất, thạch nhãn không thể nhìn được xung quanh, không có nhãn cầu. 17 vị thần hoàng ma hoàng trầm mặc, một lúc sau Độc Nhãn Long nói. Vương gia chiến bại, dặn bọn ta phải đợi ngài chuyển thế rồi sẽ dẫn bọn ta đoạt lại mọi thứ, sau đó vương gia bị đẩy tới ngục giới chuyển thế. Bọn ta làm như vương gia nói, thu gọn thế lực, không chống lại thế lực giới đế. Rồi một nữ tử là Thạch Cơ Nương Nương tới tìm bảo cho bọn ta hai lựa chọn. Một là đi theo Vân Sơn giới đế, hai là có mắt không tròng. 17 vị thần hoàng ma hoàng trợn đôi thạch nhãn, cùng cười. Huynh đệ ta chọn cái thứ hai. Canh vương ra nước mắt rưng rưng nhưng không có một giọt nào chảy xuống. Một lúc lâu sau, vui vẻ nói. Ha ha, Thạch Cơ Nương Nương các ngươi sống là tốt, còn sống là tốt. Lục Thiên Vương ở đâu? Tại sao hắn không tới gặp ta? Lẽ nào hắn tham vinh hoa phú quý quyền thế đi theo giới đế rồi? 17 vị thần hoàng ma hoàng trầm mặc, Độc Nhãn Long nói. Lục đại ca cũng tới. Hắn ở đâu? Canh vương ra giận dữ quát lớn. Đột nhiên từ quầng sáng phía sau một vị thần hoàng vọng ra giọng nói già nua. Lão thần ở đây, lòng trung thành của lão thần có trời xanh chứng giám. Lão thần là do một tay vương gia đào tạo. Vương gia và tiên đế đối với ta thân như huynh đệ, ân trọng như núi. Lẽ nào ta lại bội tín khi nghĩa mà đi theo nghịch tặc? Một lão già tóc bạc bay ra, cũng giống 17 vị thần hoàng, ma hoàng kia, có một đôi thạch nhãn, đáng sợ hơn là hai chân lão bị chặt đứt, hai tay cũng vậy, chỗ vết thương có đá ngăn không cho vết thương phục hồi. Lão còn thê thảm hơn 17 vị kia, hai mắt nguyên thần bị móc mất, tay chân nguyên thần cũng bị chặt đứt. Lục Thiên Vương nói.
Thạch Cơ nương nương nói tu vi lão thần quá mạnh, gần với tạo vật chủ, bà ta móc hai mắt vẫn sợ không áp chế được ta nên chặt chân tay ta. Nếu lão thần thay đổi ý thì bà ta sẽ giải phong ấn. Nhưng lẽ nào lão thần lại đi theo nghịch tặc? Vì lão thần không thể đi, chỉ có thể ở trong nguyên thần bí cảnh của Thiên Sơn huynh đệ, không ra bái kiến vương gia được. Lão thần bái kiến vương gia. Lão cúi đầu, mái tóc bạc khẽ run. Canh vương gia không kìm được, bịch một tiếng quỳ xuống lại Thiên Vân thập bát hoàng thật sâu, khóc lớn. 18 vị lão ca ca, là Trường Canh đã phụ lòng mọi người, liên lụy mọi người rồi. Trường Canh không nên bảo mọi người đợi ta. Không nên. Thiên Vân thập bát hoàng cũng vội quỳ xuống, nghẹn ngào nói. Vương gia đừng như vậy. Vương gia và tiên đế đối với bọn ta thân như huynh đệ, nếu bọn ta đi theo phản tặc thì mới là có mắt không tròng. Giờ từ bỏ hai mắt nhưng 18 huynh đệ ta lòng sáng như gương. Vương gia mau đứng dậy, chương 995. Thiên Vân thập bát hoàng và canh vương gia cùng quỳ, canh vương gia dập đầu lia lịa trước Thiên Vân thập bát hoàng. Khi kết bái với Trung Nhạc hắn nói luyện khí sĩ không quỳ giới đế, thiên đế, cho dù cung phụng trời đất thì cũng chỉ lễ kính chứ không quỳ. Quỳ xuống là trong lòng có trở ngại, không thể siêu thoát. Nhưng giờ hắn vừa quỳ vừa dập đầu, gào khóc không thôi. Thiên Vân thập bát hoàng không nhìn thấy gì, mò mẫm tiến về phía trước ôm lấy cố gắng kéo hắn lên, 19 người cùng nhau gào khóc. Trung thần nghĩa sĩ. Trung Nhạc thầm cảm thán, Thiên Vân thập bát hoàng đúng là trung thần nghĩa sĩ, vì một câu nói của canh vương gia giữ lời hứa chờ hắn trở lại, thậm chí bị moi mắt, chặt chân tay cũng không phản bội, vẫn tiếp tục chờ đợi. Thiên Vân thập bát hoàng, đáng khóc đáng cười, một quỳ của canh vương gia đã phá vỡ sự cố chấp đạo tâm của họ, phá vỡ lời thề không quy của họ, cũng khiến Trung Nhạc thay đổi cách nhìn về họ. Đúng là náo nhiệt, khóc khóc lóc lóc, dập đầu tới dập đầu lui, náo nhiệt như nhà có tang vậy. Phía đối diện, Vân Hòa đế tử cười. Lúc này canh vương gia tâm thần đại loạn, khó lòng kiềm chế, thần thông công pháp không biết còn được mấy phần. Có lẽ ngày chết của vương gia cũng sắp tới rồi. Hắn nói với các luyện khí sĩ thiên giới bên cạnh. Nghe nói canh vương gia trước nay đều rất cao ngạo, không quỳ trước trời đất, không quỳ trước thiên đế giới đế, nhưng nay lại quỳ trước mấy kẻ mù lòa, tàn phế, còn khóc ác liệt như vậy, đạo tâm bại cả rồi. Lúc này khiêu chiến với hắn. Hắn vừa thịnh nộ vừa bi phẫn, tâm hồn treo ngược cành cây, chắc chắn sẽ đồng ý, nếu giết được canh vương gia thì cũng là cơ hội lập danh, hơn nữa cha ta chắc chắn cũng sẽ vui mừng. Hắn vừa dứt lời, 9 luyện khí sĩ bên cạnh hắn mắt lập tức sáng lên. Đúng như Vân Hòa đế tử nói, canh vương gia đại bi đại phẫn đại nộ, chắc chắn sẽ đại thương. Thương ở đây chính là bi thương, bi phẫn, nộ thì hồn không trong xác, tình cảm phát tiết, lý trí không còn, chắc chắn pháp lực hỗn loạn. Tinh thần rối bời, tư duy rối loạn, nguyên thần không kiểm soát được, ảnh hưởng tới luyện khí sĩ như thế nào không nghĩ cũng biết. Vân Hòa đế tử pháp nhãn vô song, nhìn ra điều này nên mới nói là ngày chết của canh vương gia. Rõ ràng hắn đã sớm liệu được cảnh tượng này sẽ diễn ra nên mới dẫn mọi người tới, ngồi đối diện với canh vương gia chính là để nhìn canh vương gia đại bi đại phẫn, chính là muốn nhìn hắn chết tại đây. Luyện khí sĩ ngục giới vô pháp vô thiên, chẳng có thiện cảm gì với giới đế, dù sao cũng bị nhốt trong nhà tù ngục giới này. Con cháu vô cùng vô tận cũng đều bị nhốt tại đây. Còn luyện khí sĩ của thiên giới thì không, luyện khí sĩ thiên giới có thể làm quan trên thiên đình, thiên cung, có ai là không muốn xây dựng một thế gia đại phiệt lớn mạnh, làm vinh quang tổ tông. Vân Hòa đế tử nói vậy đủ để họ động tâm. Một luyện khí sĩ đứng bật dậy, nói lớn. Canh vương gia, Uyên thần thế gia Uyên tông hỉ nghe nói canh vương gia kỹ nghiệp siêu quần, ta khiêu chiến với vương gia. Lại một luyện khí sĩ khác cười ha hả. Nghe nói canh vương gia từng đấu với giới đế, cô gia cô huyền cơ thỉnh vương gia chỉ điểm cho vài điều. Một nữ tử cười. Canh vương gia sẽ không dám đồng ý cả lời thách đấu của tiểu nữ chứ. Còn ta thương gia thương Lam Phong, thỉnh vương gia chỉ điểm 2 chiêu. 9 luyện khí sĩ bên cạnh Vân Hòa, đế tử lần lượt đứng dậy lên tiếng khiêu chiến canh vương gia. Vân Hòa đế tử mỉm cười, nâng chén lên nhấp. Trung Nhạc nhíu mày, tiến lên một bước, mấy người lịch thiên hành. Dư Bá Xuyên, Quân Vô Đạo cũng tiến lên định ứng chiến thay canh vương gia. Họ đều nhận ra trạng thái canh vương gia hiện giờ không ổn, đại bi đại phẫn đại nộ, không tẩu hỏa nhập ma đã là may mắn lớn rồi. Nếu đấu với các cường giả thiên giới, nữa thì chỉ e canh vương gia sẽ bị đánh chết tại thiên chân lâu này. Cường giả thiên giới đều nghịch khai lục đạo, lại là thiên sinh linh thể, đều tu luyện công pháp lục đại luân hồi hoàn chỉnh, cộng với huyết mạch cường hãn, không thua kém canh vương gia là bao. Trạng thái của canh vương gia lúc này chắc chắn không phải đối thủ của họ. Canh vương gia tuy kiêu ngạo nhưng làm việc gì cũng rất có nguyên tắc, rất hợp ý với luyện khí sĩ ngục giới.
giờ chỉ có họ mới có thể ra mặt thay Canh Vương gia nhận sát cục này. Đột nhiên Canh Vương gia giang hai tay chắn trước mấy người Trung Nhạc, giọng có phần khàn đặc. Các vị, Trường Canh xin nhận hảo ý của các vị. Trường Canh vốn là thiên giới địa chủ, quản lý thiên giới, danh tiếng bên ngoài, nếu không ứng chiến thì còn mặt mũi đâu. Trận chiến này để tự ta. Quân vô đạo cho mày. Trạng thái của ngươi không được, chắc chắn sẽ chết. Việc gì phải tự nộp mạng. Thiên Vân Thập Bát Hoàng cũng cho mày, Lục Thiên Vương nói nhỏ. Vương gia hà tất phải động nộ vì chút vết thương nhỏ này của bọn ta. Nhỏ không nhịn ắt hỏng đại mưu. Nếu ta không ứng chiến, sự bi phẫn trong lòng không thể giải tỏa, trở thành mối dây dứt trong lòng, đạo tâm bị tổn hại, sau này sao có thành tựu gì được. Các ngươi không cần khuyên ta nữa. Canh Vương gia sắc mặt tối lại, nói nhỏ. Trung Nhạc huynh trưởng, 18 vị lão ca ca của ta phải phiền ngươi rồi. Sau này nếu ngươi tu vi có thành tựu hãy giúp ta giải phong ấn cho họ. Trung Nhạc nhíu mày, trong lòng có dự cảm không lành, Canh Vương gia đang ủy thác Thiên Vân Thập Bát Hoàng, cho hắn để bản thân có thể quyết chiến mà không vướng bận gì. Ngươi tự mình giúp họ không phải tốt hơn sao? Trung Nhạc khuyên. Canh Vương gia cười lớn, có chút tự phụ nói. Đương nhiên là ta có thể, nhưng nếu ta giết đế tử, Vân Hòa đế tử, Vân Sơn giới đế chắc chắn sẽ không cho ta sống. Trung Nhạc huynh trưởng, ngươi từng nói kiếp trước 54.000 tuổi, có phải lừa ta không? Trung Nhạc gật đầu. Ta xuất thân tại nơi nhỏ bé, làm gì có kiếp trước? Đúng là ta lừa ngươi, nhưng kiếp này đúng là ta lớn hơn ngươi. Ta biết ngươi lừa ta mà. Nhưng kiếp trước đều là quá khứ, kiếp này ngươi lớn hơn ta, chúng ta đã kết bái rồi thì ta nên gọi ngươi một tiếng huynh trưởng. Hắn nghiêm nghị nói. Ngươi biết tại sao ta không đồng ý kết bái với ngươi không? Vì huynh trưởng của ta là giới đế đỉnh thiên lập địa, trưởng huynh như cha, ta kính hắn nên không muốn gọi ngươi là huynh. Ngươi đồng ý thay ta chiếu cố tới Thiên Vân Thập Bát Hoàng, ngươi xứng đáng làm huynh trưởng của ta. Hắn cúi người lạy Trung Nhạc một cái, khi đứng thẳng dậy thì sự ủ rột trên gương mặt hoàn toàn biến mất, thần thái hứng khởi, nhìn các vị cường giả nói lớn. Lũ tiểu nhi các ngươi, khi ta tranh đấu với Vân Sơn giới đế các ngươi còn không biết đang bú sữa trốn nào. Thách đấu gì ta nhận hết. Các ngươi cũng không cần lần lượt từng người, lên hết đi. Sảng khoái. Phía đối diện từng chàng cười lớn vọng lại, đột nhiên Uyên Tông Hỉ, Cô Huyền Cơ, Thiên Nhu, Thương Lam Phong, chín luyện khí sĩ đó đều bước ta. Không gian trong Thiên Chân Lâu rất rộng. Trong lầu là một cây định lâu thần trụ, xung quanh kiến trúc hình tròn vây quanh thần trụ. Trên cây thần trụ có bậc thang uốn quanh dẫn lên trên. Tới đỉnh, đứng ở góc độ mấy người Trung Nhạc nhìn thì thần trụ giống như cái đài tròn khổng lồ, bán kính tới hơn 100 mẫu. Chính vì có cây thần trụ này mới tiện cho đi lại. Trên đỉnh cây thần trụ này, đối với những cường giả như Canh Vương gia thì vẫn còn quá nhỏ, một chiêu thần thông của họ có thể truyền xa vạn dặm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng Thiên Chân Lâu tương đương với trọng bảo được luyện thành từ vô số thần binh. Nếu xuất hiện thần ma hoặc luyện khí sĩ giao đấu thì không gian trong Thiên Chân Lâu sẽ nhanh chóng mở rộng để tránh ảnh hưởng tới các khách khác. Chín luyện khí sĩ vừa bay ra thì thấy đỉnh thần trụ nhanh chóng to ra, nháy mắt đã biến thành quảng trường rộng tới vài vạn dặm. Cùng lúc đó, Canh Vương gia bước ra, các vì sao trên trời bay lượn, biến thành một dòng tinh hà, Canh Vương gia đứng trên tinh hà tấn công chín cường giả thiên giới. Chín luyện khí sĩ thiên giới này đúng là bất phàm, các quầng sáng sau đầu chuyển động, lục đạo mở hết. Các loại thần quang tỏa sáng, nguyên thần dị tượng bắn ra biến thành những thần ma thần thánh khủng bố, có thần nhân nghìn tay, có thần nhân quấn song long, có thần nhân tay cầm song xà, có thần nhân cầm tháp, các loại dị tượng bay lượn. Trong 6 quầng sáng phía sau đầu họ, các loại âm thanh kỳ lạ vọng ra, là tiếng tế tự, có nghĩa là lục đại bí cảnh của họ đều đã mở. Tu thành lục đại luân hồi, tu luyện công pháp lục đại luân hồi hoàn chỉnh, luyện thành lục đại luân hồi thần thông. Không chỉ vậy, lại có vô số lục đại luân hồi đại đạo bay ra. Có cái giống như cây quế, có cái như sông lớn, có cái như hỏa sơn, có cái như mặt trăng, chính là lục đại luân hồi đại đạo mà họ luyện. Khí huyết của họ ngập trời, huyết mạch chi lực của họ được kích phát hoàn toàn, khí huyết giống như biển lớn, bay trên trời cao, được lục đại luân hồi chiếu rọi sáng bừng đủ màu sắc. Lịch Thiên Hành, Quân Vô Đạo mấy người sắc mặt kịch biến, cho dù là Dư Bá Xuyên cũng biến sắc. Uyên Tông Hỉ, Cô Huyền Cơ, Thiên Nhu, Thương Lam Phong đúng là rất cường hãn, mỗi người đều là kình địch mà họ chưa từng gặp. Thực lực mạnh như vậy đúng là hơn cường giả ngục giới bọn họ. Lịch Thiên Hành là kỳ tài của ngục giới đã luyện hết được mọi cực cảnh, hắn mở ra lục đại luân hồi, lại là thiên sinh linh thể, thực lực chắc chắn là đỉnh cấp trong ngục giới, không hề thua kém Trung Nhạc, Dư Bá Xuyên, nhưng huyết mạch của hắn thì không cao cấp lắm. Uyên Tông Hỉ, Cô Huyền Cơ,
Thiên Nhu, Thương Lam Phong bọn họ lại là huyết mạch hàng đầu trong số các thần ma, huyết mạch mạnh nhất thiên giới, chín người cùng tấn công Canh Vương gia, kết cục của Canh Vương gia không cần nghĩ cũng biết. Cuối cùng, Canh Vương gia và chín vị cường giả thiên giới lao vào nhau. Đúng lúc này, đột nhiên Canh Vương gia hét lớn, khí tức tăng mạnh, trong cơ thể truyền ra hàng triệu vạn chấn động, uỳnh uỳnh không ngớt. Hay, Trung Nhạc và Dư Bá Xuyên cùng thán thưởng. Trong khoảnh khắc này Canh Vương gia đột nhiên đột phá, từ chân linh cảnh lên thông thần cảnh. Hắn đã thức tỉnh tinh hà chân linh từ lâu, vẫn cứ áp chế cảnh giới, giờ thì không áp chế nữa, bất ngờ đột phá để tu vi tăng mạnh. Nháy ma tộc, trên đài cao ở thần trụ, tinh hà bay loạn, hàng vạn hư ảnh thần ma xuất hiện, đứng sừng sững trên tinh hà. Các vì sao hòa lẫn vào nhau, không biết có bao nhiêu thần ma chạy loạn, tinh quang chiếu rọi, thậm chí ngay cả thiên chân lâu cũng không che đi được. Tinh quang vô biên xuyên qua sự phong tỏa của thiên chân lâu, bắn ra bốn phương tám hướng chiếu sáng cả một vùng trời. Tinh quang bỗng thu lại, Canh Vương gia bước trên vô số thi thể, tinh hà giống như một con rồng lớn lao thẳng về phía Vân Hòa đế tử. Đúng vào khoảnh khắc tinh quang bạo phát, hắn đã chém chết liền lúc chín cao thủ, khí thế mạn mẽ, mượn thế lao tới chém Vân Hòa đế tử, đúng là thế như trẻ tre. Hắn vốn là cường giả mạnh nhất lục đạo giới, nhưng tu vi cảnh giới vẫn là chân linh cảnh, lúc này bỗng chốc đột phá thông thần cảnh, cực đạo hồn binh đã được hắn luyện thành từ lâu. Giờ đột phá lập tức luyện thành thông thần cực cảnh, tu vi thực lực cường hãn khó tưởng. Chén của Vân Hòa đế tử còn chưa đặt xuống, sắc mặt kinh hãi, chỉ thấy các vị thần ma phía sau hắn hét lên bay ra nghênh chiến Canh Vương gia. Các vị thần ma cường đại lao tới, Canh Vương gia xuất chiêu dứt khoát nhanh gọn, chặt đầu, moi nguyên thần, chặt tứ chi, nháy mắt đã có vô số thi thể từ trên trời rơi xuống. Lúc này Vân Hòa đế tử đứng dậy, chén rượu đặt xuống bàn. Thiên giới thập cường, từ đây nổi danh, không cần tỉ thí nữa. Cường giả cười ha ha, hai người lao qua nhau, Canh Vương gia giơ tay lên đầu rơi xuống, đầu Vân Hòa đế tử xuất hiện trong tay hắn, còn chén rượu của Vân Hòa đế tử thì sắp chạm mặt bàn. Canh Vương gia ném cái đầu đi, tay kia đón lấy chén rượu, chén còn chưa chạm xuống mặt bàn, hắn ngửa cổ uống cạn, đứng chắp tay sau lưng. Ta đấu với cha ngươi khó khăn lắm mới đánh bại được ta. Lẽ nào ngươi lại là đối thủ của ta? Vân Sơn giới đế, ta giết con ngươi, ngươi nên ra mặt rồi chứ. Trên không trung vọng lại tiếng hừ lạnh uy nghiêm, cả không gian thiên chân lâu lập tức đóng băng, mọi cường giả đều bị đứng yên tại chỗ không động đậy được. Chương 996. Giới đế của lục đạo giới còn chưa xuất hiện, nhưng một tiếng hừ lạnh này khiến người ta như rơi vào hố băng, toàn thân cứng đờ, ngay cả nguyên thần cũng không thể động đậy. Canh Vương gia giết Vân Hòa đế tử, Vân Sơn giới đế gần như ngay lập tức biết ngay, người chưa tới nhưng tiếng hừ lạnh đã tới trước, chấn áp tất cả. Vừa rồi Canh Vương gia giết liền một lúc thập đại cao thủ, mấy chục vị thần ma, cảm giác bất ngờ chấn động đã bị tiếng hừ lạnh này quét sạch. Vân Sơn giới đế. Thiên Vân thập bát hoàng cùng ngẩng lên nhìn trời, nhưng họ không mắt, nguyên thần cũng mù, có thể nhìn thấy gì chứ? Hách Liên Vân Sơn, ngươi dám động tới vương gia, ta xé xác ngươi. Lục Thiên Vương hét lớn, nộ khí bùng phát, mái tóc bạc tung bay, quên mất tứ chi của mình đã bị chặt. Cho dù tứ chi của hắn vẫn còn, thì lẽ nào lại có thể là đối thủ của Vân Sơn giới đế? Giới đế vẫn chưa xuất hiện, nhưng sức chấn áp từ tiếng hừ lạnh đó vẫn không biến mất. Một lúc sau giới đế vẫn không xuất hiện, còn không gian trong thiên chân lâu đột nhiên vỡ ta, một vị thần quan cao quý tay cầm chiếu thư sáng loá bước ra từ không gian, theo sau là hai vị kim giáp thần nhân. Chiếu thư mở ra, vị thần quan kia lạnh lùng nhìn Canh Vương ra đọc. Phụng thiên thừa vận, tích trường canh mưu sát nhị thập tứ đế tử, tội không thể dung thứ, chém. Canh Vương ra lộ sự thất vọng, không nhìn cả thần quan, ngẩng lên nhìn trời, cười khẩy. Hách Liên Vân Sơn, ngươi không dám ra gặp ta? Không dám đối diện với ta sao? Thần quan gấp chiếu thư lại, cười khẩy. Trường canh, ngươi hiểu lầm rồi, giới đế bận việc triều chính triều cương, một ngày phải xử lý trăm công nghìn việc. Cho dù ngươi giết đế tử điện hạ, giới đế tuy phẫn nộ nhưng cũng sẽ không vì ngươi mà lơ là triều chính. Canh Vương gia, mời lên đường. Trảm thần đài có chỗ cho ngươi, ngươi hồn tiêu phách tán rồi bọn ta mới về ăn nói được với giới đế. Hai kim giáp thần nhân phía sau tiến tới, lắc mình thành cao to hùng vĩ bắt lấy Canh Vương gia. Canh Vương gia không động đậy, vẻ thất vọng càng thêm rõ, cười nhẹ. Triều chính cái gì? Chẳng qua ngươi không mặt mũi nào gặp ta. Thôi thôi, ngươi tốt xấu gì cũng có chút xấu hổ, cũng coi như chút thiên lương chưa mất hết. Im mồm. Thần quan quát lớn, lạnh lùng nói. Khí độ khí lượng của giới đế lẽ nào ngươi có thể đánh giá, sỉ nhục. Giờ giới đế đang phải giảng hòa trận chiến giữa pháp giới chủ và hoa giới chủ, sao rảnh rỗi mà để tâm tới ngươi. Canh Vương gia,
vinh quang của ngươi là chuyện kiếp trước rồi. Giới đế là người thế nào? Ngươi từ lâu đã không còn trong mắt ngài rồi. Giải hắn đi, đưa tới Trảm Thần Đài. Hai kim giáp thần nhân một người bắt lấy Canh Vương ra, một người thì dùng xích trói hắn lại. Đột nhiên một giọng nói truyền tới. Khoan, ta phải bảo vệ hắn. Thần quan và hai thần nhân khựng lại nhìn theo tiếng nói, không khỏi bật cười. Thấy một thiếu niên nhân tộc đứng cạnh lan can, nói lớn. Ta sẽ bảo vệ hắn. Nhân tộc thấp kém nhất trong 3000 lục đạo giới. Ngươi muốn bảo vệ hắn. Thần quan cười ha ha, tiếng cười chói tai, nói. Nhân tộc chỉ là vật hy sinh, không nói ngươi thân phận, huyết mạch gì, chỉ riêng việc ngươi là nhân tộc, ngươi lấy gì để bảo vệ tên cuồng đồ đã giết đế tử này. Thần uy của hắn ập tới, gân xanh trên trán Trung Nhạc giật giật, bị áp chế tới mức xương cốt kêu răng rắc. Hắn cố chống lại, khóe miệng rỉ chút máu, vẫn nói lớn. Chính là dựa vào bối cảnh của ta, chỗ dựa của ta là một vị tiên thiên thần, ta muốn bảo vệ hắn. Thần quan giật mình, vội bỏ đi thần uy, kinh ngạc không thôi. Trung Nhạc thở phào, đập đập y phục, cười khẩy. Ngươi nói với giới đế, hôm nay ta phải bảo vệ tính mạng hắn. Còn chỗ dựa của ta có phải tiên thiên thần, hay không thì ngươi quay về hỏi pháp giới chủ và thượng thiên vương thì biết. Thần quan nhíu mày, bảo hai thần nhân kia đừng động tới Canh Vương ra vội, còn hắn thì chui vào không gian rời đi. Không lâu sau thần quan tới Kim Loan Điện của Thiên Đình, bái kiến giới đế, cúi người nói lại tình hình. Luyện khí sĩ nhân tộc đó luôn nói mình có chỗ dựa, muốn bảo vệ nghịch tặc Trường Canh. Tiểu thần không dám võ đoán nên thượng bẩm giới đế. Luyện khí sĩ nhân tộc đó còn nói, chỉ cần hỏi thượng thiên vương và pháp giới chủ là biết chỗ dựa của hắn có thật không. Trên Kim Loan Điện, pháp giới chủ và hoa giới chủ đều đang đấu khí, ồn ào mãi không thôi, còn giới đế và các thiên vương, giới chủ đang khuyên giải. Nghe vị thần quan đó nói, các thần vương, giới chủ đều giật mình, thất thanh kêu lên. Tiên thiên thần. Tên phản tặc Trường Canh lại gây chuyện, lại đánh chết đế tử. Tên đó lần trước tạo phản làm loạn, khiêu chiến đế uy, giới đế bệ hạ niệm tình hắn có công lao, và thể diện của tiên đế nên mới mở lòng khoan hồng không khiến hắn hồn bay phách tán, mà chỉ đẩy hắn tới ngục giới. Vậy mà hắn còn làm bừa như vậy. Vân Sơn giới đế ho một tiếng, nhìn Thượng Thiên Vương và Pháp Thiệu Chân, Thượng Thiên Vương, Pháp Giới Chủ, điều tên nhân tộc đó nói có đúng không? Thượng Thiên Vương chần chừ một chút, nhìn Pháp Thiệu Chân, Pháp Thiệu Chân liều mình nói. Đúng vậy, thật không dám giấu, tên nhân tộc này gan to tày trời, trước đó đã đánh chết Thạch Vân Thái Tử của Bích Thiên Pháp Vương. Bích Thiên Pháp Vương không dám động tới hắn, báo tới chỗ ta. Thạch Vân là con ta chuyển thế, cũng coi như một nửa là con, ta thương hắn là nhân tài nên dặn Bích Thiên Pháp Vương đừng động tới hắn, để lại một nhân tài cho ngục giới ta. Không ngờ hắn to gan, lại tới cuộc tỷ thí ngục giới giết nhi tử Pháp Thiên Sinh mà ta thích nhất. Ta phẫn nộ, muốn giết hắn nhưng kết quả gặp phải chỗ dựa sau lưng hắn. Hắn ta không việc ác gì không làm, chắc chắn là dựa vào ngọn núi chống lưng, ngay ta cũng không dám động tới hắn. Vân Sơn giới đế lại nhìn Thượng Thiên Vương, Thượng Thiên Vương bất lực gật đầu. Thần và Pháp giới chủ đã gặp chỗ dựa của hắn, đúng là một vị tiên thiên thần, chỉ sợ cũng không thua kém thiên đế là bao. Thần và Pháp giới chủ bị khí tức của nàng ta trấn áp một năm trời. Việc này thần không dám giấu bệ hạ, thần thậm chí còn muốn hối lộ tên nhân tộc đó, tặng thứ gì cũng bị hắn mặt dày nhận hết. Vân Sơn giới đế trầm mặc, đột nhiên tươi cười. Nếu đệ tử của tiên thiên thần muốn giữ mạng cho nghịch tặc thì nể mặt hắn, không giết nghịch tặc. Nghịch tặc Trường Canh, mạnh mẽ có thừa nhưng không đủ thực lực, không đáng lo lắng, vì thế ta không bận tâm. Tuy hắn được đệ tử của tiên thiên thần cầu tình nhưng đế uy không thể phạm, tội chết có thể tha nhưng tội sống thì không. Phi Hạc, ngươi đi hạ chỉ. Thiên giới hoa giới chủ kinh ngạc, vội nói. Bệ hạ, không được. Nghịch tặc Trường Canh giết thập đạ cường giả của thiên giới chúng ta. Gốc rễ của thiên giới ta bị hắn cắt đứt rồi, giờ lấy gì đấu với các giới khác. Nghịch tặc Trường Canh không thể tha cho hắn. Vân Sơn giới đế bình thản nhìn hắn. Ngươi tổn thất 10 cường giả trẻ tuổi, còn ta mất một đứa con, ta còn phải nể mặt 3 phần, ngươi còn gì để nói. Hoa giới chủ nghẹn lời, cúi người. Lão thần đã biết. Một vị thiên vương hỏi. Nhị thập tứ thái tử tuy đã mất nhưng hồn phách chắc đã tới địa ngục. Nếu bệ hạ muốn tìm lại cũng chỉ cần một câu. Vân Sơn giới đế lắc đầu. Ngay một tên phản tặc cũng không đánh lại được thì hắn còn tác dụng gì? Mặc hắn, kiếp sau không phải con ta. Phi Hạc thần quan lĩnh chỉ, trở lại thiên chân lâu, mở chiếu thư đọc. Phụng thiên thừa vận, nghịch tặc Trường Canh đã phạm thượng, vốn dĩ phải xử trảm làm gương. Nhưng nể tình trời xanh có đức hiếu sinh, nghịch tặc là đệ tử của tiên giới, có công với xã tắc, miễn tội hồn tiêu phách tán, lập tức giam vào trấn ngục. Mãi mãi không được siêu sinh.
Khâm thử. Chiếu thư đọc xong, toàn bộ thần ma, luyện khí sĩ có mặt đều vô cùng chấn kinh, đều nhìn sang Trung Nhạc. Canh vương ra tay đeo gông cùm, nguyên thần bị phong ấn, bị hai kim giáp thần nhân giải đi, quay lại nhìn Trung Nhạc, cười. Trung Nhạc huynh trưởng, ta nợ ngươi một mạng. Nếu có thể thoát khỏi chấn ngục ta sẽ trả cái mạng này. Mong huynh trưởng giúp ta chiếu cố tốt cho họ, ta nợ họ quá nhiều. Trung Nhạc gật đầu. Ngươi yên tâm, ta sẽ thay ngươi chăm sóc họ, đợi ngươi quay về họ vẫn là lão ca ca của ngươi, đảm bảo nguyên vẹn hoàn hảo. Vào chấn ngục còn muốn trở lại. Phi Hạc thần quan lắc đầu cười khẩy. Trường canh, kiếp này ngươi đừng hòng ra ngoài. Chấn ngục là nơi thế nào ngươi cũng biết. Hẳn là ngươi biết rõ nơi đó giam cầm nhưng ai. Từ khi xây dựng chấn ngục tới giờ, ngoài tạo vật chủ Hạ Lan làm náo loạn chấn ngục ra thì có mấy người thoát được. Tạo vật chủ Hạ Lan thoát được cũng là vì có gian tế. Còn ngươi, thua kém tạo vật chủ bao nhiêu người cũng biết rõ đúng không? Trung Nhạc khóe miệng run run, khóe mặt cũng giật giật, quay lại nhìn Bệ Ngạn huynh đệ. Bệ Ngạn huynh đệ họ cũng nhìn hắn, ba người đều thầm hiểu ý. Canh vương ra coi như không nghe, nói lớn. Lục Thiên Vương, các ngươi theo Trung Nhạc huynh trưởng, ta và hắn bắt bái kết giao huynh đệ kết nghĩa, các ngươi hay đối với hắn như với ta. Vương gia yên tâm. Lục Thiên Vương cố gắng mở to mắt nhưng chẳng nhìn thấy gì, tiếng vang như chuông, nói. Bọn ta nhất định sẽ đối với hắn như với ngài, thề chết không rời. Bọn ta sẽ đợi ngày vương gia trở về. Canh vương gia lại nhìn Bệ Ngạn, Quân Vô Đạo, Dư Bá Xuyên, cười. Cường giả thiên giới, ta đã trừ bỏ giúp các ngươi rồi. Ta không có ở đây, đám tiểu tùy địa giới, thần giới giao cho các ngươi. Ta đi rồi các ngươi đừng làm ngục giới mất mặt. Lịch Thiên Hành hào khí ngùn ngụt, cười. Ngươi cứ yên tâm, bọn ta tuyệt đối sẽ đánh cho chúng tan đàn sẻ nghé. Dư Bá Xuyên cười. Ngươi ở lại đây cứ luôn trấn áp bọn ta rất bực tức. Nhưng ngươi không ở đây ta lại có cảm giác trống vắng, thật kỳ lạ. Quân Vô Đạo khẽ nói. Trấn ngục hung hiểm, cố gắng sống trở về. Canh vương gia bị hai thần nhân giải đi, Phi Hạc thần quan tung ra một đạo phù văn vào trong địa ngục luân hồi. Mấy người Trung Nhạc thở dài, canh vương gia là đệ nhất luyện khí sĩ lục đạo giới, nay hắn bị trấn áp, ngục giới cũng mất đi một trụ cột. Mọi người quay về phủ đệ của mình, phía sau Trung Nhạc, Thiên Vân Thập Bát Hoàng đi theo hắn, vẫn là hai tay vịn vai nhau, giống như một con rết lớn, rất thu hút sự chú ý. Độc nhãn lão giả có tên là Thiên Sơn Thần Hoàng, một con mắt miễn cưỡng nhìn được đường, run lẩy bẩy tiến về phía trước, còn Lục Thiên Vương thì giống như một cây gỗ cứng đờ cắm trong nguyên thần bí cảnh của Thiên Sơn Thần Hoàng. Trung Nhạc quay lại nhìn, họ tuy là thần hoàng ma hoàng nhưng đều bị tàn phế, mù lòa, làm sao sắp xếp cho họ cũng là điều khiến hắn đau đầu. Thiên Vân Thập Bát Hoàng như hình với bóng, dù hắn đi đâu thì họ cũng đi theo, Trung Nhạc cũng thấy mệt. Nhân tộc, cút ra đây gặp ta. Trung Nhạc đang nhức đầu thì đột nhiên một luồng hoàng uy ập xuống. Ngục giới giới chủ từ trên thiên đình trở về, nộ khí bùng nổ. Nhân tộc tiểu tử thối, ta nói ngươi đấy. Mau cút ra đây. Trung Nhạc liều mình đi vào cung điện của hắn, thấy Pháp Thiệu Chân đang giận dữ, Trung Nhạc còn chưa vào trong hắn đã cười. Tiểu tử thối lão tử đã bảo ngươi đừng có gây chuyện mà ngươi cứ thích ra mặt. Rất sảng khoái đúng không? Đại gia ngươi, giết Thạch Vân là ngươi, giết con ta cũng là ngươi. Giờ canh vương gia tạo phản ngươi cũng ra mặt bắt lão tử chùi đít cho ngươi. Giới đế dễ động lắm sao? Nếu hắn phát nộ thì mặc ngươi có chỗ dựa là tiên thiên thần không, ngay cả lão tử đây cũng coi như xong. Trung Nhạc tươi cười bước vào cung điện, Pháp Thiệu Chân quay lại, thấy 18 vị thần hoàng ma hoàng sau lưng hắn thì giật mình. Mẹ nó, ngươi còn đem tới 18 vị thần hoàng ma hoàng tới dọa lão tử. Lão tử sợ ngươi à, các vị sư huynh mời ngồi, mời ngồi. Hắn vung tay, các tấm đệm ngồi đáp xuống, Pháp Thiệu Chân tươi cười khách khi nói. Các vị sư huynh, tiểu đệ cũng là nổi giận chút đỉnh, không có ác ý gì cả. Trung tiểu hữu ấy à, quan hệ giữa ta và hắn rất khăng khít. Các huynh xem, hắn giết con trai ta mà ta còn không nổi giận. Ta cảm thấy hắn đẩy ta đi cũng là đương nhiên, ai bảo bọn ta đều xuất thân ngục giới cơ chứ. Trung Nhạc nghiêm túc nói. Giới chủ thật hiểu rõ đại nghĩa. Đại nghĩa cái mông ngươi. Pháp Thiệu Chân thầm chửi trong bụng, chương 997. Pháp Thiệu Chân đứng ngồi không yên, quá ác, quá thâm. Trung Nhạc tới gặp hắn mà kéo liền một lúc 18 vị thần hoàng ma hoàng. 18 vị này hắn đều biết, cũng đã từng gặp. Là Thiên Vân Thập Bát Hoàng uy danh hiển hách của tiền triều năm xưa. Mỗi người đều đã thân kích bách chiến. Nếu đặt vào các giới, ai cũng có thể làm giới chủ. Nếu lên thiên đình thì ai cũng có thể trở thành thiên vương. Trong đó Lục Thiên Vương là mạnh nhất, đã sắp tu luyện tới cảnh giới của tạo vật chủ,
thực lực cường hãn hơn hắn rất nhiều. Tuy Thiên Vân Thập Bát Hoàng bị tàn phế, thực lực bị tổn hại, nhưng tu vi vẫn còn, Thập Bát Hoàng liên thủ thì hắn chắc chắn không phải đối thủ. Ta cũng chỉ là dạy bảo chút ít cho hắn biết an phận chút. Tên khốn này lại đem tới Thiên Vân Thập Bát Hoàng tới dọa ta, không chịu chịu thiệt thòi chút xíu nào. Uổng công lão tử còn thay hắn nói mấy lời đẹp đẽ trước mặt giới đế. Pháp Thiệu Chân trong lòng vô cùng ấm ức. Nhưng hắn lại nghĩ oan cho Trung Nhạc rồi. Trung Nhạc cũng không phải muốn dựa vào Thiên Vân Thập Bát Hoàng dọa hắn, mà là họ được canh vương gia dặn dò phải luôn theo hắn, muốn bỏ lại cũng không được. Hắn vốn dĩ mặt mày tươi cười, định vào nhận sai với Pháp Thiệu Chân, dù sao cũng đã liên lụy tới vị giới chủ này, hắn cũng thấy áy náy, không ngờ sắc mặt Pháp Thiệu Chân lại thay đổi nhanh như vậy. Lục Thiên Vương khách khí nói: "Pháp giới chủ, đa tạ ngài đã nói lời hay thay cho Trung Vương gia trước mặt giới đế. Giới chủ cũng là người trung nghĩa, bọn ta vô cùng khâm phục." Pháp Thiệu Chân sắc mặt biến đổi, vội xua tay: "Đừng nói vậy, đừng nói vật. Mọi người nói ta vô sỉ, bại hoại cũng được, ta đều rất vui. Nếu nói ta trung nghĩa thì không bằng giết ta đi. Thiên Vân Thập Bát Hoàng các vị trung nghĩa, can đảm tương chiếu, thiết đảm đan tâm, kết quả lại bị kết cục thế này. Còn ta bất trung bất nghĩa, vô sỉ hạ lưu, nhưng lại sống sung sướng thế này, kiều thê mỹ quyến vô số. Tuyệt đối đừng nói ta trung nghĩa, nói vậy là hại ta đấy." Trung Nhạc trố mắt, bất trung bất nghĩa mà cũng nói thành đại đạo lý như vậy sao? "Giới chủ, giờ canh vương gia không có ở đây, chín luyện khí sĩ bọn ta e là khó có thể đối kháng với luyện khí sĩ của địa giới, thần giới, vạn tượng giới và ngũ hành giới." Trung Nhạc chần chừ một chút, nói: "Không biết giới chủ có thể chỉ điểm chút ít không?" Pháp Thiệu Chân cười: "Đây là việc giúp ta thêm vinh dự, lẽ nào ta lại chậm trễ? Nhưng tại sao ngươi bỏ qua mấy vị đại gia bên cạnh mà thỉnh giáo ta?" Trung Nhạc ngạc nhiên nhìn Thiên Vân Thập Bát Hoàng, nghĩ bụng: "Họ đã tàn phế, cũng có thể chỉ điểm bọn ta. Còn tốt hơn đích thân Pháp Thiệu Chân chỉ điểm sao?" Pháp Thiệu Chân trò chuyện phiếm mấy câu rồi tiễn khách, lúc này mới nhớ ra Thiên Vân Thập Bát Hoàng không nhìn thấy, đành phải nháy mắt ra hiệu cho Trung Nhạc. Trung Nhạc đưa Thiên Vân Thập Bát Hoàng rời đi, một nhóm người mù đi sau thật kỳ quặc, đến khi về chỗ ở, Trung Nhạc liền hỏi: "Chư vị lão ca ca, mọi người có thể dạy ta không?" Lục Thiên Vương trầm giọng nói: "Tuy bọn ta mù nhưng tâm nhãn chưa mù, kiến thức vẫn còn, không dám nói chỉ điểm Trung Vương gia, nhưng ít nhiều cũng có thể giúp Trung Vương gia có chút lợi ích. Trung Vương gia, ngài thi triển thần thông công pháp của mình cho bọn ta xem. Trung Nhạc bán tín bán nghi, lập tức cầm đao, thi triển đệ nhất thức của Trảm Thần Tam Thức, Nhật Diệu. Đao ý giống như mặt trời bạo phát, đao ý tới đâu là đao quang tới đó, sắc bén bá đáo, chuyên chảm nguyên thần. 18 vị lão giả, bao gồm của Thiên Sơn Thần Hoàng Độc Nhãn cũng không nhìn rõ được đao quang của hắn, chỉ có thể dựa vào tinh thần và tâm nhãn để nhìn. Trung Nhạc đang định thi triển chiêu thứ hai thì Lục Thiên Vương nói: "Khoan đã." Trung Nhạc thu đao, 18 vị lão giả tụm lại, mỗi người một câu trao đổi một lúc, Bích Ma Ma Hoàng run rẩy chống một chiếc gậy đen nhánh đi ra, nói: "Trung Vương gia, mấy lão bọn họ đã nói hết sơ hở của chiêu này của ngài cho ta. Ngài cứ thi triển chiêu thần thông đó với ta, lão thân sẽ phá giải cho ngài xem." Trung Nhạc không kìm được nói: "Ma Hoàng, ta ở đây." Vị lão thái bà này không tìm được vị trí của hắn, vừa rồi là nói với không khí, rất quái dị. Bích Nga Ma Hoàng vội quay người lại, ho hắng che đi sự bối rối, nói: "Ngài có thể thi triển rồi." Trung Nhạc giơ cao Thái Dương thần đao, đao quang hùng hồn nhằm vào bà chém xuống. Nhưng lúc này, Bích Nga Ma Hoàng không hề hoảng hốt giơ gậy chống lên khẽ điểm một cái. Chỉ nghe keng một tiếng, đao quang ngập trời bỗng biến mất, gậy chống điểm trúng mũi đao của Thái Dương thần đao, rồi Thái Dương thần đao vỡ vụn thành các đạo thần quang. Trung Nhạc tâm niệm khẽ động, thần quang tụ lại thành Thái Dương thần đao, trong lòng kinh ngạc không thôi. Vừa rồi gậy chống của Bích Nga Ma Hoàng vừa hay điểm trúng một chỗ đồ đằng văn trên thần đao của hắn, không dùng đến bao nhiêu pháp lực, cũng chẳng có mấy uy năng, nhưng đạo đồ đằng văn đó đã bị đứt đôi, đồ đằng văn đứt, sau đó vào uy năng của Nhật Diệu tiếp tục ập tới, đao ý và uy năng thần thông lập tức xung phá Thái Dương thần đao, chứ không phải bị Bích Nga Ma Hoàng đánh vỡ. Tuy lão thái bà này không nhìn thấy gì nhưng chiêu này điểm đúng chỗ, còn hiểu rõ sự biến đổi đao thế của Trung Nhạc rõ hơn cả người sáng mắt. "Ngươi thi triển lại lần nữa đi." Bích Nga thần hoàng nói. Trung Nhạc lại thi triển Nhật Diệu, Bích Nga Ma Hoàng lại giơ gậy chống lên. Lần này không đỡ đòn mà là phòng thủ. Mũi gậy lại điểm ra, một chiêu một thức vô cùng rõ ràng, điểm vỡ hết từng đạo đao quang. Chiêu Nhật Diệu của Trung Nhạc ập tới, san bằng không gian phía sau lão thái bà, nhưng chỉ riêng bà là không trúng một nửa đao quang nào.
Trung Nhạc sắc mặt ngưng trọng, Bích Nga Ma Hoàng lần đầu tiên tìm sơ hở tấn công, chặt đứt Đồ Đằng Văn, còn lần này thì nhìn thấu sự phân tán năng lượng của hắn, chỉ nhằm vào đao quang có sức uy hiếp tới mình. Hắn chỉ thi triển một lần, Thiên Vân Thập Bát Hoàng đã tìm được hai nhược điểm. Lại đi. Bích Nga Ma Hoàng từ tốn nói. Vẫn có nhược điểm thứ ba sao? Trung Nhạc đầu ong ong, hít sâu một hơi dài rồi thi triển lại Nhật Diệu. Lại đi. Hết rồi. Bích Nga Ma Hoàng dừng tay, nói. Trung Nhạc đã thi triển hơn 1.120 lần chiêu Nhật Diệu, mệt đến thở hồng hộc, cho dù có bất tử chi thân thì hắn cũng không chịu nổi. Hắn lộ vẻ khó tin, hơn 1.120 lần, nghĩa là hơn 1.120 sơ hở. Hắn chỉ thi triển một lần mà bị Thiên Vân Thập Bát Hoàng tìm ra nhiều sơ hở đến vậy. Số sơ hở này trước kia Trung Nhạc căn bản không phát hiện ra, không từng nghĩ tới chúng, vậy mà chỉ trong chốc lát Thiên Vân Thập Bát Hoàng đã phát hiện hết. Đúng là đả kích quá lớn. Trung Vương gia vẫn là chân linh cảnh, thu gọn chỉ còn hơn 1.000 sơ hở đã là rất tốt rồi. Chẳng trách mà Canh Vương gia lại kết bái với ngài. Lục Thiên Vương cười. Trung Nhạc hơi đỏ mặt, nói. Ta nghỉ một lát rồi làm mẫu tiếp. Hắn nhắm mắt dưỡng thần, Đồ Đằng Văn quanh người bay lượn, biến thành âm hào dương hào, không ngừng suy diễn, khiến chiêu thần thông này trở nên hoàn hảo hơn. Một lúc lâu sau, Trung Nhạc nhảy lên, cười. Tiếp. Hắn thi triển Nhật Diệu đã được cải tạo, uy năng cường đại hơn. Một lúc sau, Thiên Vân Thập Bát Hoàng lại tụm lại bàn bạc một lúc, sau đó Bích Nga Ma Hoàng lại chống gậy đi ra. Trung Nhạc thất vọng. Vẫn còn nhược điểm sao? Bích Nga Ma Hoàng cười. Trung Vương gia, làm gì có thần thông nào hoàn hảo? Chỉ cần ngài thay đổi một chút chắc chắn sẽ có điểm thiếu sót, nhưng Vương gia đã rất giỏi rồi. Lần này chỉ còn 214 sơ hở. Chúng ta bắt đầu nào? Vài ngày sau, Trung Nhạc tự tin thi triển Nhật Diệu thần thông sau khi cải tạo hơn 10 lần. 18 vị lại tập trung lại bàn bạc, Bích Nga Ma Hoàng bước ra, cười. Trung Vương gia có thể thi triển chiêu tiếp theo rồi. Trung Nhạc mừng rỡ, vội nói. Nhật Diệu của ta không còn sơ hở nữa rồi. Không phải không còn, mà là bọn ta không nhìn ra được nữa. Bích Nga Ma Hoàng cười. Núi cao còn có núi khác cao hơn, còn có rất nhiều cường giả mạnh hơn bọn ta không nhìn ra không có nghĩa họ không nhìn ra. Trung Nhạc gật đầu, Thái Dương thần đao trong tay đột nhiên biến thành vỏ đao, rút đao ra, Đồ Đằng Văn xung quanh biến thành âm hào dương hào bay lượn, thi triển đệ nhị thức của Trảm Thần Tam Thức, Nguyệt Tịch. Hắn vô cùng tự tin về thức thần thông này. Chiêu này được Pháp Thiệu Chân xưng tụng là thần đao, chấn động thiên giới, là thần thông hắn tự thấy không có sơ hở nào. Thiên Vân Thập Bát Hoàng tập trung lại thì thầm to nhỏ. Bích Nga Ma Hoàng lại run rẩy bước ra. Sơ hở của thần thông này rất ít, nhưng có sơ hở lớn nhất chính là sự suy diễn. Trung Nhạc khựng người, suy diễn chính là sở trường của hắn, là tuyệt học giỏi nhất của hắn, tại sao lại nói đó là sơ hở lớn nhất? Bích Nga Ma Hoàng cười. Nếu ngài gặp phải thần thông không thể suy đoán ra sơ hở thì sao? Lão thân từng học một thức thần thông do tạo vật chủ sáng tạo ra, có tên Niêm Hoa. Trung Vương gia hãy xem. Lão Thái Bà chậm chạp thi triển một thức thần thông, chỉ thấy không gian quanh Trung Nhạc hiện ra vô số bông hoa đào nở rộ. Ngón tay Bích Nga Ma Hoàng tạo thành hình hoa, giơ về phía hắn, dường như muốn hái hắn xuống vậy. Âm hào, dương hào xung quanh Trung Nhạc biến hóa khôn lường, liên tục suy đoán nhưng không thể tìm ra sơ hở của chiêu thức kia. Chán Trung Nhạc toát mồ hôi lạnh, từng bước lùi về sau. Hắn lùi liền mấy chục bước, vẫn không tìm ra sơ hở gì. Bích Nga Ma Hoàng đã chạm tay lên cổ hắn, chỉ cần vặn nhẹ là có thể ngắt đầu hắn. Bích Nga Ma Hoàng thu tay về, Trung Nhạc chán tứa mồ hôi lạnh chảy xuống ướt đẫm lưng áo. Thiên, địa, thần các giới đều có một số thần thông do tạo vật chủ, sáng tạo ra và được lưu truyền. Có thể vị luyện khí sĩ nào đó sẽ học được, nếu vương giả gặp thần thông như vậy thì làm sao phá giải? Bích Nga Ma Hoàng hỏi. Trung Nhạc lắc đầu. Không thể phá giải, chỉ có thể liều mạng thôi. Bích Nga Ma Hoàng cười. Chiêu này của ngài chỉ có một sơ hở này, nếu khả năng suy đoán của vương giả tiếp tục được nâng lên, thì sơ hở này sẽ không phải sơ hở nữa. Bọn ta không thể chỉ điểm cho vương giả về sự suy đoán. Mời vương giả thi triển chiêu tiếp theo. Trung Nhạc thi triển Trảm Thần Tam Thức Đệ Tam Thần, Trảm Đạo. Uy năng của Trảm Đạo là mạnh nhất. Hơn nữa Canh Vương gia cũng không phá giải được mà là dùng hết sức để phá vỡ. Hắn cực kỳ tự tin về chiêu này. Thiên Vân Thập Bát Hoàng trầm ngâm một hồi lâu, lại Bích Nga Ma Hoàng bước ra. Chiêu này của Vương gia tuy không nhiều sơ hở nhưng vẫn có một số khiếm khuyết, quá khoa trương, trung tâm dễ bị trống, bị đối phương phá từ trung tâm, như vậy thần thông sẽ bị phá giải. Trung Nhạc trợn mắt,
hoàn toàn thán phục. Canh vương gia phá giải chiêu này của hắn đúng là tấn công từ trung tâm, chương 998. Trảm đạo của ta nên cải tiến thế nào? Trung Nhạc chột dạ hỏi. Nhỏ hơn một chút là được. Bích Nga Ma Hoàng cười. Nhỏ một chút. Trung Nhạc có cảm giác bừng tỉnh, không kìm được cười ha hả, thi triển lại trảm đạo. Hai đạo đao quang bay ra quấn vào nhau thành hắc bạch thái cực đồ, thu nhỏ lại to bằng đầu ngón tay, nhưng năng lượng chứa bên trong thì khủng khiếp hơn, đao khi ngưng tụ cao độ phụt ra, chém về B. Lão thân chỉ đành dùng sức mạnh để phá giải. Bích Nga Ma Hoàng giơ gậy chống điểm lên hắc bạch thái cực đồ lập tức tan rã thành hai đạo đao khí bay trở về trong cơ thể Trung Nhạc. Trung Nhạc mừng rỡ, cúi mình thật sâu, thành khẩn nói: "Đa tạ chư vị lão ca ca, lão tỷ tỷ đã dạy cho ta." Thiên Vân Thập Bát Hoàng cùng đáp lễ, nói: "Trung vương gia khách khí rồi." Trung Nhạc đứng dậy, đột nhiên nhớ tới Long Giao Tiễn của Phong Hiếu Trung. Môn thần thông này bị Canh Vương gia và Quân Vô Đạo phá giải, nhưng đây là thần thông do Phong Hiếu Trung tạo ra. Phong Hiếu Trung sau khi thành thần chắc chắn đã có cải thiện rồi. Chỉ là, Phong Hiếu Trung học quá nhiều. Tuy nhiều nhưng hắn nghiên cứu sâu về sự ảo diệu của thần thông, chú trọng chi tiết. Trung Nhạc đã hoàn thiện thần thông của hắn từ lâu, nhưng Trung Nhạc lại không nhiều kiến thức đi sâu, hắn không cải tiến được Long Giao Tiễn. Thiên Vân Thập Bát Hoàng kiến thức phi phàm, nhất định sẽ có thể khai ngộ được cho hắn. Ta còn có một đạo thần thông của sư huynh tạo ra, mong chư vị chỉ điểm. Trung Nhạc thi triển Long Giao Tiễn, song đao biến thành một long một dao cắt ngang qua. Nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy trên lưỡi kéo là vô số răng cưa, hai lưỡi cưa chính là một long một dao, hình thành chiếc kéo nhỏ hơn, trong kéo nhỏ lại có vô số răng cưa cũng là một long một dao, cũng là kéo nữa, không ngừng thu nhỏ. Hơn nữa biến hóa cực nhiều, mỗi tầng kéo vì gặp phong cấm khác nhau, đồ đằng khác nhau, đồ đằng văn trên kéo cũng không giống, vô cùng phức tạp. Đây chính là điểm mà Trung Nhạc không thể đuổi kịp, là điểm cường đại của Phong Hiếu Trung. Thiên Vân Thập Bát Hoàng thì thầm một lúc, vẫn là Bích Nga Ma Hoàng ra mặt. Môn thần thông này nhập vi, có thể khắc phục phần lớn hầu cấp thần thông, nhưng gặp hoàng cấp thì không đủ, dùng nhập vi khắc nhập vi. Trung Nhạc thi triển lại Long Giao Tiễn tấn công Bích Nga Ma Hoàng. Bích Nga Ma Hoàng từ trong mái tóc bạc rút ra một chiếc cài bạc, nhanh chóng thu nhỏ lại thành ngân châm đón Long Giao Tiễn. Trung Nhạc lập tức cảm nhận được ngân châm chui vào trong Long Giao Tiễn, tìm thấy Long Giao Tiễn đồ đằng văn mảnh nhất rồi đâm qua. Ngân châm bay qua bay lại, nhát mắt đã phá hết đồ đằng văn nhỏ nhất cấu thành Long Giao Tiễn. Long Giao Tiễn của Trung Nhạc lập tức bị phá giải, biến thành hai đạo đao quang bay trở lại. Đao của vương gia đi theo con đường đại khí hùng hồn, càng lớn thì càng lợi hại. Còn Long Giao Tiễn thì tinh tế hơn, càng nhỏ càng lợi hại. Bích Nga Ma Hoàng nói. Vì thế, muốn hoàn thiện môn thần thông này chỉ có cách bắt đầu từ sự nhập vi. Bọn ta không hiểu đồ đằng văn của nó, khó có thể hoàn thiện. Nhưng vương giả học thần thông của hắn có lẽ có thể suy diễn ra nhiều đồ đằng văn nhỏ hơn, tạo thành các tầng Long Giao Tiễn nhỏ hơn, vậy sẽ khó lòng phá giải. Trung Nhạc suy nghĩ, suy diễn các tầng đồ đằng văn sâu hơn của Long Giao Tiễn, chỉ e sẽ khác với Long Giao Tiễn mà Phong Hiếu Trung cải thiện, nhưng giờ đại chiến đang tới, có thể thử xem sao. Hắn lại thi triển hai thức thần thông thần ma dịch và vạn thần triều bái, mà hắn sáng tạo ra nhờ Thiên Vân Thập Bát Hoàng chỉ điểm, có ích rất nhiều. Long Giao Tiễn của Trung Vương gia và Trảm Thần Tam Thức vừa rồi, còn cả thần ma dịch và vạn thần triều bái này, sau khi được bọn ta chỉ điểm, đủ để đọ với hoàng cấp đại thần thông. Lục Thiên Vương trầm giọng nói. Nhưng vương gia phải cẩn thận. Nếu gặp thần thông cấp tạo vật chủ thì những thần thông này của vương gia sẽ không chống đỡ được đâu. Trung Nhạc sắc mặt ngưng trọng, gật đầu vâng, đột nhiên tim khẽ rung lên. Có thể nhờ các vị chỉ điểm chút cho luyện khí sĩ ngục giới không? Lục Thiên Vương cười. Canh vương gia bảo bọn ta theo ngài, bọn ta chính là thuộc hạ của ngài. Trung vương gia đã phân phó thì có gì không thể. Cuối cùng không phải mình ta bị đả kích rồi, giờ tới lượt Quân Vô Đạo, Dư Bá Xuyên bọn họ rồi. Trung Nhạc tinh thần truyền âm gọi Bệ, Ngạn, Quân Vô Đạo, Dư Bá Xuyên bọn họ tới. Tám vị cường giả tới chỗ hắn, Trung Nhạc nói rõ lý do. Thiên Vân Thập Bát Hoàng kiến thức phi phàm, ta đã nhận được không ít khai mở, vì thế muốn các vị mài đao trước khi lâm trận một chút. Mọi người nhíu mày, đột nhiên thúc dạ lắc đầu. Bảo ta thi triển thần thông trước mặt họ. Như vậy không phải thần thông của ta sẽ không có chút bí mật nào nữa hay sao? Tha thứ cho ta không thể đồng ý, cho dù ta đồng ý thì sư tôn Thượng Thiên Vương cũng sẽ không cho phép. Cáo từ. Nói rồi hắn quay người bỏ đi, Trung Nhạc khẽ lắc đầu, nhìn sang mấy người Quân Vô Đạo. Mọi người nghĩ sao? Quân Vô Đạo còn chưa nói thì Lịch Thiên Hành cười.
Tuy ta có sư tôn nhưng ta thần thông có tiếng của ta đều là do ta tự tạo, cũng muốn xem có bao nhiêu sơ hở. Bệ và Ngạn nhìn nhau, cười. Bọn ta cũng muốn được chỉ điểm, chỉ là sợ các ngươi không chỉ điểm được. Lục Thiên Vương nhíu mày. Hai vị là. Ta là Bệ, hắn là Ngạn. Bệ cười. Lục Thiên Vương và 17 vị thần hoàng ma hoàng còn lại sắc mặt hơi biến đổi, thi lễ. Thì ra là hai vị tiền bối, vãn bội có lễ. Bản lĩnh của hai vị tiền bối thì đúng là bọn ta không thể chỉ điểm nổi. Bệ Ngạn đáp lễ, nói. Khách khí rồi, kiếp trước là kiếp trước, kiếp này là kiếp này, không cần đa lễ. Mọi người nhìn hai huynh đệ họ đều kinh ngạc, nhưng Trung Nhạc biết tại sao Thiên Vân Thập Bát Hoàng lại khách khí như vậy. Hắn từng thấy 98 thế thân của Bệ Ngạn huynh đệ, đều là thần hoàng, với Thiên Vân Thập Bát Hoàng họ đúng là tiền bối. Thần thông mà 99 kiếp Bệ và Ngạn nghiên cứu ra, uy lực cường đại, hoàn hảo, không cần nghĩ cũng biết ở mức độ nào. Quân Vô Đạo nhìn Trung Nhạc, nghĩ bụng. Hắn truyền cho ta hai đạo thần thông, rất phóng khoáng. Nếu ta không dám thi triển thần thông thì không phải thua kém hắn hay sao? Còn bị hắn cười cho. Nàng liền tiến lên một bước, cười. Mong hai vị tiền bối chỉ điểm. Dư Bá Xuyên cũng tiến lên trước, cười. Thiên Vân Thập Bát Hoàng nghĩ Bạc Vân Thiên, ta trước nay vẫn luôn khâm phục, được chư vị tiền bối chỉ điểm. Đó là phúc phận của Bá Xuyên. Trung Nhạc nhìn sang hai vị luyện khí sĩ còn lại. Họ một người là Dạ Chính Minh, một người là Thần Kỳ, cũng thuộc ngục giới thập cường, tu vi thực lực thấp hơn bọn Trung Nhạc một hai phần. Dạ Chính Minh có vẻ xin lỗi nói. Trung tà thần, tuyệt học ân sư ta truyền thụ ta không dám để lộ ra, cáo từ. Trung Nhạc cũng không miễn cưỡng, mắt tiễn hai người họ, cười nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mỗi người đều có chí hướng riêng. Nếu vậy thì mời Lịch huynh thỉnh giáo các vị lão ca ca lão tỷ tỷ trước. Bọn ta lui ra trước. Mọi người cùng ra khỏi cung điện. Lịch Thiên Hành cúi người thi lễ rồi thi triển thần thông. Thiên Vân Thập Bát Hoàng chỉ ra hơn 800 nhược điểm. Chiêu thứ hai lại chỉ ra được hơn 800 nhược điểm nữa. Lịch Thiên Hành bị đả kích nặng nề, không phục nói. Thần thông của Trung Tà Thần thì có bao nhiêu nhược điểm? Lục Thiên Vương nói. Chiêu đầu tiên của hắn có 1.124 nhược điểm. Lịch Thiên Hành thở phào, cười. Chiêu thứ hai thì sao? Chiêu thứ hai chỉ có một. Lục Thiên Vương nói. Lịch Thiên Hành trố mắt, chỉ có một nhược điểm. Chiêu thứ ba của hắn cũng chỉ có một nhược điểm. Lục Thiên Vương nói tiếp. Lịch Thiên Hành hít một hơi sâu, vẻ mặt ngưng trọng. Lại. Một lúc lâu sau, trong điện vang lên tiếng của Lục Thiên Vương. Người tiếp theo. Quân Vô Đạo tiến vào điện thì thấy Lịch Thiên Hành toàn thân dẫm mồ hôi. Thất hồn lạc phách ngồi đó, dường như vẫn chưa tỉnh lại, rõ ràng là bị đả kích không nhẹ. Người yên tâm, hắn chỉ muốn yên tĩnh. Bích Nga Ma Hoàng cười. Lão thân cũng không biết yên tĩnh là ai, có thể là nữ tử hắn đem lòng yêu mến. Lịch tiểu hữu, ngươi điều chỉnh lại tư duy, bù đắp lại những thiếu sót cũng cần thời gian. Đợi ngươi có tự tin rồi chúng ta tiếp tục. Lịch Thiên Hành thẫn thờ đứng dậy, chân thấp chân cao đi ra khỏi đại điện, Dư Bá Xuyên vội chạy lại, nói nhỏ. Lịch sư huynh. Thế nào? Lịch Thiên Hành hồn lìa khỏi xác nói. Đừng làm phiền ta muốn yên tĩnh. Nói rồi loạng choạng đi mất. Dư Bá Xuyên ngạc nhiên. Lại một lúc lâu sau, Quân Vô Đạo thất hồn lạc phách đi ra khỏi đại điện, mồ hôi thấm đẫm người, Dư Bá Xuyên vội tiến lại. Vô Đạo sư tỷ, trong đó thế nào? Có thu hoạch gì không? Ta muốn yên tĩnh. Quân Vô Đạo mắt nhìn chân về phía trước, giống như đi trên mây là lướt rời đi. Yên tĩnh là ai vậy? Dư Bá Xuyên khó hiểu. Người tiếp theo. Bên trong vọng ra tiếng của Lục Thiên Vương. Dư Bá Xuyên định thần tiến vào, đón hắn là Bích Nga Ma Hoàng hỏi thẳng. Người cũng biết yên tĩnh à? Dư Bá Xuyên gãi đầu. Ta không quen, nàng ấy là ai? Lát nữa người sẽ biết thôi. 18 vị lão giả đồng thanh. Một lúc lâu sau, Dư Bá Xuyên thẫn thờ đi ra, một mình yên tĩnh rời đi. Trung Vương ra, còn luyện khí sĩ nào khác không? Mấy người Lục Thiên Vương thấy hứng thú hỏi. Trung Nhạc mắt sáng lên, cười. Còn nữa. Bạch Huynh, vận may của ngươi tới rồi. Đại sư tử, lão thụ, tam ông, tam thọ, các ngươi cũng lại đây. Không lâu sau Bạch Thương Hải, Sư Bất Dịch, Lục Đạo Lão Nhân, Hồ Tam Ông và Ma Tam Thọ cùng tới. Trung Nhạc đưa họ vào trong, cười. Có lợi cho các ngươi đấy. Ủa, kỳ lạ, lại có hao luyện khí sĩ tu đạo khác. Lục Thiên Vương chùm mũi. Sắc mặt hơi biến đổi.
vị bằng hữu tu đạo đây, ngươi phải cẩn thận, quả tử của ngươi e là sẽ gây tai họa cho ngươi, mùi hương lạ này không qua được mũi của ta, có lẽ cũng không qua được mũi của các thần hoàng tương tự ta. Những người khác nếu ngửi được mùi của ngươi, thì chắc chắn sẽ bắt ngươi loại bỏ lý trí để trồng. Lục đạo lão nhân căng thẳng, cúi người cảm ơn. Dị loại tu đạo thì bọn ta không chỉ điểm được. Các ngươi lui đi. Còn có một luồng âm khí, chú oán chi niệm, lẽ nào là chú linh thể? Sắc mặt Lục Thiên Vương lại thay đổi. Chú linh thể vô cùng đáng sợ, cũng may tu vi của ngươi không mạnh, nếu không mấy lão già bọn ta đã gặp tai họa rồi. Ngươi là chú linh thể, bọn ta không chỉ điểm được, nhưng ta biết một tiểu hữu chú linh thể, có thể giới thiệu cho ngươi. Bạch Thương Hải mừng rỡ. Thế gian vẫn có chú linh thể khác sao? Hắn đang ở đâu? Lục Thiên Vương lắc đầu. Bọn ta đi theo Trung Vương gia, ngài sắp tham gia đại tỷ thí, bọn ta không thể rời khỏi vị trí. Đợi khi cứu được canh vương gia ta sẽ đưa ngươi đi tìm nàng ấy. Ngươi cũng lui ra ngoài đi, hai vị còn lại ở lại. Trung Nhạc đưa Bạch Thương Hải, Lục Đạo Lão Nhân và Hồ Tam Ông ra ngoài, chỉ còn lại Sư Bất Dịch và Ma Tam Thọ. Không lâu sau Hồ Tam Ông và Ma Tam Thọ cũng thất hồn lạc phách đi ra rồi bế quan. Mấy người Dư Bá Xuyên, Lịch Thiên Hành không có phương pháp suy diễn thượng thừa, còn Quân Vô Đạo là Thiên Lăng thần tộc, có pháp môn tổ truyền, tuy không tinh diệu như của Trung Nhạc nhưng cũng không phải tầm thường. Vì thế nàng là người đầu tiên trở lại, nhờ Thiên Vân Thập Bát Hoàng chỉ điểm tiếp. Không lâu sau nàng lại bị đả kích nặng nề, thất hồn lạc phách rời đi. Người thứ hai tới là Dư Bá Xuyên, một lần nữa thỉnh giáo xong cũng bị đả kích nặng nề. Hơn 10 ngày sau, Dư Bá Xuyên, Lịch Thiên Hành và Quân Vô Đạo đều thực lực tăng mạnh, hơn hẳn nhiều năm khổ tu trước kia, thần thông càng ngày càng tinh thâm, sơ hở ngày một ít. Dù sao Thiên Vân Thập Bát Hoàng cũng là 18 vị thần hoàng, Lục Thiên Vương còn gần với tạo vật chủ, họ dùng kiến thức của mình chỉ điểm cho họ, muốn không có thu hoạch cũng khó. Cuối cùng, hôm nay trời đất chấn động, trời giáng hồng quang, vô số những chiếc thuyền lớn xuyên qua không gian, chúng dài tới mấy trăm dặm sừng sững như những vị thần ma, còn có tường vân bay xuống, phượng bay lượn thêu hoa may mắn. Trên các đám tường vân là những vị cường giả cao lớn hùng vĩ, từ bốn phương tám hướng tề tựu, đứng thành hai hàng dài chờ đón các vị thần hoàng, ma hoàng, thiên vương, giới chủ, giới đế giáng lâm. Đại tỷ thí của luyện khí sĩ uy thần lục đạo giới cuối cùng cũng bắt đầu, chương 999. Sau khi giới đế giáng lâm không lâu, các vị thần quan, thần tướng, thần hoàng, ma hoàng, thiên vương, giới chủ cũng quay lại vị trí. Trung tâm của vi hư thiên thánh cảnh là Ngự Hoa Viên uy danh đỉnh đỉnh, là một trong những hậu cung của giới đế, phong cảnh tú lệ thần thánh, cũng là nơi diễn ra đại tỷ thí uy thần lục đạo giới. Không lâu sau có thần tướng tới dẫn theo Trung Nhạc, Dư Bá Xuyên, Quân Vô Đạo mấy người họ tới Ngự Hoa Viên. Trên đường Trung Nhạc thấy luyện khí sĩ của thần giới, địa giới, ngũ hành giới và vạn tượng giới cũng được các vị thần tướng khác dẫn đi, đều tiến về Ngự Hoa Viên. Luyện khí sĩ các giới đúng là cường hãn, không hề tầm thường. Trung Nhạc quan sát từng người một, pháp lực của những luyện khí sĩ đó vô cùng thâm hậu, sau đầu là các quầng sáng, họ đều là cao thủ luyện thành lục đạo luân. Cao thủ ngục giới luyện thành lục đạo giới không nhiều, rất nhiều người không thể mở được huyết mạch luân, khi gặp được cơ duyên trong thần tạng cổ địa vực mới tu thành được lục đạo luân, nhưng không thể coi là lục đạo luân chân chính mà chỉ có thể nói là đả thông lục đại nguyên thần bí cảnh mà thôi. Thật sự mở lục đạo luân phải là nghịch khai đạo nhất bí cảnh, luyện thành bàn cổ thần nhân, như vậy mới thống nhất được năng lượng của lục đạo luân. Trong 9 vị luyện khí sĩ của ngục giới cũng chẳng có mấy người làm được điều đó. Cũng chỉ có Trung Nhạc, Quân Vô Đạo, Lịch Thiên Hành, Dư Bá Xuyên và Thúc Dạ làm được. Còn hai huynh đệ Bệ Ngạn thì Trung Nhạc cũng không nhìn thấu được họ. Trong đó, Quân Vô Đạo tới từ thiên giới, Thúc Dạ thì là đệ tử của Thượng Thiên Vương, Dư Bá Xuyên rõ ràng có truyền thừa khác, Trung Nhạc thì tới từ tổ tinh của đệ nhất lục đạo giới. Vì thế trong ngục giới, chỉ có một mình Lịch Thiên Hành là thật sự tu thành lục đạo luân. Còn 40 luyện khí sĩ của địa giới, thần giới, ngũ hành giới và vạn tượng giới thì sau đầu họ đều có một vị bàn cổ thần nhân. Điều này thực sự quá đáng sợ. Điều đó có nghĩa là thực lực của tứ giới thực sự hơn xa ngục giới. Không chỉ vậy, thậm chí Trung Nhạc còn nhìn ra, có rất nhiều luyện khí sĩ là thiên sinh linh thể, đặc biệt là địa giới và thiên giới cơ bản đều là thiên sinh linh thể. Chỉ có vạn tượng giới và ngũ hành giới là thuộc thế giới hạ đẳng, linh thể rất hiếm. Vạn tượng giới chỉ có 2-3 người. Ngũ hành giới thì có 2. Họ quan sát cường giả của các giới khác, những cường giả đó cũng nhìn họ. Đột nhiên một luyện khí sĩ cười nhỏ. Lại còn có nhân tộc, ngục giới lại có nhân tộc đại diện, cũng khó trách, trong giám ngục thì đúng là khó có cao thủ. Một nữ tử bên cạnh lắc đầu. Nhân tộc Trung Nhạc này là cao thủ,
được gọi là thần đao, một đao chém chết Vũ Sinh Dương của thiên giới. Tuyệt đối là ngục giới đệ nhất cường giả sau Canh Vương gia, không được coi thường. Chỉ là ngoài hắn ra thì ngục giới chẳng còn cường giả, chúng ta có thể thoải mái chém giết. Những luyện khí sĩ ngục giới kia nhìn đúng là rất kém cỏi, trong lòng tuyệt vọng rồi nhỉ. Lịch Thiên Hành, quân vô đạo bọn họ được Thiên Vân Thập Bát Hoàng dạy dỗ, tính tình rất tốt, coi như không nghe thấy. Thời gian này họ thật sự đã bị đả kích quá nhiều. Tuy bị Thiên Vân Thập Bát Hoàng đả kích nặng nề nhưng đấu trí đối với cường giả các giới vẫn không hề giảm chút nào. Đột nhiên, một vị thần tướng dẫn 10 luyện khí sĩ tới, Trung Nhạc tim khẽ chấn động. Luyện khí sĩ của thiên giới? Sao có thể? Cường giả mạnh nhất của thiên giới ta đã giết một người, bị Canh Vương gia giết 10 người nữa, sao lại vẫn chọn được 10 cường giả khác? Hắn nheo mắt nhìn, trong lòng lại chấn động. 10 luyện khí sĩ này không hề thua kém Vũ Dương Sinh đã chết dưới đao của hắn. Toàn bộ 10 người đều đã mở lục đạo luân, mỗi người đều có bàn cổ thần nhân ngồi trong quầng sáng, hơn nữa đều là thiên sinh linh thể. Đáng sợ nhất là huyết mạch của họ đều rất cao, trong đó không thiếu huyết mạch vương tộc của thần tộc. Thiên giới, đúng là không hổ là giới huyết mạch cao nhất, tài nguyên tốt nhất trong lục đạo giới, chọn được nhiều cường giả đỉnh cao như vậy. Trung Nhạc hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh. Đến Ngự Hoa Viên, các vị thần tướng dẫn họ tới quảng trường rồi rời đi. Trung Nhạc nhìn quanh, thấy quảng trường này rất rộng, 59 luyện khí sĩ bọn họ đứng đó, chỉ chiếm một diện tích rất nhỏ ở chính giữa. Nhưng bên ngoài quảng trường, trong bầu trời, quảng trường này lại có vẻ rất nhỏ bé. Phía trước và xung quanh quảng trường là các vị thần ma sừng sững, các lộ thần quan, thần tướng, giới chủ, thiên vương, nhìn từ xa lớn như tinh quang, hoặc ngồi hoặc đứng, thần quang sáng loáng khiến họ trở nên càng thêm thần thánh. Những vị thần ma này lớn nhỏ khác nhau, thực lực càng mạnh thì càng cao lớn nhất chính là giới đế. Vân Sơn giới đế của uy thần lục đạo giới. Trung Nhạc ngẩng lên quan sáng, thấy các vị thiên vương, giới chủ và các tộc trưởng thần giới đều nhỏ hơn giới đế rất nhiều. Các lộ thần nữ hoặc cầm bình hoa hoặc cầm phất trần, hoặc cầm quạt hay ốp. Phía sau Vân Sơn giới đế là một ngọn bảo thụ. Tán cây của ngọn thần thụ này mở rộng che cả bầu trời. Trên cây treo các loại bảo vật như chuông, lầu, tháp, ngọc, rìu, đàn hàng nghìn bảo vật phát sáng hộ vệ cho giới đế. Đúng là cảnh tượng hoành tráng. Trung Nhạc không kìm được tán thưởng. Nói thế nào thì vẻ ngoài này của Vân Sơn giới đế cũng hơn Canh Vương gia rất nhiều. Canh Vương gia có vẻ trần tục nhân gian, còn Vân Sơn giới đế thì giống như một vị thần hoàn hảo. Có vị lễ quan hô lớn. Lễ kính giới đế bệ hạ. Cường giả ở thiên giới, địa giới, thần giới, ngũ hành giới và vạn tượng giới đều bái lạy. Trung Nhạc không động đậy. Lịch Thiên Hành, Dư Bá Xuyên mấy người họ vốn cũng định quỳ lại, nhưng thấy hắn như vậy họ cũng đứng yên. Chỉ có Thúc Dạ, Dạ Chính Minh và Thần Kỳ quỳ xuống dập đầu. Tại sao không quỳ? Lễ quan quát. Ngục giới tội thần vạn kiếp bất phục, vĩnh trấn ngục giới, tử tử tôn tôn không được siêu thoát. Trung Nhạc cúi người kính lễ. Ta không phạm tội nhưng lại vĩnh viễn trầm luân ngục giới, trong lòng có oán niệm nên không quỳ. Lễ quan động nộ, đột nhiên tiếng của Vân Sơn giới đế từ trên cao vọng xuống. Trong lòng luyện khí sĩ chỉ có thiên địa, không có giới đế, lễ kính là được rồi. Ta cũng xuất thân ngục giới, không cần đa lễ. Tuân chỉ. Lễ quan lại hô lớn. Lễ kính chư thiên thiên vương, chư giới giới chủ. Luyện khí sĩ các giới thiên, địa, thần, vạn tượng, ngũ hành đứng dậy, nhìn nhau, không biết mình nên quỳ xuống hay chỉ lễ kính như Trung Nhạc. Thúc Dạ đã quỳ mọp hẳn xuống, quỳ bái chư thiên thiên vương, và các giới giới chủ, các vị cường giả đành quỳ theo. Mấy người Trung Nhạc, quân vô đạo lại lễ kính cúi người một cái rồi lại đứng thẳng dậy. Đại tỷ thí lần này có tất cả 59 vị luyện khí sĩ, phải chọn ra 10 người, 6 chọn 1. 59 luyện khí sĩ chia thành 10 nhóm, 9 nhóm 6, 1 nhóm 5, tỷ thí trong tay của tứ thiên vương lục giới chủ. Mỗi nhóm mỗi giới một luyện khí sĩ, 6 luyện khí sĩ chỉ còn lại một người. Những người bị đánh rơi khỏi bàn tay giới chủ thiên vương là thua, ai chết là thua, đầu hàng là thua, từ bỏ quyền là thua. Chư vị hãy cẩn thận. Lễ quan hô lớn. Mời tứ thiên vương lục giới chủ mở bàn tay. Nhóm thứ nhất, thiên giới Lãng Phi Vân, địa giới Hồng Cốc, thần giới Thục Cẩn, vạn tượng giới Tẩm Dương, ngũ hành giới Canh Thiên Trinh, ngục giới Thúc Dạ. Nhóm thứ hai, thanh phong cửu âm, địa giới Hoa Trấn Xuyên, thần giới Cổ Vân Dương, vạn tượng giới Đồng Khố, Ban Lộc, ngục giới Bệ. Nhóm thứ ba, thiên giới Cư Ẩn, địa giới Chiêm Nam, thần giới Nguyên Ngư, vạn tượng giới Dực Thiên Hổ, Sướng Thiếu Bá, ngục giới Lịch Thiên Hành. Nhóm thứ tư, thiên giới Thanh Hoành, địa giới Tín Lăng Vương, thần giới Bá Thao, vạn tượng giới Bá Thiếu Quân,
Phan Đạo Nhân, Ngục Giới Ngạn. Nhóm thứ 5, Thiên Giới Chu Vũ, Địa Giới Tư Mặc Sầu, Thần Giới Đạo Quang, Vạn Tượng Giới Tiềm Tăng, Giao Như Nguyệt, Ngục Giới Quân Vô Đạo. Nhóm thứ 6, Thiên Giới Huyền Bân, Địa Giới Đới Nguyên Cực, Thần Giới Tuyên Tuyết, Vạn Tượng Giới Vi Nhan, Ngũ Hành Giới Thắng Côn, Ngục Giới Trung Nhạc. Trên bầu trời các bàn tay mở ra đặt xuống bên cạnh quảng trường. Một giọng nói hùng hồn cười nói. Ta là Quảng Pháp Thiên Vương, nhóm một lên tay ta. Lại một tiếng cười nữa vang lên. Ta là Ngọc Thiên Vương, nhóm hai lên tay ta. Ta là Bộ Thiên Vương, nhóm ba lên tay ta. Ta là Thượng Thiên Vương, nhóm bốn lên tay ta. Ta là Hoa Giới Chủ, nhóm năm lên tay ta. Ta là Tư Giới Chủ, nhóm sáu lên tay ta. Các luyện khí sĩ bay lên các bàn tay thuộc nhóm mình. Trung Nhạc lướt đi bay tới bàn tay cả Tư Giới Chủ, đáp xuống đầu ngón tay trỏ. Gần như cùng lúc đó, các thân ảnh khác cũng bay lên đáp xuống các đầu ngón tay của bàn tay khổng lồ này. Bàn tay của Tư Giới Chủ có 5 ngón, còn Ngũ Hành Giới Thắng Côn chưa có chỗ đáp. Nếu không thể đáp xuống chỗ cao nhất thì đành phải đáp xuống lòng bàn tay hoặc khớp ngón. Các cường giả khác đứng trên cao nhìn xuống, chiếm cả 5 điểm cao nhất của bàn tay, còn hắn thì rơi vào thế hạ phong, rất bất lợi cho hắn. Chỉ e 5 cường giả còn lại mỗi người một đạo thần thông là sẽ giết được hắn. Nếu chiến đấu bắt đầu thì hắn chính là người đầu tiên bị loại. Thắng Côn sắc mặt thay đổi, nhìn quanh đột nhiên dừng lại chỗ Trung Nhạc, cười lớn. Trung sư huynh, có thể nhường ta một chỗ không? Hắn tiến lại, 6 quầng sáng sau lưng mở ra, vô số sợi thanh đằng bắn ra từ trong quầng sáng, uốn lượn tựa long tựa dao, thiên biến vạn hóa, còn kèm cả thần thông của côn tộc. Lẽ nào hắn là côn tộc? Không đúng, còn có huyết thống của yêu tộc, thần tộc và ma tộc. Trung Nhạc kinh ngạc. Thắng Côn hắn là tứ tộc hỗn huyết, tu luyện 4 loại công pháp của côn tộc, yêu tộc, thần tộc và ma tộc. Ta thần ma nhất thể đã rất khó, hắn lại tứ tộc nhất thể, chẳng trách có thể đại diện ngũ hành giới xuất chiến. Trung Nhạc nhắm mắt, một tay cầm chuôi đao, đồ đằng văn bay lượn quanh người, giống như đang nhắm mắt dưỡng thần. Một tiếng lanh lảnh vang lên, thần đao bắn ra khỏi bao, ánh mắt Thắng Côn lóe sáng, thanh đằng bay lượn tấn công về phía trước, cắt đứt đao ý bất ngờ của Trung Nhạc. Đồng thời hắn không ngừng lùi về sau tránh đao của Trung Nhạc. Thần đao của Ngục Giới Trung Tà Thần quả nhiên bất phàm. Thắng Côn cười ha hả, bình tĩnh nói. Xem ra Trung Sư Huynh không nhường rồi. Đao của Trung Sư Huynh là đại hung chi bảo, vậy thì Vi Nhan Sư Tỷ có thể nhường không? Trung Nhạc mở mắt, lại lộ vẻ kinh ngạc, tên Thắng Côn này lại tránh được đao ý của hắn, rút lui an toàn, bản lĩnh bất phàm, ít nhất cũng cao minh hơn Vũ Dương Sinh một chút. Không biết những người khác thực lực thế nào? Chương 1000. Trung Nhạc bắt đầu tò mò về đằng côn tứ tộc hỗn huyết, dung hợp công pháp của thần, ma, yêu, côn tứ tộc thành một, sự hiểm ác của nó còn hơn thần ma thái cực đồ của Trung Nhạc. Trung Nhạc dung hợp 2 hệ thống thần đạo và ma đạo chủ yếu là dựa vào phục hy chân thân và phục hy nguyên thần để điều hòa thần ma, nên không bị nguy hiểm. Nếu không thể điều hòa được, thì hắn sẽ lập tức nổ tung mà chết do thần ma pháp lực xung đột. Đằng côn đồng thời tu luyện công pháp của tứ tộc. Chủ yếu nhất là mâu thuẫn giữa thần và ma, yêu đạo có thể nói theo thần đạo, côn tộc thuộc ma đạo, nhưng thần ma thì khó có thể cùng tồn tại, chắc chắn sẽ có ẩn họa. Đằng côn nếu tiếp tục tu luyện chắc chắn sẽ gặp đại kiếp đại nạn, hắn không có phục hy chân thân, nguyên thần để điều hòa thần ma, sơ hở chắc sẽ nhiều. Tân Hỏa từng nhắc tới một vị thừa kế cũng tu luyện thần ma nhất thể, sau đó gặp cường địch bị đối phương phá giải, phá sự cân bằng thần ma trong cơ thể hắn khiến hắn nổ tung mà chết. Trung Nhạc ánh mắt lay động. Đằng Côn và các luyện khí sĩ khác chiến đấu với người khác đã đành, nếu đấu với hắn, thì chỉ trong mấy chiêu hắn có thể tìm được nhược điểm chí mạng của đằng Côn và giết hắn, hoặc khiến hắn nổ tung mà chết. Đằng Côn đi về phía Vi Nhan của Vạn Tượng Giới. Vi Nhan mặc bạch y, tại khuỷu tay vắt một cây phất trần dài, nghe thế lắc đầu nói. Thắng sư huynh tha lỗi, ta không thể nhường cho ngươi. Đằng Côn ánh mắt lay động, tiến lại gần nàng, cười. Sư tỷ, ngươi có giữ được chỗ? Hay không còn phải xem bản lĩnh của ngươi so với Trung Tà Thần thế nào? Nếu không bằng hắn thì chỉ e sư tỷ phải nhường, tìm cơ hội sau vậy thôi. Đằng Côn khí thế hùng hồn, tiến lại từ từ, Vi Nhan mỉm cười, phất trần nơi khuỷu tay đột nhiên bay lên, hàng nghìn sợi tơ tung bay. Bỗng chốc kim khí ngập trời kêu phụt phụt cắt xé hư không, kim khí sắc cực kỳ sắc bén. Đằng Côn sắc mặt biến đổi. Kim diệu linh thể. Các sợi của cây phất trần trở nên vô cùng mềm mại. Mềm như sợi dây cây, nhưng cũng rất nặng nề. Linh hoạt như sợi dây leo nhưng cũng nặng nề như khúc gỗ lớn. Sắc mặt đằng côn biến đổi lần nữa, phất trần lại biến đổi, một mảng vàng chanh, trọng lượng tăng hơn gấp chục lần,
rồi lại biến thành những sợi mảnh làm bằng thần hỏa thiêu đốt mọi thứ. Sau đó lại biến thành thủy thế, giống như hàng nghìn dòng thần hà ập tới, rồi lại biến thành các sợi phát trần, vẫn tiếp tục xoay chuyển không thôi. Tiên thiên ngũ hành, ngươi là ngũ hành linh thể. Sắc mặt Đằng Côn kịch biến, Trung Nhạc cùng thiên giới Huyền Bân, địa giới Đới Nguyên Cực, thần giới Tuyên Tuyết sắc mặt cũng thay đổi. Ngũ hành của Vi Nhan có lẽ là ngũ hành linh thể mạnh nhất trong các loại linh thể. Không đúng, không đúng, 1-2 vạn năm nay trong lục đạo giới ta chưa từng xuất hiện ngũ hành linh thể. Nếu ngươi là ngũ hành linh thể thì trong địa ngục luân hồi sẽ có ghi chép. Ngươi là nghịch chuyển ngũ hành. Đằng Côn lùi về sau, cười. Chắc ngươi là một loại linh thể dùng pháp môn nghịch chuyển tiên thiên và ngũ hành tương sinh, luyện thành ngũ hành tiên thiên chân linh. Nhưng pháp môn ngươi có được là bản thiếu đúng không? Ta thấy ngươi chỉ thức tỉnh một loại tiên thiên chân linh, còn lâu mới thức tỉnh được hết ngũ hành. Nhưng ngươi đã đột phá lên thông thần cảnh, có lẽ chỉ có bản thiếu, không thể thức tỉnh được tứ đại chân linh còn lại. Vi Nhan gật đầu, cười. Ngươi có muốn thử không? Mọi người đều thở phào, Vi Nhan không phải ngũ hành linh thể chân chính, chỉ là nghịch chuyển tiên thiên. Nghịch chuyển tiên thiên không thể thức tỉnh được hết ngũ hành. Nàng ta vẫn chưa quá mức nghịch thiên. Nhưng dù vậy Vi Nhan vẫn là tuyệt đỉnh cường giả. Ngũ hành có thể tương sinh cũng có thể tương khắc, cộng thêm lục đại luân hồi tùy ý chuyển hóa thành ngũ hành chi lực, thực lực của nàng ta chắc chắn đáng sợ. Trung Nhạc tim khẽ động, liếc nhìn Vi Nhan một cái, nghĩ. Nàng ta biết nghịch chuyển tiên thiên và ngũ hành tương khắc. Đó cũng là một môn công pháp tốt, nếu có được thì có thể cho quân sư tỷ và cấm nhi thử xem. Chưa biết chừng họ cũng tu luyện được. Chỉ là, chưa chắc nàng ta chịu dạy ta. Hắn đột nhiên cảm thấy ngưỡng mộ. Nếu đổi là Phong Hiếu Trung thì chắc chắn sẽ bắt nữ tử này chặt làm tám miếng, phấn khích nghiên cứu sự ảo diệu của nghịch chuyển tiên thiên, thậm chí còn tìm kiếm hồn phách, nghiên cứu nguyên thần và ký ức của nàng ta. Đổi là hắn, hắn không thể làm nổi những việc đó. Không thử, không chắc chắn. Được tiến về chỗ ngón cái, ngẩng lên nhìn thần giới Tuyên Tuyết, cười. Tuyên sư tỷ, các ngươi chần chừ không hành động, chẳng qua là do không biết thực lực đối phương. Giờ ta đã thay các ngươi thăm dò rồi. Tuy sư tỷ. Ngươi có thủ đoạn gì để giữ được vị trí? Thần giới Tuyên Tuyết cười khanh khách. Thủ đoạn của ta đương nhiên không bằng được Trung Tà Thần và Vi Sư Tỷ, nhưng thừa sức để ngăn chặn ngươi. Ngươi không cần phải gọi ta là Sư Tỷ, ta là Ngũ Thế Thần Hoàng, năm kiếp trước đều là nam tử, chỉ kiếp này là nữ nhi, ngươi gọi ta Sư Huynh được rồi. Ngũ Thế Thần Hoàng. Trung Nhạc khẽ chấn động, các luyện khí sĩ khác cũng căng thẳng cùng nhìn về phía nàng. Tuyên Tuyết mỉm cười, bình thản nói. Nếu ta không ra tay, chỉ dựa vào mồm nói thì chắc khó có thể trấn nhiếp được ngươi. Nhưng ta còn phải giữ mạng ngươi để xem bản lĩnh của các cường giả khác, vẫn chưa thể giết ngươi được. Cũng được, ta sẽ nói nhược điểm của ngươi. Nàng mỉm cười. Sơ hở của ngươi chính là ở tứ tộc đồng tu. Nếu loạn tu vi của ngươi, không cần giết ngươi cũng có thể khiến ngươi nổ tung mà chết, thậm chí hồn phách cũng không thể tồn tại. Đằng Côn sắc mặt kịch biến, vội dừng chân, quay đầu đi về hướng ngón út có địa giới Đới Vô Cực. Trung Nhạc cũng giật mình, hắn có thể nhận ra nhược điểm của Đằng Côn là vì hắn là thần ma đồng tu. Nhưng Tuyên Tuyết cũng nhìn ra được, nàng ta đúng có thể là một vị ngũ thế thần hoàng. Tu vi thực lực cao nhất, đối thủ mạnh nhất của ta có thể chính là nàng ta. Hắn thầm nghĩ. Đới Vô Cực từ trên cao nhìn xuống, thần sắc lạnh nhạt, đột nhiên vung tay, một sợi mảnh xuất hiện, trên đó treo 99 cái chuông, tiếng chuông vang lên không ngớt. Đằng Côn sắc mặt hơi biến. Lùi về sau tiến về phía thiên giới Huyền Bân trên ngón giữa, cười. Huyền Bân sư huynh, mời huynh cũng tiết lộ chút thực lực đi. Huyền Bân mỉm cười, khá tự phụ nói. Ta là Huyền Vũ thần tộc. Rồi sao? Đằng Côn tươi cười, chân vẫn bước tới. Huyền Bân nhíu mày, ho một tiếng. Ta là Huyền Vũ thần tộc còn chưa đủ hay sao? Ta biết, Huyền Vũ thần tộc là vương tộc, sánh vai cùng Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, là một trong các loại thần huyết cao quý nhất. Nhưng đây là chiến đấu, chỉ dựa vào tên thì không thể khiến ta tâm phục khẩu phục. Đằng Côn tiếp tục tiến lại, trên mặt vẫn giữ nụ cười. Mong Huyền Bân sư huynh thi triển một đạo thần thông để ta biết đường lui. Nếu thần thông của ngươi có thể trấn nhiếp được ta thì ta sẽ rời khỏi đây ngay. Huyền Bân hét lớn, tiếng tựa long ngâm, phía sau xuất hiện hư ảnh của Huyền Vũ thắng xà khổng lồ. Thần huyết nồng đậm, hai loại huyết mạch hòa lẫn thành một, Huyền Vũ là thuẫn mạnh nhất còn thắng xà là mâu mạnh nhất của hắn. Thân thể Huyền Bân bỗng chia làm hai, một người sau lưng là mai rùa, đuôi rồng, hai chân. Một người là rắn nghìn cánh. Hai luyện khí sĩ này sau đầu đều có 6 quầng sáng, đều có bàn cổ đạo nhân, lạnh lùng nói. Giờ đủ chưa?
Huyền Vũ thần tộc được tôn là một trong những thần tộc mạnh nhất, huyết mạch cao đẳng nhất, chính là vì họ nhìn như một người nhưng thực ra có thể tách làm hai người. Hai người cùng tu luyện, cùng đột phá. Tu vi cũng là hai phần, hơn nữa lại có thể hợp thể là một người. Vì thế tu vi thâm hậu hơn các luyện khí sĩ chủng tộc khác. Một tay cầm thuẫn có thể chống đỡ mọi thần thông trong thiên hạ, một tay cầm mâu có thể phá vỡ mọi sự phòng ngự trong thiên hạ. Đây chính là điểm riêng có của luyện khí sĩ Huyền Vũ thần tộc. Sắc mặt Đằng Côn xám xịt, vội quay người bỏ đi, cười. Huyền Vân sư huynh càng mạnh hơn. Tiểu đệ khâm phục, khâm phục. Tiểu đệ không tỉ thí với chư vị nữa, vẫn nên rời khỏi đây là hơn, khỏi mất cái mạng này. Ngay khi hắn quay người nhấc chân, thì đột nhiên vô số sợi thanh đằng bắn ra từ quầng sáng phía sau hắn, biến thành một cây trường mâu khổng lồ bắn về phía Huyền Vân chưa kịp hợp thể. Huyền Vân lúc này một tách làm hai, bị bất ngờ không kịp trở tay, một trong hai nhục thân của hắn vừa tế mai rùa lên, thì thấy đằng mâu biến thành hàng vạn sợi quấn lấy mai rùa. Phía sau mai rùa lại biến thành cây mâu đâm xuyên qua nhục thân thắng xà. Sau khi đâm xuyên nhục thân thắng xà, vô số sợi thanh đằng lại dài thêm, mọc đầy những chiếc móc câu sắc bén, điên cuồng mọc ra trong nhục thân thắng xà, nháy mắt đã hút sạch huyết nhục của thắng xà. Bùm một tiếng, lớp vỏ nhục thân thắng xà nổ tung. Những cái móc câu kia chính là vũ khí của huyết thống côn tộc, chỉ là khác với côn tộc ở chỗ hắn có thể cho mọc được trên thanh đằng, biến thành vũ khí chí mạng. Nhục thân huyền quy của Huyền Vân sắc mặt kịch biến, đang định nhảy xuống khỏi ngón giữa của tư giới chủ thì Đằng Côn biến mất, xuất hiện ngay trước mặt hắn, cười. Sư huynh, muộn rồi. Huyền Vân hét lớn, đúng lúc đó, Đằng Côn giống như một con rắn chui vào mồm hắn, cả người chui vào bụng hắn. Huyền Vân sững sờ, nhục thân nhanh chóng khô héo, chỉ nháy mắt đã chỉ còn lại lớp da. Đằng Côn phá rách lớp da của hắn, đứng trên ngón giữa, cười. Chư vị sư huynh, ta đã thắng một trận, trừ bỏ một đối thủ, giờ có phải tới lượt các vị rồi không? Các kỵ chi bằng hay tự chọn đối thủ, loại bỏ đối thủ, vậy là chúng ta có thể đối quyết ba bên rồi. Trung Nhạc khẽ nhướng mày, nhìn Đới Vô Cực, Tuyên Tuyết và Vi Nhan. Ba người họ cũng nhìn sang, ánh mắt của bốn người chạm nhau. Đới Vô Cực lạnh lùng nói. Nếu vậy thì mời Trung Tà Thần chỉ điểm, ta rất muốn lĩnh giáo thần đao của ngươi. Tuyên Tuyết muội tử, Đới Vô Cực chọn Trung Tà Thần rồi, vậy thì hai nữ tử chúng ta tranh cao thấp vậy. Vi Nhan cười nói. Tuyên Tuyết nhíu mày. Đừng có gọi ta muội ta, gọi ta sư huynh. Nhưng ngươi rất đáng yêu, ta có thể giữ lại mạng cho ngươi. Đới Vô Cực bỗng chập hai tay lại, vào khoảnh khắc đó, một sợi dây mảnh treo 99 cái chuông từ cổ tay bay ra. Tiếng chuông vang vọng, 99 chiếc chuông biến to dần, miệng chuông hướng xuống, lơ lửng trên đỉnh đầu Trung Nhạc, chuông bay theo vòng tròn, tiếng chuông hùng hồn tấn công Trung Nhạc. Cùng lúc đó, hai vị nữ tử Tuyên Tuyết và Vi Nhan cũng hét lên lao vào nhau. Đằng Côn mắt sáng lên, đột nhiên lao về phía Đới Vô Cực, cười. Sau trận chiến này chúng ta chỉ còn ba người, ba thì sao đấu được? Trung Tà Thần, chi bằng ngươi và ta liên thủ loại bỏ Đới Vô Cực. Sau đầu Trung Nhạc hiện ra Nhật Nguyệt Song Linh, Lục Mục Tinh Thiêm gầm lớn đấu lại tiếng chuông, lắc đầu nói. Không cần. Vậy thì cùng Đới Huynh liên thủ trừ bỏ ngươi. Đằng Côn cười ha hả, đột nhiên đổi hướng về phía Trung Nhạc, cười. Thần đao của ngươi có thể phá giải mấy loại thần thông. Hắn nháy mắt đã tới, đằng mâu đã tới trước mặt Trung Nhạc, Trung Nhạc thò một ngón tay khẽ điểm một cái, bị đằng mâu đánh bật lùi về sau. Đằng mâu lập tức biến thành hàng vạn sợi, móc câu mọc ra bao trùm về phía hắn. Đằng Côn lướt tới sau lưng Trung Nhạc, trên gương mặt lộ nụ cười nhưng rồi sắc mặt đại biến. Bùng! Hắn đột nhiên nổ tung thành nhiều mảnh. Đừng nói nhục thân, ngay cả nguyên thần, hồn phách đều nổ tan tành, hồn bay phách tán. Ta đã nói không cần. Trung Nhạc toàn thân thần quang tỏa sáng chặn lại máu xanh bắn tới, bình tĩnh nói. Khi ta nhận ra thực lực của ngươi thì trong mắt ta ngươi đã chết rồi, chương 1001. Đằng Côn không còn nghe thấy lời hắn nói nữa, thật ra luận về thông minh tài trí thì Đằng Côn chắc chắn là luyện khí sĩ hạng nhất, từ ban đầu mục tiêu của hắn đã là Huyền Vân, hắn biết Huyền Vân xuất thân Huyền Vũ thần tộc. Hắn khiêu chiến với Trung Nhạc, Vi Nhan, Tuyên Tuyết trước để bọn họ thi triển, ra một đạo thần thông ép hắn rút lui mục đích chính là khiến Huyền Vân lơ là cảnh giác. Huyền Vân tưởng rằng mình thi triển một đạo thần thông là có thể dọa hắn rút lui, nhưng không ngờ lại trúng kế của hắn. Thân hình phân thành hai, sức mạnh cũng chia đôi, thần thông cũng chia đôi, khả năng phòng ngự cũng phải chia đôi, đương nhiên không thể mạnh bằng khi hợp nhất. Đằng Côn nhân cơ hội đó giết Huyền Vân, thể hiện thực lực và trí thông minh của hắn. Nhưng hắn thăm dò Trung Nhạc, Tuyên Tuyết, Vi Nhan và Đới Vô Cực, dùng rất nhiều chiêu thần thông, kích sát Huyền Vân lại dùng hai chiêu nữa. Với Trung Nhạc mà nói đủ để nhìn ra sơ hở của hắn.
Trung Nhạc một ngón tay điểm lên mũi đằng mâu của Đằng Côn, bị đánh bật về sau, nhìn chỉ là một điểm bình thường, nhưng thực ra là nhằm vào sự cân bằng pháp lực thần ma của Đằng Côn. Chỉ một điểm như vậy đã phá vỡ sự cân bằng trong cơ thể Đằng Côn, khi hắn xuất hiện sau lưng Trung Nhạc thì thần ma pháp lực hỗn loạn, xung đột và khiến cơ thể hắn nổ tung. Thực lực của hắn đúng là rất cường hãn, dung hòa sở trường của tứ tộc, trong ngũ hành giới có lẽ hắn cũng có thực lực đứng nhất đứng nhì. Nhưng gặp người thần ma đồng tu như Trung Nhạc thì hắn có vẻ hơi đơn giản. Bị Trung Nhạc một ngón tay tiêu diệt, chết cũng không oan uổng. Nếu trước đó hắn không để lộ thần thông trước mặt mọi người, Trung Nhạc muốn giết hắn sẽ phải mất 5-6 chiêu mới tìm được sơ hở của hắn. Nhưng nếu hắn liên thủ với Đới Vô Cực thì Trung Nhạc nguy hiểm hơn. Hai đại cường giả liên thủ, trong 5-6 chiêu là có thể tiêu diệt Trung Nhạc. Hắn chết chính là do bị Trung Nhạc đã nhìn ra sơ hở trước. Vào khoảnh khắc Trung Nhạc lấy được thăng bằng, 99 cái chuông cảo Đới Vô Cực đã oanh kích tới. Trung Nhạc sắc mặt kịch biến, hắn chỉ bị Đằng Côn làm nhỡ một khoảnh khắc đã bị Đới Vô Cực chiếm thế thượng phong rồi. Chuông của Đới Vô Cực có lẽ cũng là hoàng cấp thần thông. 99 cái chuông nối liền nhau chính là 99 đạo hoàng cấp thần thông cùng lúc oanh kích tới. Với cường giả ở đẳng cấp của họ, trong một khoảnh khắc đã đủ để phân thắng thua, Đới Vô Cực chiếm được ưu thế trong một khoảnh khắc đã khiến Trung Nhạc rơi xuống thế yếu. Keng! Tiếng chuông rung chấn, đôi cánh kim ô hiện ra sau lưng Trung Nhạc, hắn vội lùi về sau tránh sự oanh kích của tiếng chuông. Tại nơi hắn vừa đứng, không gian bị tiếng chuông oanh kích vỡ tan. Cùng lúc đó Đới Vô Cực bước lên trước một bước, hai tay vỗ mạnh trước ngực, 99 chiếc chuông cùng lúc kêu lên, oanh kích Trung Nhạc. Trung Nhạc lại lùi về sau, Đới Vô Cực tiến tới, hai tay lại vỗ mạnh, tiếng chuông vang lên, lạnh lùng nói. Trung tà thần, nếu ngươi còn lùi nữa thì sẽ ra ngoài đấy. Chiến trường của họ chính là bàn tay của tư giới chủ, còn lùi nữa thì sẽ rời khỏi bàn tay của tư giới chủ, đương nhiên sẽ bị phán là thua trận. Đột nhiên Trung Nhạc dừng lại, hai đạo đao quang bắn lên từ đỉnh đầu, đan vào nhau, rồi thu nhỏ lại, biến thành hắc bạch thái cực đồ to bằng đầu ngón tay, đón tiếng chuông. Tiếng của 99 cái chuông đâm vào chảm đạo, đao quang lóe sáng, các đạo đao quang giống như những con rồng hung hãn chém đứt tiếng chuông vừa vang lên thì tắt lịm, vô cùng quỷ dị. Đây chính là vì tiếng chuông của Đới Vô Cực biến thành đồ đằng văn sóng âm bị chặt đứt, âm thanh cũng mất. Vào khoảnh khắc tiếng chuông bị phá giải, Trung Nhạc lao về phía trước, bước chân hỗn loạn, thân hình lúc trái lúc phải, phiêu hốt bất định. Nhìn từ xa giống như dao long uốn mình, càng ngày càng rút ngắn khoảng cách với Đới Vô Cực. Mỗi bước chân hắn đặt xuống là hai tay lại đan chéo một lần, bàn tay tung trưởng, mỗi lần đó lại một tiếng keng vang lên, một đạo thần ma thái cực đồ xuất hiện đứng sừng sững phía trước phía sau, bên trái bên phải. Hắn nháy mắt đã tới bên cạnh Đới Vô Cực, thân hình lúc này tụ tập vô số thần ma thái cực đồ, xoay vần nghiền nát, nhằm Đới Vô Cực tấn công. Đới Vô Cực tung hai ống tay áo chống lại các đạo thần ma thái cực đồ, bước chân liên tiếp lùi về sau, thân pháp của hắn cũng không tồi, giống như hai con bướm bay loạn. Đây là thần thông thân pháp, Trung Nhạc dùng long hành bách biến, còn hắn dùng thần điệp song phi, đều là thần thông thân pháp vô cùng tinh diệu. Đột nhiên, tiếng chuông vang vọng, xung quanh Trung Nhạc, vô số thần ma thái cực đồ vỡ tan, bị tiếng chuông đánh tan rã. Cùng lúc đó hai đạo đao quang bay tới, Trung Nhạc chỉ tay, hai đạo đao quang biến thành hắc bạch thái cực đồ bay thẳng lên trời, soạt một tiếng hút 99 chiếc chuông vào trong trận đồ. Tiếng chuông tắt lịm, bị chấn áp hoàn toàn, các đạo đao quang từ trong trận đồ bay ra, chém vỡ 99 chiếc chuông. Đới Vô Cực vung hai tay áo, hai tay lại vỗ mạnh, lại 99 chiếc chuông nữa hiện ra, nhưng các đạo đao quang trên trời chém xuống, chém nát số chuông mới hiện ra, tiếng chuông chưa kịp vang lên. Đới Vô Cực sắc mặt biến đổi, lại lùi về sau, Trung Nhạc đột nhiên thu chiêu. Đới huynh, ngươi bị loại rồi. Đới Vô Cực vội nhìn thì thấy mình đã ra khỏi bàn tay của tư giới chủ, sắc mặt tối lại, cúi người. Ta lĩnh giáo rồi. Nói rồi quay người rời đi. Đới Vô Cực là cao thủ, rất hiếm có thể thoát thân an toàn trước công thế của ta, thực lực bất phàm, cao minh hơn trung chủ của ngục giới nhiều. Trung Nhạc thầm tán thưởng, Đới Vô Cực chỉ kém hắn một chút, hơn nữa chuyên về chuông, thần thông không bằng Trung Nhạc. Nhưng nếu là trước kia, Trung Nhạc không được Thiên Vân Thập Bát Hoàng rèn luyện thì thắng thua sẽ khó nói. Có Thiên Vân Thập Bát Hoàng rèn cho, thực lực của hắn tăng vượt bậc mới đảo ngược được tình thế. Tại một chỗ khác trên chiến trường, trên hai ngón tay khác của tư giới chủ, thần giới Tuyên Tuyết và vạn tượng giới Vi Nhan cũng đang chiến đấu tới lúc quyết liệt nhất. Tuyên Tuyết tuy là nữ thân nhưng chiêu thức thần thông rất phóng khoáng, pháp lực hùng hồn, một trường một quyền đều có uy lực kinh người. Thần thông của nàng ta đã đạt tới trình độ phản pháp quy chân. Mọi chiêu thức đều đơn giản nhưng tinh tế,
nhìn có vẻ như không có nhiều biến hóa nhưng uy lực lại vô cùng đáng sợ. Mỗi khi Vi Nhan muốn công phá thần thông của Tuyên Tuyết, thần thông nhìn có vẻ đơn giản đó đột nhiên lại biến hóa ảo diệu khiến Vi Nhan không thể công phá được. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tuyên Tuyết quả nhiên là cường giả mạnh nhất trong năm luyện khí sĩ, không hổ là ngũ thế thần hoàng. Trung Nhạc sắc mặt ngưng trọng, trong bụng thầm tán thưởng, thành tựu thần thông của Tuyên Tuyết chắc chắn cao minh hơn hắn, đây là căn cơ tích lũy được từ năm kiếp. Đại thần thông của nàng ta đều được cải tiến thành tiểu thần thông, tốc độ nhanh hơn nhưng uy lực không hề giảm, hơn nữa có thể biến hóa bất cứ lúc nào. Cường giả cỡ này muốn suy đoán sơ hở của thần thông cực kỳ khó. Ta chưa chắc đã phải đối thủ của nàng ta. Trung Nhạc điên cuồng suy đoán thần thông của Tuyên Tuyết, vừa tính ra được một sơ hở, thì Tuyên Tuyết đã thi triển 3-4 loại thần thông khác nhau, mà từ đầu chí cuối nàng ta không hề trùng lặp một thần thông nào. Thường thì mỗi luyện khí sĩ đều không có nhiều thần thông giỏi nhất, nhất nghệ tinh nhất thân vinh, đây là đạo lý mà ai cũng hiểu. Ví như Trung Nhạc, thần thông sở trường của hắn không quá 10 loại, Trảm Thần Tam Thức, Long Giao Tiễn, hai thức thần ma Thái Cực Đồ cộng với Huyền Kỳ Phá Đạo và Lục Hồn Phiến, tất cả là 8 loại thần thông. Cho dù là Thiếu Hạo Trung hắn cũng không giỏi, chủ yếu là vì hắn không có được chân truyền, chưa có cơ hội tỉ mỉ quan sát hình thái và đồ đằng văn của Thiếu Hạo Trung, chỉ mới học qua loa. Còn Tuyên Tuyết thì thần thông nhiều không thể tưởng tượng nổi, hiếm có nhất là loại nào cũng tinh thông, điều này quá đáng sợ. Nếu đấu chính diện với Tuyên Tuyết, thì hắn căn bản không kịp phá giải thần thông của nàng ta. Muốn thắng thì chắc phải tìm cách khác. Mà thần thông của Tuyên Tuyết đến lúc này không có cái nào trùng lại. Có nghĩa là nàng cũng đã đề phòng Trung Nhạc, biết Trung Nhạc giỏi suy đoán, phá giải thần thông, nên không cho hắn thấy cơ hội thứ hai. Nếu không có gì bất ngờ thì Tuyên Tuyết thắng là chắc. Trung Nhạc vừa nghĩ tới đây, đột nhiên sau lưng Vi Nhan xuất hiện ngũ đại chân linh, một thân chim mặt người đứng trên song long, một mặt người thân rắn hai chân đứng trên song long, một thân thú mặt người đứng trên song long, tai treo hoàng xà, một mặt người thân chim đứng trên thanh xà, tai treo thanh xà, một mặt người thân rắn, hai tay song xà. Năm loại tiên thiên chân linh, cùng hiện thân. Nàng ta chỉ có một tiên thiên chân linh thức tỉnh, 4 chân linh còn lại đều là nghịch chuyển ngũ hành luyện thành tiên thiên, nhưng vì công pháp tàn khuyết, chỉ luyện thành tiên thiên chân linh không thức tỉnh. Ngũ đại chân linh hiện tân, hợp lực thi triển một môn thần thông, nó giống như một chiếc đại ấn, in lên bức tượng tiên thiên chân linh, vô cùng sinh động, ấn xuống Tuyên Tuyết. Mặt đại ấn đó chứa ngũ hành chi lực, uy năng hùng hồn, còn cường hãn hơn thần thông năm kiếp của Tuyên Tuyết. Đánh tan trấn áp thần thông của Tuyên Tuyết. Tuyên Tuyết sắc mặt kịch biến, các loại thần thông tung ra đánh về phía đại ấn, khí huyết chấn động đến cuộn trào, lùi sau liên tục. Thần thông của nàng trước mặt đại ấn gần như không có đất dụng võ, không thể phá giải. Uỳnh uỳnh. Tiếng nổ lớn vọng lại, Tuyên Tuyết hai tay đẩy ra một tấm thuẫn bài đỡ đại ấn, nhưng bị đẩy bật đi loạn choạng bay ra khỏi bàn tay của Tư Giới Chủ. Biến cố này Trung Nhạc cũng không thể ngờ tới. Tuyên Tuyết vốn chiếm thế thượng phong nhưng không ngờ Vi Nhan lại có đạo thần thông như vậy đánh bay Tuyên Tuyết. Thần thông của tạo vật chủ. Tuyên Tuyết lấy lại thăng bằng, lộ vẻ kinh ngạc, nhìn Vi Nhan. Đây chính là thần thông tạo vật chủ ghi chép trong bản thiếu nghịch chuyển ngũ hành, mà ngươi có. Vi Nhan thở hồng hộc, rõ ràng đã tiêu hao rất nhiều sau khi dùng môn thần thông này, gật đầu cười. Đáng tiếc môn thần thông này cũng là tàn khuyết, không thể phát huy hết uy lực. Tuyên Tuyết quay người bỏ đi, lắc đầu. Ngươi thắng rồi. Thần thông tạo vật chủ đúng là hơn thần thông của ta một bậc. Trên bàn tay Tư Giới Chủ chỉ còn lại Trung Nhạc và Vi Nhan. Vi Nhan sư tỷ, ngươi vừa trải qua đại chiến, cần nghỉ ngơi một lúc. Trung Nhạc trầm giọng nói. Đến khi pháp lực của ngươi hồi phục chúng ta so tài. Đa tạ Trung tà thần. Vi Nhan lập tức ngồi xuống điều tức để hồi phục pháp lực, chương 1002. Nàng ta thật sự đã tiêu hao quá lớn, buộc phải hồi phục pháp lực rồi mới chiến đấu tiếp được. Một thức thần thông mà nàng thi triển đó có tên ngũ hàng chấn ấn, đúng là thần thông của tạo vật chủ, uy lực cực mạnh, nhưng tiêu hao cũng kinh người. Tuyên Tuyết quá mạnh, nàng không thể không thi triển tuyệt chiêu và để tuyệt chiêu bị lộ sớm. Nàng lén nhìn Trung Nhạc, thấy hắn đứng trên ngón trỏ của Tư Giới Chủ, mà không có bất cứ hành động tranh thủ cơ hội nào, lòng không khỏi trùng xuống. Trung Nhạc càng phóng khoáng nàng càng cảm thấy bất an. Sau khi Trung Nhạc thấy ngũ hành chấn ấn, đại thần thông mà vẫn có thể yên tâm để nàng hồi phục pháp lực. Vậy nghĩa là hắn không hề sợ chiêu đó của nàng. Một lúc sau pháp lực Vi Nhan trở về trạng thái đỉnh phong, nàng vội đứng dậy. Đa tạ sư huynh, Vi Nhãn có lẽ, ngục giới Trung tà thần hình như không phải hung ác đến mức đó. Ta nghe nói ngục giới bạo tàn, tuyển chọn luyện khí sĩ đều dùng đầu người để tính.
ai chém được nhiều đầu thì người đó sẽ đại diện cho ngục giới xuất chiến. Ta còn nghe nói Trung Tà Thần chém được nhiều đầu nhất, có tới hơn 2.000 luyện khí sĩ. Vốn dĩ khi thấy người ta có chút bất an, sợ người hung thần ác sát, nhưng không ngờ lại dễ nói chuyện như vậy. Trung Nhạc đáp lễ, không vội phân thắng thua với nàng, nói. Lời đồn chỉ là lời đồn, không đáng tin. Vi Nhan thở phào, cười. Họ còn nói ngươi chặt đầu của một vị thần hoàng chuyển thế, treo bên hông, vô cùng hung ác. Ta không tin sư huynh lại làm vậy. Trung Nhạc lộ vẻ bối rối, Vi Nhan thót tim, kêu lên. Sư huynh làm vậy thật sao? Trung Nhạc thành thật nói. Khi ấy là ta tự vệ, chỉ là bất đắc dĩ. Vi Nhan nghe thế giật mình, vội nói. Vậy chém đầu hơn 2.000 luyện khí sĩ. Có chuyện này. Trung Nhạc nghiêm túc nói. Chỉ là ta không treo đầu họ bên hông. Đó tuyệt đối là lời đồn thất thiệt. Vi Nhan sắc mặt tái đi, nhìn gương mặt Trung Nhạc, thiếu niên nhìn có vẻ thân thiện như vậy, bỗng chốc trở nên vô cùng hung dữ trong mắt nàng. Ngươi không treo bên hông vì không treo được nhiều như vậy. Lúc này nàng mới cảm thấy những tin đồn đó không phải xuất hiện mà không có nguyên do. Một nhân tộc mà được nhiều kẻ hung ác gọi là Trung Tà Thần, chỉ riêng biệt hiệu này thôi là biết thiếu niên nhân tộc này đáng sợ tới mức nào. Nghe nói ngày đầu tiên hắn vào đây đã chém chết luyện khí sĩ đại diện cho thiên giới, rồi. Vi Nhan tim đập thình thịch vô cùng căng thẳng. Trung Nhạc cười hiền hòa. Vi Nhan sư tỷ, ta và tỷ thương lượng chút, nếu tỷ thua dưới tay ta. Ngươi muốn chặt đầu ta treo bên hông. Thiếu nữ đó căng thẳng kêu lên. Trung Nhạc vội lắc đầu. Ta không có ý đó, ta thật sự không hung tàn như thế, ý ta là tỷ. Ta không lấy ngươi đâu. Vi Nhan vội lắc đầu. Áp trại phu nhân cũng không được, tiểu thiếp cũng không, không có danh phận cũng không được, nói trước thành thân sau cũng không được, không được dạm ngõ, không được xin hôn, nói chung là không được. Trung Nhạc kinh ngạc, hắn còn chưa nói sao cô nương này chưa gì đã bắn tằng tằng một chàng vậy. Hắn đợi Vi Nhan nói xong, ho một tiếng, nghiêm túc nói. Ý ta là chúng ta có thể trao đổi chút không? Tỷ truyền pháp môn nghịch chuyển tiên thiên cho ta, ta cũng có thể truyền cho tỷ thứ khác. Thậm chí công pháp hoàn chỉnh của tạo vật chủ cũng không thành vấn đề. Vi Nhan thở phào, nghi hoặc nói. Ngươi không có ý khác. Trung Nhạc lắc đầu. Không có gì khác. Tỷ yên tâm, ta là muốn có cho hai vị cô nương khác. Thật ra pháp môn nghịch chuyển tiên thiên của tỷ không có tác dụng với ta. Ta không nhận ra ngươi lại là kẻ phong lưu đấy. Vi Nhan yên tâm, liếc hắn, cười. Bản lĩnh của mọi người đều không tồi. Ta tu 5 loại tiên thiên chân linh, hơn nữa còn là thần thông của tạo vật chủ, thậm chí ngay cả Tuyên Tuyết sư tỷ cũng không phải đối thủ của ta. Sao ngươi lại khẳng định có thể thắng ta như vậy? Nếu ngươi thắng thì ta đồng ý trao đổi nghịch chuyển tiên thiên, nhưng nếu ta thắng thì sao? Trung Nhạc cười. Cô nương nghĩ nhiều rồi. Vi Nhan tức giận. Nếu ta thắng ngươi. Nàng nghĩ một lúc cuối cùng cũng nghĩ ra, vội nói. Ngươi phải truyền cho ta công pháp hoàn chỉnh của tạo vật chủ. Mà ta không cần truyền cho ngươi nghịch chuyển tiên thiên. Trung Nhạc gật đầu. Đồng ý, Vi Nhan sư tỷ, ta cho tỷ ra tay trước, không cần thăm dò, cứ dùng thẳng thần thông tạo vật chủ. Vi Nhan phì cười. Chiêu đó là tuyệt chiêu cuối cùng của ta. Dùng rồi nếu ngươi tránh được thì ta sẽ thua. Ta nghe nói ngươi là nhật nguyệt linh thể, còn ta là ngũ hành linh thể, vì thế ta muốn biết hai bên cái nào mạnh hơn. Nàng tung phất trần lên, hàng nghìn sợi phất trần biến thành kim khí vô biên. Sắc tựa kiếm tấn công Trung Nhạc. Trung Nhạc giữ bao đao bên hông, keng một tiếng, nguyên tử thần đao bật ra một tấc, Vi Nhan lập tức cảm thấy đao ý ập tới, không chỗ trống nào không vào, thuận theo sơ hở của thần thông của nàng tấn công, nàng thầm biết không ổn. Đao ý của Trung Nhạc tới đâu là đao tới đó. Nếu bị đao ý xâm nhập vào sơ hở của thần thông thì đao sẽ tới thân thể, chỉ e là một đao là kết liễu được nàng. Vi Nhan lùi nhanh về sau, vội vàng thay đổi chiêu thức, phất trần biến thành hàng nghìn vạn cây thần mộc. Cây mọc thành rừng chặn đao ý, lá trên thần mộc bay vù vù tạo thành cuồng phong, những phiến lá bay vòng tròn về phía Trung Nhạc, vô cùng sắc bén. Keng! Nguyên tử thần đao của Trung Nhạc lại bật ra thêm một tấc. Sắc mặt Vi Nhan khẽ biến, lại lùi về sau, phất trần lại biến đổi, nóng như lửa chặn đao ý. Đột nhiên lại keng một tiếng, khí tức thuần dương liệt hỏa chui qua đường tơ lửa của nàng mà ập tới. Vi Nhan thót tim vội biến chiêu. Hắn là nhật diệu linh thể. Ta lại dở lửa ra trước mặt hắn chỉ sẽ tự chui đầu vào dọ thôi. Nàng dùng thủy thể chặn hỏa thế của Trung Nhạc. Tìm nàng lại giật mình, thấy thái âm thần thủy tràn ra từ đao ý, áp chế thủy thế của nàng, rồi lại biến thành thổ khí vàng đất, lúc này mới chặn được thủy thế.
Đúng lúc này, âm dương nhị khí trong đao ý của Trung Nhạc bỗng biến đổi, phá vỡ thổ hệ thần thông của nàng, đao ý lại xâm nhập. Vi Nhan trán toát mồ hôi lạnh, ngũ hành chân linh nhảy ra từ sau đầu. Lục đạo biến hóa, tập hợp ngũ đại tiên thiên chân linh chi lực, tập trung lại trong một loại thần thông, lúc này mới cắt đứt được đao ý của Trung Nhạc. Trung Nhạc vẫn giữ đao không động đậy, phía sau lưng một vầng mặt trời từ từ bay lên, tấm áo choàng bay lên phần phật. Bên trong quầng mặt trời đó dần hiện lên một thân ảnh bước đi trên tấm áo choàng. Áo choàng giống như một con đường hồng quang phiêu diệu. Kim ô thần nhân ba chân hai cánh xuất hiện. Xoẹt. Tấm áo choàng xuyên qua vầng mặt trời, bay về phía sau, lại một vầng mặt trăng bay lên, áo choàng bay trong mặt trăng. Trên vầng mặt trăng đó hiện lên một vị thần nhân ba chân sáu mắt, cũng đi trên áo choàng. Lưỡng đại chân linh của hắn đều đã thức tỉnh tiên thiên. Lần này xuất hiện khiến âm dương nhị khí bỗng chốc trở nên cực kỳ đậm đặc, đao ý hùng hồn, có thế như trẻ tre. Vi Nhan khó có thể tiếp tục đối kháng với đao ý của hắn, vội nói lớn. Ngươi phải cẩn thận đấy, ta sẽ thi triển ngũ hành chấn ấn. Đao ý của Trung Nhạc rút về sau một chút, hắn mỉm cười. Mời. Trung Nhạc nói lớn. Chiêu thần thông này của ta vô cùng lợi hại. Nếu ngươi không đỡ được thì tự mình nhảy xuống, ta sẽ không giết ngươi. Ngươi yên tâm, ngươi thua chắc rồi. Trung Nhạc cất nguyên từ thần đao và bao đao đi, mỉm cười. Ngươi thật không biết tốt xấu. Vi Nhan tức giận, dậm chân, nghiến răng, cuối cùng thi triển ngũ hành chấn ấn. Lần trước có vị ngũ thế thần hoàng là Tuyên Tuyết không ngừng công kích, nàng trong lúc gấp gáp thi triển ngũ hành chấn ấn. Còn lần này Trung Nhạc mặc cho nàng thi triển, uy năng của ngũ hành chấn ấn khủng bố hơn nhiều so với lúc đối phó với Tuyên Tuyết. Ngũ hành luân chuyển, rất có cảm giác ngũ hành thiên địa, cảm giác của tạo vật chủ vô cùng rõ rệt. Trung Nhạc lập tức cảm giác nhục thân và nguyên thần hắn chấn động. Ngũ hành chấn ấn còn chưa rơi xuống hắn đã cảm nhận được áp lực, nhục thân và nguyên thần đều bị phong tỏa. Nhục thân chứa ngũ hành, tim gan phế phối tỳ là ngũ hành, mà nguyên thần của luyện khí sĩ còn có một đại bí cảnh là ngũ hành bí cảnh. Thần thông này của Trung Nhạc dường như chuyên dùng để khắc chế ngũ hành, phàm đã nằm trong ngũ hành, không thoát được sẽ bị thần thông áp chế. Không hổ là thần thông của tạo vật chủ. Trung Nhạc cảm thán. Ngũ hành chấn ấn vù một tiếng đè xuống Trung Nhạc. Hắn không hề hoảng loạn, đợi ngũ hành chấn ấn tới đầu thì đột nhiên quầng sáng sau đầu bắn ra tinh quang, hình như con thoi. Hai đầu nhọn nhọn, lao thẳng vào ngũ hành chấn ấn. Huyền kỳ phá đạo. Uỳnh. Ngũ hành chấn ấn lộn ngược lại, bị xuyên thủng một cái lỗ lớn, ập về hướng Vi Nhan. Vi Nhan kêu lên kinh hãi, tay ấn vào chấn ấn, lại đập lên ngũ hành chấn ấn. Cô nương đó kêu thét, cùng cả chấn ấn bị đánh bay đi. Trung tà thần, ngươi chơi xỏ ta. Cô nương đó không biết bị đánh bay đi tới đâu, giọng nói từ xa vọng lại. Ủa, bị nàng ta nhận ra rồi. Trung Nhạc bật cười, huyền kỳ phá đạo của hắn rất phức tạp, rất khó để dùng, buộc phải quan tưởng trước, không ngừng tích lũy sức lực mới hoàn chỉnh được và phát huy thực lực được. Mà Trung Nhạc hoàn thành huyền kỳ phá đạo từ bao giờ? Đương nhiên là trong thời gian Trung Nhạc, cố tình làm như phóng khoáng để nàng nghỉ ngơi hồi phục tu vi. Khốn kiếp, xấu xa. Vi Nhan đánh bay vào một khu cung điện trong hậu hoa viên, đâm vào tường và ghim thành chữ đại trên tường. Nàng nhảy xuống phẫn nộ. Ngươi dám chơi xỏ ta? Nếu ta không nghe lời ngươi, đánh luôn chưa biết chừng đã thắng. Nàng nộ khí bừng bừng đi về phía quảng trường, định tìm Trung Nhạc tính sổ. Nhưng đột nhiên khựng người dừng lại, nhìn ngũ hành chấn ấn thì thấy đã bị thủng hai lỗ. Là bị huyền kỳ phá đạo của Trung Nhạc đâm hai lần nên để lại hai cái lỗ. Hắn nể tình rồi, nếu không nhẹ tay thì đạo thần thông đó sẽ xuyên qua chấn ấn bắn chết ta rồi. Thôi thôi, ta chưa chắc đã đánh lại được hắn, cứ tha cho hắn một lần vậy. Nàng quay lại quảng trường thì nghe lễ quan nói lớn. Người thắng của nhóm 6, Ngục Giới Trung Nhạc, chương 1003. Trung Nhạc rời khỏi bàn tay của Tư Giới Chủ, thầm nghĩ. Lần này thắng được, một nửa là nhờ may mắn. Nếu đối thủ là Tuyên Tuyết thì nguy hiểm rồi. Hắn đối kháng với Vi Nhan dễ như vậy là vì ngũ hành chân linh của Vi Nhan chưa hoàn toàn thức tỉnh, không thắng lại được Nhật Nguyệt chân linh của hắn. Hơn nữa huyền kỳ phá đạo phá giải thần thông ngũ hành chấn ấn của nàng ta. Nhưng nếu là Tuyên Tuyết, thực lực của Tuyên Tuyết cường hãn, năm kiếp tích lũy không biết bao nhiêu đại thần thông, luyện thành tiểu thần thông, lực bạo phát và tốc độ đều kinh người. Huyền kỳ phá đạo cần phải tích tụ dần dần, mà Tuyên Tuyết căn bản sẽ không cho hắn cơ hội đó. Nàng ta chắc chắn sẽ lập tức tấn công hắn như vũ bão, ai thua cũng chưa biết được. Mấy nhóm khác vẫn chưa phân thắng bại, Trung Nhạc chăm chú quan sát, thấy tình hình của 9 nhóm khác với nhóm của hắn. Thúc Dạ ở nhóm 1 đã thua, nhưng vì sư tôn của hắn là Thượng Thiên Vương, đối thủ tha mạng cho hắn, giờ đã rời khỏi bàn tay của Ngọc Thiên Vương.
Nhóm 2 chỉ còn lại địa giới Hoa Trấn Xuyên và Bệ đang chiến đấu. Nhóm thứ 3, Lịch Thiên Hành chiến thắng Dực Thiên Hổ nhưng cũng bị thương không nhẹ, khi gặp Sương Thiếu Phó rơi vào tình trạng nguy hiểm. Nhóm thứ 4, Ngạn đã thắng chắc, đối thủ căn bản không phải đối thủ của hắn. Nhóm thứ 5, Quân Vô Đạo loại Tư Mạc Sầu và Giao Như Nguyệt, Tiềm Tăng loại Chu Vũ và Đạo Quang, kết quả Quân Vô Đạo và Tiềm Tăng đối quyết, nhưng Trung Nhạc thấy khả năng chiến thắng của Quân Vô Đạo không cao. Nhóm thứ 7, Thần Kỳ đã bị giết. Nhóm thứ 8 có Dư Bá Xuyên, thực lực của hắn rất cường đại, nhưng thiên tế tự cực kỳ đáng sợ, ngay cả Trung Nhạc cũng có phần e dè. Nhưng vì Dư Bá Xuyên thể hiện quá mạnh mà suýt nữa đã luyện hóa hết cường giả của năm giới khác, kết quả bị luyện khí sĩ các giới liên thủ tấn công. Chỉ e khả năng thắng của Bá Xuyên huynh không cao. Trung Nhạc lắc đầu tiếc nuối. Thực lực Dư Bá Xuyên không hề thua kém hắn, nhưng thiên tế tự của hắn thực sự quá đặc biệt, hơn nữa uy lực với các luyện khí sĩ khác quá lớn. Nên nếu thi triển thì chắc chắn sẽ bị các luyện khí sĩ khác bao vây. Còn nhóm thứ 9 là nhóm Dạ Chính Minh. Dạ Chính Minh cũng bị cường giả kích sát. Lần này tuy giới đế, các thiên vương, các giới chủ, nhưng luyện khí sĩ chết vẫn không hề ít, 10 phần đã chết mất 3-4 phần. Nằm ngoài dự liệu của hắn một điều rằng, Bệ và Ngạn lại chủ động rút lui vào thời điểm quan trọng. Họ rời khỏi bàn tay của hai vị thiên vương, không tranh giành vị trí đầu nữa. Ngục giới giới chủ Pháp Hiệu Chân nhíu mày. Vân Sơn giới đế cũng nhíu mày, bảo một vị thần tướng tới mời hai người tới, khách khí hỏi. Tại sao hai huynh không đấu nữa? Hắn biết lai lịch của Bệ và Ngạn nên rất lịch sự chu đáo, không vì mình là giới đế còn hai người họ chưa thành thần mà coi thường. Bệ Ngạn nhìn nhau, cười nói. Thứ nhất hai thứ sáu thì đối với huynh đệ ta không quan trọng. Huynh đệ ta chỉ là muốn lịch luyện trong hồng trần lần nữa mà thôi. Giới đế thở dài. Hai huynh không tranh giành với thế gian, đệ nhất có lẽ không quan trọng với hai người, nhưng với uy thần lục đạo giới ta, hai người không tham gia, can hệ rất lớn. Bệ Ngạn không muốn dốc sức hắn cũng không miễn cưỡng, nói. Mong hai vị có thể vì uy thần lục đạo giới tận một phần lực. Bệ Ngạn hai người họ gật đầu. Sư huynh khách khí rồi. Không lâu sau, các nhóm đều lần lượt quyết định được người thắng cuối cùng. Dư Bá Xuyên tắm máu chiến đấu, cuối cùng đã hàng phục được đối thủ vào thời điểm quan trọng cuối cùng. Có sự tương trợ của luyện khí sĩ này, các luyện khí sĩ khác bị hắn giết đến lạnh gáy, liên tục bị đánh rơi xuống. Dư Bá Xuyên khó khăn lắm mới chiến thắng, toàn thân ướt đẫm máu, đến khi rời khỏi bàn tay của giới chủ thì không gượng được mà ngất đi, Trung Nhạc vội tới bảo vệ hắn. 10 nhóm đã kết thúc chiến đấu, chọn được 10 luyện khí sĩ mạnh nhất uy thần lục đạo giới. Nhóm đầu tiên ngũ hành giới Canh Thiên Trinh, nhóm 2 địa giới Hoa Trấn Xuyên, nhóm 3 thiên giới Cư Ẩn, nhóm 4 địa giới Tín Lăng Vương, nhóm 5 vạn tượng giới Tiềm Tăng. Nhóm 6 ngục giới Trung Nhạc, nhóm 7 thần giới Tất Sơn, nhóm 8 ngục giới Dư Bá Xuyên, nhóm 9 thiên giới Thạch Âm Cơ, nhóm 10 thần giới Tước Vân Phi. Trong 10 người thì có 2 người thiên giới, 2 địa giới, 2 thần giới, 1 vạn tượng giới, 1 ngũ hành giới, 2 ngục giới. Thiên giới sau khi chết 11 người bọn Vân Hòa, đế tử vẫn có được 2 người Cư Ẩn và Thạch Âm Cơ, vào được thập cường, đúng là căn cơ thâm hậu. Ngục giới đúng là nằm ngoài dự liệu của tất cả thần ma. Ngục giới vốn yếu ớt nhất nhưng năm nay lại có 2 cường giả lọt vào danh sách, đúng là kinh ngạc. Pháp Thiệu Chân thì vô cùng vui vẻ, mặt bừng sáng hào quang. Trước kia ngục giới lúc nào cũng xếp cuối, hắn bị người ta nói sau lưng là giới chủ hạng bét, cái tên này thật không hay chút nào. Chỉ là, Pháp Thiệu Chân vẫn thấy tiếc vì Bệ và Ngạn từ bỏ, nếu ngục giới có 4 cường giả thì khủng khiếp rồi. Chắc chắn sẽ khiến toàn bộ các giới chủ khác đen mặt lại. Hắn nghĩ bụng, thập cường đã chọn xong. Lễ quan cho các luyện khí sĩ tự nghỉ ngơi điều dưỡng khổ tu, đợi đến tỷ thí 3.000 lục đạo giới. Địa điểm của tỷ thí 3.000 lục đạo giới chính là ở lục đạo giới đầu tiên. Lễ quan nói, 3.000 giới đế sẽ bàn bạc định đoạt ngày, chư vị hãy bình tĩnh đừng nôn nóng, hãy về thiên giới nghỉ ngơi chờ đợi. Mọi người cùng cúi người vâng rồi trở về chỗ ở. Trung Nhạc buồn bực, lẩm bẩm. Lục đạo giới đầu tiên, không phải nó đã bị phá hoại rồi sao? Tại sao lại chọn nơi đó? Hắn xuất thân từ lục đạo giới đầu tiên, lúc này nghe địa điểm của trận tỷ thí 3.000 lục đạo giới ở đó, hắn không khỏi cảm thấy lòng trùng xuống. Hắn khó khăn lắm mới đi ra khỏi lục đạo giới đầu tiên, mục đích chính là để tới Tử Vi tinh vực, lẽ nào lại phải quay về? Quân Vô Đạo lắc đầu. Lục đạo giới đầu tiên mà hắn nói không phải phế giới. Lục đạo giới đầu tiên kia đã thành phế giới rồi, còn cái hiện nay có tên Ba La lục đạo giới. Ba La giới đế tên là Đạo Minh, vô cùng lợi hại. Là người mạnh nhất trong các giới đế, dưới trướng cường giả vô số. Ba La giới đế, đệ nhất cường giả của 1.000 lục đạo giới.
Trung Nhạc tim khẽ động, giới đế trong vũ trụ nhiều như vậy, lục đạo giới xếp ở hạng thấp, bản lĩnh giới đế chưa chắc đã yếu. Xếp hạng cao bản lĩnh giới đế chưa chắc đã mạnh. Giới đế của Ba La lục đạo giới Đạo Minh lại được công nhận là đệ nhất cường giả, chắc chắn rất lợi hại. Nghe nói bản lĩnh của Ba La giới đế sắp trở thành đế quân rồi. Đột nhiên một giọng nói vọng tới, Trung Nhạc quay lại nhìn thì thấy Vi Nhan không biết, từ khi nào đã xuất hiện phía sau họ. Cô nương này đảo đôi mắt to tròn long lanh, đột nhiên đáp xuống người quân vô đạo, tán thưởng. Quả nhiên mỹ lệ vô song, chẳng trách mà Trung Tà Thần mặt dày chơi xỏ ta. Thì ra là vì ngươi. Trung Tà Thần, muội tử khác là ai? Trung Nhạc lắc đầu cười. Ngươi hiểu nhầm rồi, ta không phải muốn nghịch chuyển tiên thiên cho quân vô đạo sư tỷ. Ngươi thật phong lưu. Vi Nhan trợn mắt, lầm bầm. Bên cạnh đã có muội tử mà vẫn còn hai người khác nữa. Quân vô đạo quan sát nàng ta, thầm khen cô nương này nhanh nhẹn, cười. Ngươi là Vạn Tượng giới Vi Nhan, nhờ Trung Tà Thần nể tình, thoát được kiếp nạn. Vi Nhan cười lớn. Sư tỷ phải cẩn thận một chút, nam tử bên cạnh tỷ phong lưu lắm. Tuy là nhân tộc nhưng có trái tim của châu đấy. Quân vô đạo bật cười. Ta và hắn không phải một đôi. Trung Tà Thần hung thần ác sát mà lại nhẹ tay tha cho ngươi một đường sống, có thể là đã động lòng với ngươi rồi ấy chứ. Trung Nhạc không giải thích được, chỉ đành liều mạng nói. Các ngươi đừng có đoán bừa đi, ta vẫn là trai tân. Phi. Hai nàng cùng biểu thị sự không tin. Trung Nhạc và Dư Bá Xuyên tới gặp ta. Đột nhiên pháp hiệu chân truyền âm tới tai Trung Nhạc và Dư Bá Xuyên, bảo họ tới đại điện. Trung Nhạc cũng không để ý được giao dịch với Vi Nhan nữa, vội dìu Dư Bá Xuyên vào đại điện. Pháp hiệu chân đang phấn khích đi lại trong điện, liên tục xoa tay, cười. Ta từng hứa nếu ngươi lọt vào thập cường, đại diện cho uy thần lục đạo giới xuất chiến, xóa hết khí xui xẻo cho ngục giới, ta sẽ cho phép ngươi siêu sinh, thoát khỏi thân phận tội dân, đầu thai vào huyết mạch cao nhất thiên giới, trở thành thần tộc cấp cao. Giờ các ngươi đã không phụ sự kỳ vọng của ta, giành được hai suất, đương nhiên ta sẽ không nuốt lời. Các ngươi muốn vào thần tộc nào? Dù có phải trả giá bao nhiêu ta nhất định cũng đáp ứng cho các ngươi. Trung Nhạc nghe thế, lắc đầu. Không cần giới chủ phải suy nghĩ, ta cảm thấy ngục giới rất tốt. Nếu giới chủ cảm thấy ngại thì có thể thưởng cho ta thứ gì đó. Pháp Hiệu Chân trợn mắt, cười. Ngươi muốn cái gì? Thưởng hết nhân tộc ở ngục giới cho ta. Trung Nhạc cười. Pháp Hiệu Chân nhíu mày, ho một tiếng. Câu bên trên của ngươi ta không nghe rõ. Trung Nhạc vội nói. Nếu giới chủ cảm thấy ngại. Ta không thấy ngại. Pháp Hiệu Chân mặt dày cười. Ta thấy rất hài lòng. Dư Bá Xuyên, ngươi muốn đầu thai vào chủng tộc nào? Dư Bá Xuyên nhìn Trung Nhạc, nói. Ta cũng không muốn chuyển thế tới thiên giới. Huyết mạch chủng tộc của ta ở ngục giới tuy không cao nhưng lại thắng cường giả thiên giới. Có chuyển thế hay không, huyết mạch cấp cao hay không, có lẽ không quan trọng như vậy. Nếu giới chủ ngại thì thưởng nhân tộc ở ngục giới cho Trung Huynh đi. Pháp Hiệu Chân trợn tròn hai mắt, quát. Hai ngươi muốn tạo phản hả? Trung Nhạc và Dư Bá Xuyên không hiểu, Pháp Hiệu Chân thở dài. Đột nhiên phong ấn không gian xung quanh đại điện để tránh người khác nghe thấy, nói. Các ngươi chán sống rồi, hỗn sực quá, ngay cái đó cũng dám nhắc tới. Các ngươi có biết lai lịch của ngục giới không? Ngục giới vốn không phải nơi để nhốt những kẻ vô pháp vô thiên, mà là để nhốt nhân tộc. Trung Nhạc, ngươi vẫn dám nói thưởng nhân tộc cho ngươi, thượng cho ngươi, ngươi không có mạng mà nhận. Vừa rồi ta không đồng ý cũng là vì muốn tốt cho ngươi thôi. Dư Bá Xuyên ngạc nhiên, kêu lên. Ngục giới là nơi nhốt nhân tộc. Sao có thể? Nhân tộc rõ ràng là chủng tộc yếu nhất, huyết thống thấp nhất Trung Huynh, ta không nói ngươi. Trung Nhạc trầm mặc không nói. Pháp Hiệu Chân lắc đầu. Ngục giới là nơi nhốt nhân tộc là điều giới chủ đời trước nói. Hắn nói với ta, ngục giới có quy định không thể thay đổi đó là, bất cứ chủng tộc nào cũng không quan trọng, chỉ cần trông coi kỹ nhân tộc. Đây là đệ nhất pháp quy của ngục giới giới chủ được lưu truyền từ thời thượng cổ. Ta cũng từng muốn tìm hiểu nguyên nhân nhưng quỷ dị một điều là, không tra được bất cứ điều gì. Thời thượng cổ có một thời trống trơn, căn bản không tìm được bất cứ lý do gì phải nhốt nhân tộc, chương 1004. Dư Bá Xuyên kinh ngạc, có phần thấy khó hiểu. Ngục giới lại là nơi giam cầm nhân tộc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhân tộc bị nhốt dưới ngục giới, trách nhiệm của giới chủ chính là trông chừng nhân tộc, đây là đệ nhất pháp quy của ngục giới. Nhân tộc là chủng tộc yếu ớt nhỏ bé mức nào chứ? Trong chư thiên, huyết mạch nhân tộc là thấp kém nhất, tại sao lại phải dùng cả một giới trong lục đạo giới, để làm nhà tù giam cầm nhân tộc? Đây không đơn giản là một uy thần lục đạo giới, 3.000 lục đạo giới ngoài phế giới ra thì đều có một ngục giới.
lẽ nào tất cả ngục giới đều dùng để giam cầm nhân tộc? Nhân tộc có khả năng gì mà khiến giới đế, chư thiên cho tới những người ở cao hơn phải xem trọng như vậy? Tại sao thời thượng cổ lại có một thời kỳ trống trơn? Rốt cuộc nguyên nhân gì khiến các thần tộc phải giam cầm nhân tộc trong ngục giới? Nhân tộc chắc chắn đã phạm trọng tội ở thời kỳ thượng cổ. Pháp Thiệu Trần nghĩ ngợi rồi nói. 3.000 lục đạo giới đều có một ngục giới, đó sẽ là tội nghiệt lớn tới mức nào chứ? Trung Nhạc vẫn trầm mặc, Dư Bá Xuyên và Pháp Thiệu Trần không biết nguyên nhân nhưng hắn thì biết rõ. Những người đó không phải giam cầm nhân tộc mà là Phục Hy. Nhân tộc chính là Phục Hy bị phong ấn sức mạnh huyết mạch. Từ sau khi huyết mạch bị phong ấn, Phục Hy thần tộc dần dần suy bại, thời địa kỳ kết thúc, sau sự cố gắng cuối cùng của Phục Hy thần tộc bị thất bại, kẻ địch của thần tộc này vẫn không yên tâm, tạo nên các tòa ngục giới, nhốt hết Phục Hy còn lại và những Phục Hy đã thành nhân tộc vào ngục giới, để trấn áp. Mãi mãi không được siêu sinh. Câu này vốn không phải nói với những kẻ tội nghiệt ngập trời, mà nhằm vào Phục Hy và nhân tộc bị giam cầm. Ha ha! Trung Nhạc cười khẽ, cuối cùng giờ hắn cũng hiểu tại sao nhân tộc trong ngục giới lại đông đến vậy. Tại sao tình cảnh của nhân tộc lại bi thảm như vậy? Tại sao lại bị gọi là chủng tộc nhỏ bé nhất? Tại sao vô số thần tộc đều dùng nhân tộc làm thức ăn, coi như súc sinh? Đằng sau chắc chắn có một bàn tay cực lớn sắp đặt. Pháp Hiệu Chân và Dư Bá Xuyên nghe thấy tiếng cười của hắn thì không hiểu, ánh mắt nhìn hắn đầy sự thương hại. Họ không biết tại sao ngục giới lại có quy định như vậy, nhưng thân là nhân tộc, Trung Nhạc muốn Pháp Hiệu Chân giao hết nhân tộc ở ngục giới, cho hắn chắc chắn là muốn thay đổi vị trí thấp bé của nhân tộc. Không để nhân tộc thành lương thực hay súc sinh chăn thả của vạn tộc, không bị nô dịch nữa. Chỉ là, việc này căn bản là không thể làm được. Trung Nhạc trầm mặc đến đáng sợ, trong ngực tràn ngập sự phẫn hận và bất bình, tại sao lại như vậy? Phục Hy thần tộc đã thua trận rồi, tại sao còn phải làm vậy? Họ sợ Phục Hy tộc đã bị phong ấn huyết mạch vẫn còn sức mạnh vùng dậy hay sao? Họ đang lo lắng, sợ hãi, nếu không sẽ không thể tuyệt tình đến vậy. Nhân tộc vô tội, Phục Hy vô tội. Nhân tộc không những vô tội mà còn có công. Các vị thiên đế tiền bối được mai táng ở tổ tinh chính là minh chứng. Nhân tộc vô tội, Phục Hy vô tội, Phục Hy tộc động viên mọi sức mạnh tạo ra lục đại luân hồi chính là minh chứng. Đến nay, thần tộc đã tạo ra lục đại luân hồi lại bị phán có tội, bị phong ấn thần huyết, bị đàn áp, bị sát hại, bị coi như súc sinh, bị coi là thức ăn, là nô lệ, bị đưa tới ngục giới, bị phán tội mãi mãi không được siêu sinh. Sao hắn có thể không phẫn nộ, không bi thương? Trừ nhân tộc ở ngục giới ra thì cái gì ta cũng có thể cho ngươi. Pháp Thiệu Chân nhìn hắn, cảm thấy có chút có lỗi, nói. Giới đế chắc chắn cũng biết đệ nhất pháp quy này. Nếu ta giao nhân tộc ở ngục giới cho ngươi sẽ là hại ngươi. Nhưng lão tử cũng không phải hư danh, vẫn còn có chút thể diện ở lục đạo giới. Ngươi làm ta mở mày mở mặt thì ta chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Chi bằng vậy đi, ngươi cho ta biết tộc nhân của chủng tộc ngươi, ta mua chuộc phủ phán để cho họ có xuất thân tốt kiếp sau. Sẽ không sinh ra ở ngục giới mà ở ngũ hành giới. Ngũ hành giới không phải chuyện lớn gì, bên trên chắc cũng mở một mắt nhắm một mắt cho qua thôi. Trung Nhạc lắc đầu, hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Không cần đâu giới chủ, thật sự không cần. Pháp Thiệu Chân vội nói. Đừng, ta không muốn nuốt lời, ta đã hứa với các ngươi, nếu nuốt lời thì sao khiến mọi người khâm phục? Hay là thế này, lão tử có hơn 7.000 nhi nữ, gả cho ngươi mấy đứa bồi thường thế nào hả? Không được à? Mấy trăm đứa thì sao? Nhiều nhất 1.000. Nhiều quá ngươi sẽ chán đấy, có tuổi rồi ngươi chắc chắn sẽ không có khẩu vị. Trung Nhạc nghiêm túc nói. Nếu giới chủ muốn bồi thường, sau này nếu ta gặp khó khăn thì mong giới chủ có thể. Pháp Hiệu Chân lập tức cảnh giác, vội nói. Việc này ta có thể đồng ý, nhưng lão tử trước này bất trung bất nghĩa bất tín bất hiếu, chưa từng giữ chữ tín. Sau này nếu ngươi có khó khăn, nếu vượt qua khả năng của ta thì lão tử tuyệt đối sẽ không ra mặt. Không ra tay, vui vẻ nhìn ngươi bị đánh chết. Đương nhiên, nếu là khó khăn nho nhỏ thì ta đảm bảo sẽ ra mặt, ra tay. Trung Nhạc gật đầu rồi cáo từ. Dư Bá Xuyên mắt nhìn hắn rời đi, đột nhiên quay lại tươi cười nói. Giới chủ, vừa rồi ngài không hứa với Trung Huynh, vậy ngài có thể đổi lợi ích cho ta được không? Ta muốn. Ngươi đã hào phóng cho Trung Nhạc rồi, giờ còn yêu cầu gì nữa hả? Pháp Thiệu Chân cười hề hề. Đi ra đi. Dư Bá Xuyên tức giận. Nhưng ngươi có đồng ý yêu cầu của Trung Nhạc đâu? Dư Bá Xuyên bị ném ra ngoài, tiếng cười của Pháp Hiệu Chân vọng ra. Ta không nói nhất định sẽ đồng ý với yêu cầu của các ngươi. Ngươi cứ hỏi đi, ai không biết lão tử trước nay đều bất trung bất nghĩa bất tín. Trung Nhạc trở lại chỗ ở, tâm cảnh dần bình tĩnh, phẫn nộ chắc chắn không có tác dụng gì, chỉ sẽ càng loạn tâm trí mà thôi. Việc bất bình trong quá khứ hắn không thể thay đổi được,
nhưng việc sau này thì hắn dùng sức mạnh xử lý là được. Vi Nhan tới, có vẻ có chuyện muốn nói. Trung Nhạc cười. Vi Nhan sư tỷ, giao ước của chúng ta có hiệu lực, ta truyền thụ cho ngươi một môn công pháp tạo vật chủ, ngươi dạy ta nghịch chuyển tiên thiên tàn khuyết. Vi Nhan không vội, quan sát hắn, hồ nghi nói. Ngươi đã khóc sao? Trung Nhạc đỏ mặt. Nói bừa. Nam Nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Khóc thì khóc, chỉ là, đường đường là Trung Tà Thần mà lại khóc đúng là hiếm thấy. Vi Nhan cười. Là Pháp Thiệu Chân ức hiếp ngươi sao? Hắn không có ngươi lợi ích gì à? Ta nghe nói Pháp giới chủ của ngục giới là người không giữ chữ tín nhất, ngươi mà tin hắn mới lạ đấy. Vừa rồi ta nói chuyện với Vô Đạo Sư Tỷ về việc trao đổi công pháp với ngươi. Vô Đạo Sư Tỷ nói công pháp tạo vật chủ, trong thế gian không có 10.000 thì cũng có 8.000, chủng loại khác nhau. Vạn nhất công pháp của ngươi vô dụng thì sao? Ta nghĩ kỹ thì đúng là vậy. Có những công pháp tạo vật chủ chẳng có ích gì với ta. Nhỡ ngươi cho ta loại như vậy, đổi lấy nghịch chuyển tiên thiên của ta thì không phải ta lỗ to sao? Vì thế ta sẽ không đổi công pháp tạo vật chủ với ngươi nữa. Trung Nhạc mặt lạnh tanh, trầm ngâm không nói. Vi Nhan dùng mình, lập tức cảm thấy thiếu niên này đang ngưng tụ một loại khí tức đáng sợ, không khỏi chột dạ nói. Trung Tà Thần đang nghĩ gì thế? Ngươi đừng có làm bừa, đây là thiên giới đấy. Trung Nhạc khẽ nói. Ta nhớ tới một vị sư huynh của ta. Hắn họ Phong, giống như thiên nhân vậy. Ta đang nghĩ có nên bắt chước hắn không? Phong Hiếu Trung vì muốn có được đồ đằng văn, sự ảo diệu của thần thông mà đào mộ, giải phẫu nhục thân của thần ma, nghiên cứu thần linh ma linh. Trung Nhạc nhớ lại việc này, rồi lại nhìn thiếu nữ kia. Vi Nhan thở phào, cười. Ta còn tưởng ngươi định mưu đồ bất chính. Tuy ta không đổi với ngươi, nhưng vẫn còn chữ tín. Nghịch chuyển tiên thiên của ta là tàn khuyết, trong đó có thần thông tạo vật chủ. Thần thông không thể cho ngươi nhưng tâm pháp có thể. Ta cũng không muốn công pháp tạo vật chủ của ngươi, chỉ truyền thụ tâm pháp nghịch chuyển ngũ hành cho ngươi, như vậy không coi là nuốt lời hứa chứ. Trung Nhạc khựng người, Vi Nhan đưa ngón tay thon dài đếm nhẹ lên mi tâm của hắn, cười. Chúng ta hết nợ, Trung Tà Thần, sau này sẽ gặp lại. Nói rồi thiếu nữ này tung tẩy rời đi. Trung Nhạc lập tức cảm thấy trong đầu có thêm một môn công pháp. Chính là cách để suy ngược ra tứ hành chân linh từ một loại chân linh trong ngũ hành, cách từ một loại chân linh sinh ra 4 loại còn lại, từ đó từ hậu thiên tu thành tiên thiên. Chỉ là, công pháp này thiếu mất một mắt xích quan trọng nhất chính là cách để thức tỉnh tiên thiên ngũ hành. Thiếu mắt xích này thì không thể thật sự luyện thành nghịch chuyển tiên thiên, nhưng cũng có thể tính là công pháp cao thâm khó lường. Vi Nhan sư tỷ khoan đi đã. Trung Nhạc đột nhiên gọi lại. Tỷ ở lại đây đợi ta mấy ngày. Vi Nhan dừng bước, cảnh giác nói. Ngươi muốn làm gì? Ta đã nói rồi, ta không thể cho ngươi thần thông tạo vật chủ. Nếu ngươi dở bạo lực ta cũng không sợ ngươi đâu. Tiên thiên ngũ hành chân linh không hề thua kém nhật nguyệt chân linh, ngươi không giữ chân được ta đâu. Trung Nhạc mỉm cười. Tỷ yên tâm, ta cũng không bận tâm công pháp của tỷ. Ta chỉ ân biết báo, chưa báo đáp sao có thể để tỷ đi. Đợi ta mấy ngày là được. Vi Nhan bán tín bán nghi, hỏi thăm dò. Dùng thân báo đáp ta không cần đâu đấy. Trung Nhạc câm nín, thiếu nữ này đầu óc đúng là khác người. Sao từ tri ân báo đáp lại thành dùng thân báo đáp vậy? Hắn ngồi xuống tham ngộ nghịch chuyển tiên thiên tàn khuyết. Một lúc lâu sau người Trung Nhạc bỗng hơi chấn động, quanh người bay ra vô số âm hào, dương hào, bắt đầu suy đoán phần đã mất. Công pháp tạo vật chủ với hắn mà nói vẫn còn quá tinh vi, ảo diệu, khó lòng suy đoán. Cho dù là thần thông hắn, cũng không thể suy đoán sơ hở chứ nói gì hoàn nguyên công pháp. Nhưng Trung Nhạc có lợi thế là hắn cũng nghịch chuyển tiên thiên, hơn nữa còn tu luyện thành công, luyện kim ô và tinh thiểm chi linh thành tiên thiên và thức tỉnh tiên thiên chân linh. Hơn nữa, thậm chí hắn còn luyện được hồn phách tiên thiên, tu thành tiên thiên chân hồn và sắp thức tỉnh. Có thể nói hắn là chuyên gia nghịch chuyển tiên thiên, chỉ là hắn không rõ cách nghịch chuyển ngũ hành. Nhưng có bản tàn khuyết này của Vi Nhan hắn có thể rút kinh nghiệm, dùng những gì mình có bù đắp vào chỗ thiếu, cộng với khả năng suy đoán, hoàn thiện môn công pháp này. Mấy ngày trôi qua, Vi Nhan đợi tới nhàm chán, hơn nửa tháng sau cuối cùng nàng không ngồi đợi được nữa, định rời đi. Đột nhiên âm hào dương hào quanh người Trung Nhạc dần ít đi cuối cùng biến mất. Trung Nhạc mở mắt, thân hình bay lên tới trước mặt nàng, khẽ điểm nhẹ lên trán nàng, cười. Tỷ có thể đi rồi, chương 1005. Trung Nhạc thu tay về, Vi Nhan sững người, chớp chớp đôi mắt long lanh to tròn của mình, mơ hồ nói. Khoan đã, trong đầu ta không có công pháp gì mới. Trung Nhạc nghi hoặc. Không có. Tỷ đợi một lát, đừng động đậy, ta điểm lại.
hắn lại ấn nhẹ lên trán nàng, ánh mắt đầy sự chờ mong. Giờ chắc có rồi chứ? Vi Nhan ngoan ngoãn đứng yên đó đợi, bực bội nói. Vẫn không có. Ta không nhận được công pháp của ngươi, có phải ngươi nhầm rồi không? Trung Nhạc lại ấn một lần nữa. Giờ thì sao? Vẫn không có. Trung Nhạc lại ấn, Vi Nhan khóc không ra nước mắt, cổ vũ hắn. Lúc nãy ta ấn lên trán ngươi, khi ấn thì tinh thần lực dao động rồi chuyển sang cho ngươi. Khi ngươi ấn hình như không có tinh thần lực dao động. Ngươi thử lại xem nào. Trung Nhạc lại ấn lên trán nàng, Vi Nhan chớp chớp mắt, chỉ hắn nói. Ngươi xem, khi ngươi ấn không có tinh thần lực, ngươi chỉ ấn lên trán ta vậy thôi. Ngươi phải biến công pháp thành tinh thần lực truyền qua. Để ta dạy ngươi khoan đã. Nàng sực tỉnh, nhảy lên, tức giận nói. Có phải ngươi cố tình, chỉ muốn ấn chán ta thôi không? Chắc chắn là ngươi cố tình đúng không? Trung Nhạc lại ấn mấy cái lên chán nàng, cười ha ha. Ai bảo tỷ nói ta có khóc? Nếu ta không báo thù thì sao được người ta gọi là Trung Tà Thần? Vi Nhan phẫn nộ, nghiến răng vung quyền định đánh hắn, nhưng Trung Nhạc cười ha ha, tinh thần dao động, không cần ấn vào chán cũng có thể truyền cho nàng nghịch chuyển tiên thiên, mà hắn đã hoàn thiện. Vi Nhan vội tỉ mỉ tham ngộ không khỏi vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Trung Nhạc truyền cho nàng vẫn là nghịch chuyển tiên thiên nhưng đã bổ sung thêm phần đã mất, giúp nàng có khả năng nghịch chuyển ngũ hành, đánh thức ngũ hành. Nếu luyện thành được thì đương nhiên sẽ tu thành ngũ hành linh thể. Việc cả đời nàng vẫn mơ ước chính là tu thành ngũ hành linh thể. Giờ cuối cùng cũng đã có cơ hội, trong lòng đương nhiên hoan hỉ vạn phần. Trung Nhạc hò hắng. Ta đã thay tỉ hoàn thiện tâm pháp, nhưng có thức tỉnh được ngũ hành hay không thì chưa rõ, vẫn cần phải có rất nhiều điều kiện. Trong đó chính là cần ỷ tỉnh được tiên thiên chi khí tương ứng, hoặc lấy được tiên thiên chi linh tương ứng phun ra từ ngũ diệu. Có thể thức tỉnh ngũ hành, tìm được tiên thiên chi khí tương ứng cũng được, hạn chế vẫn là khá lớn. Đủ rồi, vậy là đủ rồi. Vi Nhan mừng rỡ không thôi, cười. Sau khi bị người loại suýt nữa đã không áp chế cảnh giới nữa, mà cho nguyên thần thuần dương tu thành thần minh luôn. Giờ có bộ công pháp này, ta sẽ đi tìm ngũ diệu chi linh, hoặc tìm hoặc mua hoặc trộm hoặc cướp. Nói chung là có thể có được nó. Nàng ta nhảy lên chỉ tay về phía mi tâm Trung Nhạc. Trung Nhạc bật cười, vừa rồi hắn đã đùa giỡn với nàng nhiều lần. Vị cô nương này chắc chắn rất không vui muốn trả thù. Hắn cứ nhắm mắt mặc nàng ta. Ngón tay Trung Nhạc tới trán hắn thì đột nhiên thu về. Nàng hôn nhanh lên trán hắn rồi bỏ đi thật nhanh. Nàng cười khanh khách. Trung Tà Thần, ta còn tới tìm ngươi. Ngươi ấn trán ta nhiều lần như vậy, sau này ta sẽ tới báo thù. Trung Nhạc sững người, mở mắt tiễn nàng đi, nghĩ tới nụ hôn trên trán, lắc đầu. Nha đầu điên. Hắn định thần lại, trong lòng cũng rất vui vẻ, không phải vì được nha đầu kia hôn mà là vì lần này, tham ngộ hoàn thiện nghịch chuyển tiên thiên, hắn đã có thu hoạch rất lớn. Thu hoạch lớn nhất chính là tham ngộ ra điều quan trọng để thức tỉnh tiên thiên chân hồn, từ nghịch chuyển tiên thiên. Nghịch chuyển tiên thiên tàn khuyết tuy là nghịch chuyển ngũ hành, tu ngũ hành thành tiên thiên chân linh. Không có nhiều điều về thức tỉnh ngũ hành, nhưng với hắn rất có tác dụng, vừa hay bổ sung được cho hắn điểm mấu chốt để thức tỉnh chân linh. Chân linh thức tỉnh chính trong mấy ngày tới. Nhưng mấy ngày tới ta còn phải làm một chuyện lớn, đại sự này không thể không làm. Nếu không, tới ba la lục đạo giới rồi không biết bao giờ mới có cơ hội nữa. Ánh mắt hắn lay động, mời thiên vân thập bát hoàng tới, nói. Ta muốn kiểm tra một chút mắt của chư vị lão ca cao, lão tỷ tỷ. Thiên vân thập bát hoàng ngạc nhiên. Lục Thiên Vương nói, Thạch Cơ nương nương là tạo vật chủ, thần thông bà ta rất lợi hại, ngươi không phá giải được đâu. Cho dù ngươi có xem cũng không làm được gì. Cứ xem cũng có sao đâu. Trung Nhạc cười. Lục Thiên Vương chần chừ một chút rồi nói. Trung Vương ra mời nhìn. Trung Nhạc tiến lại, thần nhãn phục hy trên mi tâm mở ra quan sát thạch nhãn trong hốc mắt hắn, không khỏi kinh thán. Bên trong hai viên thạch nhãn kia chứa những đồ đằng văn, vô cùng phức tạp tạo thành đồ đằng đại đạo. Sinh sinh bất diệt. Tu vi pháp lực, như của Lục Thiên Vương cũng không thể phá hủy được đồ đằng văn trong thạch nhãn. Chủ yếu chính là vì những đồ đằng văn này luôn luôn sinh ra, bị phá hủy rồi lại tự sinh ra khiến hắn không thể phá giải được phong cấm. Đây là thần thông của tạo vật chủ, ngay cả khi Trung Nhạc có thần nhãn thì cũng không nhìn ra được bao nhiêu. Trung Nhạc lại kiểm tra chỗ tay chân của hắn bị đứt, rồi tới bên cạnh Thiên Sơn Thần Hoàng, quan sát kỹ thạch nhãn của hắn. Không lâu sau hắn đã nhìn hết thạch nhãn của 18 vị thần hoàng ma hoàng. Có phần bối rối. Thạch nhãn của Thạch Cơ nương nương quả nhiên lợi hại. Ta không nhìn thấu được, muốn phá giải mà dựa vào Long Giao Tiễn thì không thể. Long Giao Tiễn vẫn là hoàng cấp thần thông, không cắt được phong cấm của Thạch Cơ. Giờ ta chỉ dùng được huyền kỳ phá đạo. Nhưng huyền kỳ phá đạo chỉ có thể đả thông một đường trong phong cấm,
muốn xóa bỏ hoàn toàn là không thể. Huyền kỳ phá dạo khác với long giao tiễn là cắt đứt phong cấm, mục đích chính là để cắt đứt huyết mạch phong cấm, còn huyền kỳ phá dạo là xuyên thủng phong cấm, tạo ra một đường sống trong tuyệt cảnh. Hai môn thần thông này đều không thể phá giải phong cấm của Thạch Cơ nương nương. Chư vị hãy đợi ta một thời gian. Trung Nhạc đứng dậy rời đi, đánh thức Tân Hỏa, nói. Tân Hỏa, ngươi có cách nào phá giải phong cấm trong mắt của Thiên Vân Thập Bát Hoàng không? Thiên giới mạnh có giới đế đích thân giáng lâm, chư thiên tu vi, giới chủ cũng đều có ở đây. Vì thế thời gian này Tân Hỏa đành phải ẩn mình để trách kinh động họ mà gây họa. Nhưng khi đại tỷ thí kết thúc, giới đế và tu vi, giới chủ đều trở về lãnh địa của mình, Tân Hỏa có thể tiếp tục hoạt động, chỉ là vẫn phải cẩn thận, không được rời khỏi nhục thân của Trung Nhạc. Phá giải phong cấm này không khó. Tân Hỏa cười. Ngươi giao nhục thân cho ta điều khiển, phá giải thần thông trong thạch nhãn của họ rất nhanh thôi. Giờ ngươi để họ vào đây là được. Trung Nhạc lắc đầu. Giờ không phải lúc, nếu giờ phá giải phong cấm cho họ thì chắc chắn sẽ kinh động Thạch Cơ nương nương. Đợi mấy ngày nữa, đại sự làm xong thì sẽ phá giải cho họ. Hắn liên lạc với Bệ Ngạn, bàn bạc với họ xong lập tức trở về chỗ ở, tĩnh tâm bế quan. 10 ngày sau Trung Nhạc xuất quan, Từ Tốn ra khỏi cửa. Hắn nhẹ nhàng đưa bàn tay ra, tấm áo choàng rơi xuống tay hắn, rất ôn thuận. Lại có một đạo tiên thiên khôn sĩ, chi khí từ trong nguyên thần bí cảnh của hắn bay ra, rơi xuống lòng bàn tay hắn, cũng vô cùng ôn thuận, dường như có thể dung hòa với linh hồn hắn vậy. Trong tấm áo choàng kia ẩn chứa tiên thiên thái âm chi khí, bất luận là tiên thiên thái âm chi khí hay là tiên thiên khôn sĩ, chi khí thì đều rất khó tế luyện, không mất mấy trăm năm thì đừng hòng luyện hóa thành công. Nhưng giờ hai đạo tiên thiên chi khí này đều ôn thuận xuất hiện trong tay hắn, rõ ràng Trung Nhạc đã tế luyện được chúng. Nguyên thần tiên thiên. Cuối cùng hắn cũng thức tỉnh được tiên thiên chân hồn, tiên thiên chân linh, linh và hồn nghịch chuyển tiên thiên, linh hồn nhất thể chính là nguyên thần, tiên thiên chân linh, chân hồn thức tỉnh. Đương nhiên chính là nguyên thần tiên thiên. Nguyên thần tiên thiên nâng cao thực lực, tu vi thực lực hiện giờ của hắn ít nhất cũng tăng lên 3 phần. Đây không phải điều quan trọng nhất. Thực lực tăng thêm 3 phần chỉ là cơ sở, quan trọng nhất là hắn tăng cường được phục hy nguyên thần. Nguyên thần của hắn có 3 loại kim ô, tinh thiểm và phục hy, trong đó phục hy nguyên thần dùng hồn phách là chính, nhật nguyệt song linh là phụ, nguyên thần biến thành hình thái phục hy. Giờ hắn tu thành nguyên thần tiên thiên. Cũng có nghĩa là phục hy nguyên thần đã tu thành trạng thái tiên thiên. Từ khi rời khỏi tổ tinh đến nay, Trung Nhạc vẫn chưa từng dùng tới phục hy nguyên thần, cũng không lộ phục hy chân thân. Mỗi lần chiến đấu tuy hắn dùng toàn lực nhưng đều là toàn lực sau khi đã bỏ qua phục hy nguyên thần. Lần này thức tỉnh phục hy nguyên thần, tu thành tiên thiên nguyên thần, nếu dùng phục hy chân thân thì không chỉ đơn giản là tăng thêm 3 phần, mà sẽ là tăng theo cấp số nhân. Thật muốn biết giờ thực lực của ta rốt cuộc ở trình độ nào quá. Trung Nhạc nói nhỏ, đã rất lâu rồi hắn không thi triển toàn bộ sức mạnh trong trạng thái đỉnh phong. Tiếc là giờ hắn không thể để lộ, nếu không chắc chắn hắn sẽ ngang tàng một phen, thi triển hết toàn bộ sức mạnh mà không dè chừng gì. Lúc này hắn có một loại khí độ tiên thiên. Nếu có thêm thời gian ta chắc chắn có thể luyện âm dương, nhị khí thành tiên thiên chi khí. Chỉ cần luyện thành tiên thiên thái dương chi khí và tiên thiên thái âm chi khí, luyện vào song đao, thực lực của ta chắc chắn có thể tăng lên rất nhiều. Trung Nhạc suy nghĩ một lúc, rời khỏi chỗ ở, thân hình bay vút lên không trung. Không lâu sau hắn vào lôi tầng của thiên giới, lập tức có tiếng sấm vang lên. Thiên giới là giới cao nhất trong lục giới, linh lực, linh giới hơn hẳn các giới khác, thiên địa đại đạo cũng tinh thuần viên mãn hơn. Lôi tầng dày đặc, lôi vân rộng mênh mông, lôi kiếp vốn đã mạnh hơn các giới khác. Vi hư thiên thánh cảnh lại càng là động thiên phúc địa chí cao của thiên giới. Lần này Trung Nhạc lên trên không dẫn động lôi tầng trong mấy vạn dặm. Lập tức kinh động cả vi hư thiên thánh cảnh, lúc này, các vị thần ma trong vi hư thiên thánh cảnh đều ngẩng lên nhìn, thì thấy vô số tầng lôi trạch xuất hiện, lôi trạch thần long hiện thân, thân hình dài vạn dặm khủng bố vô cùng. 49 tầng lôi trạch, 49 tầng trời. Một thiếu niên chậm rãi tiến lên trên, một bước một tầng trời, bước qua từng tầng lôi trạch thần long lại không có bất cứ phản ứng gì. Một vị thiên thần ngẩng lên. Đó là ai? Hình như đã đả thông 49 tầng lôi trạch. Sao hắn còn chưa dừng lại, lẽ nào bước vào thuần dương lôi tầng? Là ngục giới Trung Nhạc. Hắn chuẩn bị vào thuần dương lôi tầng, 81 tầng thuần dương lôi trạch. 81 vị lôi trạch thần long, tuyệt cảnh trong tuyệt cảnh. Chỉ có đế thời thượng cổ trong truyền thuyết mới vượt qua được thuần dương lôi trạch. Hắn cũng dám xông vào. Lẽ nào hắn chuẩn bị hái thuần dương đạo quả? Trên không trung, Trung Nhạc bước vào thuần dương lôi tầng, ngẩng lên nhìn, thấy tầng thuần dương lôi trạch đầu tiên đang hình thành.
Thuần Dương Thần Long cũng dần xuất hiện. Hắn cúi đầu nhìn, vô số người ở thiên giới đã bị hắn kinh động đều đang quan sát cảnh tượng này. Trung Nhạc cười, nói nhỏ. Tân Hỏa, ngươi sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Tân Hỏa nói. Chỉ cần ngươi bước vào Thuần Dương Lôi Trạch, ta sẽ lập tức tiếp nhận nhục thân của ngươi. Ngươi đeo mặt nạ Bạch Vô Thường vào trong địa ngục luân. Ta độ kiếp thay ngươi, mọi người đều nhìn, người khác đều biết ngươi đang ở đây độ kiếp. Căn bản sẽ không ai biết ngươi vào địa ngục cướp ngục. Cho dù là Vân Sơn giới đế tới cũng không điều tra được bất cứ dấu vết gì. Trung Nhạc mỉm cười, trước mắt bao nhiêu cường giả bước vào tầng 1 của Thuần Dương Lôi Trạch, lập tức dẫn động uy năng của Thuần Dương Lôi tầng, Thuần Dương Lôi quang đánh xuống nhấn chìm hắn. Trung Nhạc nhanh chóng đeo mặt nạ, hô lên. Tân Hỏa, chương 1006. Ngay khoảnh khắc đeo mặt nạ vào, Trung Nhạc liền cảm thấy mình bước vào một không gian trùng điệp khác, tuy hắn vẫn ở trong Thuần Dương Lôi Trạch, nhưng Thuần Dương Lôi đình căn bản không thể đánh tới hắn. Lúc này hắn ở trạng thái nguyên thần, đã vào địa ngục luân hồi rồi. Trời đất xung quanh vẫn là trời đất của thiên giới, nhưng mọi thứ trở nên mơ hồ, ánh sáng xanh leo lắt cháy, quỷ hòa trùng trùng tự biển. Trên trời là một dòng quang hà lặng lẽ trôi, linh hồn của những sinh linh đã tử vong bay lên, không tự chủ được rơi xuống cây cầu nại hà đó, đi theo cây cầu xuống địa ngục. Trung Nhạc đáp xuống cầu nại hà, nghe thấy hai tiếng cười. Sư đệ, bọn ta đợi ngươi lâu rồi. Trung Nhạc định thần lại nhìn thì thấy đầu trâu, mặt ngựa đứng trên cây cầu ánh sáng nhìn hắn. Trung Nhạc mừng rỡ. Đa tạ hai huynh tương trợ. Đầu trâu là ngạn, mặt ngựa là bệ, hai huynh đệ họ nhìn nhau, cười. Không phải bọn ta giúp ngươi mà là giao dịch. Bọn ta giúp ngươi lần này, đến kiếp sau ngươi chính là người hộ đạo của bọn ta. Ngạn nói tiếp. Ngươi không cần để bụng, người hộ đạo của huynh đệ ta là Tiên Lão Lão. Đáng tiếc linh hồn của bà ấy sắp hết thọ nguyên, sắp chết rồi. Nên bọn ta cũng muốn tìm một người thay thế. Mọi người đều là lợi dụng lẫn nhau, ngươi đừng cảm kích bọn ta. Trung Nhạc ngạc nhiên, hai huynh đệ bệ ngạn trước nay đối với hắn rất tốt, khá chiếu cố, nhưng có lúc gần lúc xa, lúc lạnh nhạt lúc nhiệt tình, giống như cố tình giữ khoảng cách với hắn. Hơn nữa, cho dù hai người họ giúp hắn thì cũng đặc biệt nói rõ không phải giúp, mà là giao dịch. Thời gian gấp gáp, Trung Nhạc cũng không kịp nghĩ nguyên nhân sâu xa trong đó, nói. Việc không thể chậm trễ, chúng ta nhanh chóng đi thôi. Ba người liền đi theo cầu nại hà xuống 18 tầng địa ngục. Cùng lúc ấy, nguyên thần của Trung Nhạc vừa được đưa tới địa ngục luân hồi, Tân Hỏa gần như ngay lập tức tiếp quản nhục thân của hắn, thi triển thần ma dịch chặn lại các đạo Thuần Dương Lôi đình đánh tới, trong lòng sầu não. Nhạc tiểu tử lần này định đi bao lâu? Ta dùng nhục thân của hắn không thể để lộ sơ hở, biển hiện quá mạnh không được, quá yếu cũng không được. Vậy thì ta nên đánh tới tầng thứ mấy đây? Trong thiên giới, các vị thần ma, luyện khí sĩ đều nhìn lên tầng thứ nhất Thuần Dương Lôi Trạch, thấy chiêu thần ma dịch mà Tân Hỏa thi triển thì đều kinh thán. Thiên giới Thạch Nguyệt Cơ, Cư Ẩn, địa giới Hoa Trấn Xuyên, Tín Lăng Vương, thiên giới Tất Sơn, Tước Vân Phi, vạn tượng giới Tiềm Tăng, ngũ hành giới Canh Thiên Trinh và ngục giới lúc này cũng ở thiên giới, đều ngẩng lên nhìn. Đến khi thấy chiêu đó của Trung Nhạc thì sắc mặt đều kịch biến. Tiềm Tăng mặt tái mét, lẩm bẩm. Sao có thể mạnh như vậy được? Dư Bá Xuyên thất thanh. Trung huynh bế quan lần này xem ra thực lực tăng tiến không ít. Chiêu này thực sự quá mạnh. Thạch Âm Cơ nhíu mày, nói nhỏ. Là thần thông cấp tạo vật chủ. Xem ra nhân tộc này vẫn giấu mình trong cuộc đại tỷ thí. Không ngờ hắn giấu mình nhiều như vậy, ha ha. Cư Ẩn sắc mặt cũng biến đổi, nói nhỏ. Có đối thủ rồi. Thần thông như vậy được tinh luyện, ảo diệu khó lường. Có thể sánh được với thần thông tổ truyền của Cư Phương thị ta rồi. Xem ra đây không phải do hắn tự sáng tạo ra mà là học được, gắn cái tên của hắn mà thôi. Là đại thần thông cấp tạo vật chủ. Viên Sơn Thần Hoàng vẻ mặt ngưng trọng, nói với một vị nữ thần hoàng bên cạnh. Pháp giới chủ dưới trướng lại có cường giả như vậy, đúng là đáng kính đáng sợ. Tên Trung Nhạc này không thể ngờ hắn lại có thần thông cấp này, lẽ nào là tạo vật chủ chuyển thế? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu là tạo vật chủ chuyển thế thì phải bẩm báo với giới đế bệ hạ. Vị nữ thần hoàng đó nói. Hai vị thần hoàng nhìn nhau, lập tức vạch không gian đi về thiên đình. Tân Hỏa dùng tay Trung Nhạc thi triển thần thông thần ma dịch của hắn. Thần thông là của Trung Nhạc, pháp lực là của Trung Nhạc, nhưng nhãn giới tri thức của Tân Hỏa cao minh hơn Trung Nhạc nhiều. Cùng một loại thần thông, cùng một cấp pháp lực, nhưng trong tay Tân Hỏa thi triển ra thì uy lực mạnh không thể ngờ. Hơn nữa, thần thông vận chuyển khí tượng vạn thiên, không tìm thấy bất cứ sơ hở nào. Cũng khó trách làm sao chiêu này lại chấn động cả trên dưới thiên giới như vậy. Lẽ nào ta biểu hiện quá mạnh rồi?
Tân Hỏa chú ý thấy sự chấn động phía dưới, chán nản. Không phải chứ, trình độ của Nhạc tiểu tử bây giờ cũng đủ làm được vậy. Hắn tu thành tiên thiên chân hồn, luyện được tiên thiên phục hy chân thân, chính là mạnh như vậy mới đúng. Những tên gà tổ thiên giới này đúng là chẳng có kiến thức gì cả. Hắn thi triển toàn là thần thông Trung Nhạc sáng tạo ra, cũng kèm cả một số thần thông Trung Nhạc tinh thông, chiêu nào chiêu nấy đều vô cùng tinh diệu, khiến người ta nhìn mà sững sờ. Cư Ẩn vốn cảm thấy Trung Nhạc đang dần trở thành đối thủ của mình, đến khi thấy điều này thì khóe mắt không khỏi co giật. Tân Hỏa sống trong cơ thể Trung Nhạc, bất cứ thần thông nào Trung Nhạc sáng tạo ra đều không giấu được Tân Hỏa. Mà Tân Hỏa là truyền thừa chi hỏa, hắn đều muốn học hết tuyệt học của những người kế thừa, vì thế Trung Nhạc biết gì hắn cũng biết cái đó. Không lâu sau, Tân Hỏa đã tiêu diệt thuần dương thần long của tầng thứ nhất, bước lên tầng lôi trạch thứ hai. Hắn nghĩ bụng. Nhục thân của Nhạc tiểu tử còn hơi yếu, cứ chậm chạp tu luyện nhục thân thế này, thì đến bao giờ mới giao cấu được với tiên thiên thần, như Nguyệt thần chứ? Ta đã nhập nhục thân của hắn thì giúp hắn một tay vậy. Đám gà tổ thiên giới kia chắc có thể nhận ra công pháp của Phục Hy, vậy thì không thể dùng công pháp của Phục Hy thị, dùng của Toại Hoàng vậy. Luyện thể chi pháp của Toại Hoàng đời thứ ba, Lôi Hoàng Thiên Lô Tâm Kinh. Tâm niệm khẽ động, vận chuyển pháp lực của Trung Nhạc, lập tức thuần dương lôi quang ập xuống, hắn há mồm hút hết vào người, khiến các lộ hào cường thiên giới mặt tái mét. Trong bụng Trung Nhạc đầy lôi đình cuộn cuộn, số thuần dương lôi đình đó được hắn coi thành linh khí linh lực của thiên địa, luyện hóa trong bụng. Bụng hắn thật ra là một cái lôi hoang thiên lô, đừng nói thuần dương lôi đình, nếu luyện thành đại thừa thì ngay cả hoang lôi trong vũ trụ cũng có thể luyện hóa thành dưỡng liệu dung luyện nhục thân. Lôi Hoang Thiên Lô Tâm Kinh của Toại Hoàng đời thứ ba tuyệt đối là công pháp cấp thiên đế, hơn nữa còn là luyện thể chi pháp hạng nhất. Hắn luyện hóa thuần dương lôi đình rồi. Cư Ẩn, Hoa Chấn Xuyên, Thạch Âm Cơ mắt đều như rơi ra, thực sự quá khủng bố, thuần dương lôi đình cường hãn như vậy mà hắn nuốt gọn, hắn có thật sự là nhân tộc không vậy? Hắn thật sự không phải đại quái vật thời viễn cổ chuyển thế đầu thai đấy chứ? Lẽ nào biểu hiện quá mạnh rồi? Tân Hỏa không biết nói sao, há mồm nhả ra một phần thuần dương lôi đình để cho thấy hắn không quá mạnh, không tiêu hóa được số thuần dương lôi đình này. Lúc này mọi người mới thở phào, Cư Ẩn ánh mắt lay động, cười. Rắn mà đòi nuốt voi, Trung Nhạc này vẫn là quá tham lam, vừa rồi hắn nuốt nhiều thuần dương lôi đình như vậy, chỉ sợ là sẽ chịu thiệt lớn, lúc này chắc đã bị trọng thương, không đi được xa nữa đâu. Nhưng nằm ngoài dự liệu của hắn, Trung Nhạc vẫn sống sờ sờ, tay không đánh tan lôi trạch thần long của tầng thứ hai, xông tới tầng thứ ba. Cư Ẩn mặt tối lại, Thạch Âm Cơ nhíu mày. Người này mạnh tới mức không giống người, ta buộc phải báo với mẫu thân. Nàng ta đang định thông báo thì đột nhiên nghe tiếng leng keng, rất đông thiên nữ bưng hoa tới, dọc đường rải hoa, cánh hoa bay lượn, mở đường cho một vị mỹ phụ. Thạch Âm Cơ vội quỳ xuống. Mẫu thân. Cư Ẩn, Hoa Chấn Thiên thấy người đó thì sắc mặt biến đổi, vội bái kiện. Thạch Cơ nương nương. Đứng dậy đi. Thạch Cơ nương nương rất mập mạp, phẩy tay cười nói. Vừa rồi hai vị thần hoàng chạy tới thiên đình bẩm báo bệ hạ. Nói một tên nhân tộc nhỏ bé của ngục giới có thể là tạo vật chủ chuyển thế, kinh động thiên địa. Ta cũng vừa hay nghe được tin này nên tới xem sao. Bệ hạ và chư thiên thiên vương cũng có hứng thú, nói sẽ đích thân tới xem, có lẽ cũng sắp tới rồi. Bà ta vừa nói tới đây thì không gian tách ra, bầu trời giống như bị cự nhân xé một mảng lớn, lộ ra lục đạo giới thiên đình kim quang lấp loáng. Thấy các vị cao lớn hùng vĩ ngồi trong kim quang, vây quanh vân sơn giới đế, từ xa nhìn Trung Nhạc đang độ kiếp trong thuần dương lôi tầng. Ai cũng kinh thán không thôi. Hảo thần thông. Thượng Thiên Vương tán thưởng. Vân Sơn giới đế ánh mắt lay động, gật gù nói. Đúng là hảo thần thông. Thạch Cơ nương nương nhìn Trung Nhạc khẽ gật đầu, cười. Nhân tộc này chắc chắn là tạo vật chủ chuyển thế. Thượng Thiên Vương, Ngọc Thiên Vương mấy người họ đều bái kiến Vân Sơn giới đế, ha ha cười lớn. Cung hỉ bệ hạ, cung hỉ bệ hạ. Uy thần lục đạo giới chúng ta có vị tạo vật chủ chuyển thế này tương trợ. Chắc chắn sẽ có được xếp hạng cao trong đại tỷ thí sắp tới, sẽ không ở hạng chót nữa rồi. Vân Sơn giới đế cũng mừng rỡ, cười. Cũng không thể quá chắc chắn. Nếu hắn cũng ẩn mình như bệ ngạn, huynh đệ thì không phải phúc khí của uy thần lục đạo giới chúng ta. Hơn nữa hắn không biết tại sao lại chuyển thế vào nhân tộc, như vậy cũng hạn chế một phần thực lực. Nếu các lục đạo giới khác có tạo vật chủ chuyển thế thì hắn cũng không thể thắng được. Còn một điều quan trọng hắn phải nói rõ, đó là nếu Trung Nhạc là tạo vật chủ, chuyển thế thì kiếp trước cùng cấp với Vân Sơn giới đế, có phần lo lắng mình không thể điều khiển được hắn. Tân Hỏa cứ thế hấp thụ thuần dương lôi đình tôi luyện nhục thân Trung Nhạc, cứ thế tiến tới, gần như chẳng gặp mấy sự thách thức.
một mạch đánh lên tầng thứ 20 thuần dương lôi trạch tân hỏa, mới cảm thấy hơi quá nhanh rồi, phải kìm hãm bất lại, thế là hắn giảm tốc độ, làm vẻ như khá vất vả. Nhưng thời gian vừa rồi nhục thân Trung Nhạc được hắn dùng lôi hoang thiên lô tâm kinh, tôi luyện mạnh mẽ gấp mấy lần, chỉ cần dựa vào nhục thân là có thể phá vỡ không gian. Vân Sơn giới đế thấy hắn chậm lại mới thở phào, nghĩ bụng. Có thể trọng dụng tên Trung Nhạc này. Bản lĩnh của hắn không bằng ta, cho dù là kiệt ngao bất thuần thì cũng không gây được chuyện gì lớn. Không chỉ hắn mà Cư Ẩn, Thạch Âm Cơ mấy người cũng thở phào. Vừa rồi Trung Nhạc biểu hiện quá đáng kinh ngạc, cứ thế một mạch tiến tới gây áp lực quá lớn cho ho, đúng như nhìn thiên nhân vậy. Giờ gặp trở ngại, Trung Nhạc từ thiên nhân xuống còn phàm nhân, tuy vẫn rất bất ngờ nhưng không còn cao cao tại thượng không với tới được như trước nữa. Nếu họ biết suy nghĩ hiện giờ của Tân Hỏa thì chắc không nghĩ vậy rồi. Lần này giúp Nhạc tiểu tử đánh tới tầng 79, nếu tới 80 thì quá kinh thế hãi tục, đánh tới 81 thì càng kinh thiên động địa. Tân Hỏa nghĩ bụng. Tầng 79 đã là khiêm tốn rồi. Ta không giống Nhạc tiểu tử, hắn lúc nào cũng khoe khoang, còn ta trước nay lúc nào cũng rất khiêm tốn. Chương 1007. Có Tân Hỏa điều khiển nhục thân ta thì chắc chắn sẽ không có bất cứ sơ hở nào. Bất cứ ai cũng không biết ta đã tới địa ngục, không thể nào lại nghi ngờ tới ta được. Trong địa ngục luân hồi, Trung Nhạc cùng với Bệ, Ngạn lao như bay, nghĩ bụng. Lần này cứu được Canh Vương gia ra, thì Canh Vương gia không thể ở lại đây nữa, buộc phải đi xa, tới khi nào sánh ngang được với Vân Sơn giới đế thì mới có thể trở về. Địa ngục luân hồi là nơi nhục thân bị trấn áp, thần thông cũng khác với ngoại giới, ở đây linh hồn càng mạnh thì thực lực càng mạnh. Bệ Ngạn là bách thế thần hoàng, sau khi tu luyện tới thần hoàng cảnh là thấy khó lòng tiến tiếp nên chuyển thế. Vì thế nguyên thần, đặc biệt là thần hồn được tôi luyện tới mức đáng sợ, trong địa ngục luân hồi có thể phát huy chiến lực của thần hoàng đại viên mãn, thậm chí còn hơn. Đây cũng là lý do Trung Nhạc nhờ hai huynh đệ họ tương trợ. Còn bản thân Trung Nhạc, lần này tiên thiên chân hồn thức tỉnh, tu thành nguyên thần tiên thiên, nguyên thần của hắn tương đương với 1/5 của tiên thần thần, cũng rất đáng sợ. Tuy không thể với tới tầng thứ như Bệ, Ngạn nhưng cũng không cách là bao. Đây cũng là lý do hắn dám xông vào địa ngục luân hồi. Hồn phách là khó tu luyện nhất, nhưng hắn đã tu thành được tiên thiên chân hồn. Chỉ riêng điểm này thôi đủ cho hắn ngạo thị quần hùng, đứng vững giữa các cường giả đỉnh cấp nhất địa ngục rồi. Hắn dám đi cứu Canh Vương gia chính là dựa vào tiên thiên nguyên thần. Chỉ là, hắn không thông hiểu thần thông dưới địa ngục bằng Bệ, Ngạn, nếu không thì hắn đã một mình xông vào địa ngục luân hồi rồi. Không lâu sau, ai đầu tiên của địa ngục là U Minh Phủ đã hiện ra trước mắt. Trung Nhạc và Ngạn giảm tốc độ, còn Bệ tăng tốc, bùng phát toàn bộ khí tức lao thẳng vào U Minh Phủ. Cuồng đồ to gan, dám xông vào địa phủ. Các vị thần ma canh giữ U Minh Phủ động nộ, nghiêm trang phòng thủ. Từ lần trước Trung Nhạc, đại náo địa phủ thả tạo vật chủ Hạ Lan và các ác độ tội nghiệt ngập trời, địa ngục đã được canh gác thêm nghiêm ngặt, thậm chí thiên đình còn phái cả thiên binh thiên tướng xuống canh gác. Địa ngục hiện nay cường đại hơn trước rất nhiều, trong đó còn có cường giả hoàng cấp của thiên đình tọa chấn, để tránh địa phủ lại xảy ra đại loạn. Bệ đột nhiên bùng phát khí, tức lập tức tác động tới tất cả mọi người trong U Minh Phủ. Phủ phán và vị hoàng trên thiên đình tới đang trấn thủ địa phủ, lập tức thích phóng khí tức. Hai vị cao to hùng vĩ bay lên, cường đại vô biên, trầm giọng nói. Nhãi nhép cũng dám mạo phạm thiên uy, địa uy, còn không mau nạp mạng. Lời nói còn chưa dứt, Bệ đã lao vào trong thành, một chưởng đánh thẳng vị hoàng của thiên đình, bàn tay hai người đập mạnh, vị hoàng trên thiên đình uỳnh một tiếng, thân bất do kỷ bay ngược ra sau, khiến vô số tòa phủ đệ sụp đổ, ngay cả tường thành cũng đổ theo. U Minh Phủ phán thì bị Bệ một cước đá bay. Sau đó Bệ lao thẳng vào đại trận mà hàng vạn thần ma dưới địa ngục bày ra, sau một lát yên ắng, đại trận đột nhiên vỡ vụn. Đại trận vỡ tan, hàng vạn thân ảnh thần ma bay tá là bốn phương tám hướng. Bệ cười ha hả, lao qua U Minh Phủ, chạy thẳng tới U Ám Phủ, cười một tràng dài. Xông vào địa phủ thì sao nào? Các thành các phủ địa ngục chấn động, vô vàn các vị cao lớn bay lên trời, từ xa nhìn về phía U Ám Phủ, thấy thần ma đại trận đã vỡ tan, phủ phán chấn thủ U Minh Phủ miệng hộc máu bay ngược ra sau, rồi tới vị hoàng từ thiên đình cũng bị trọng thương. Một đạo lưu quang bay thẳng tới thành thứ ba, U Minh Thành. To gan. Cường giả các thành các phủ cùng xuất động, lần này thiên đình phái tới 18 vị cường giả cấp hoàng chấn thủ địa phủ. Lúc này, 18 vị cộng với phủ phán các phủ, cường giả áo áo lao ra định chặn Bệ. Kẻ đó rất cường hãn, mau thông báo cho Ngục Hoàng. Có phủ phán kêu lên. Bên ngoài U Minh Thành, Trung Nhạc và Ngạn dừng bước chờ đợi. Chỉ nghe từ trong địa phủ vọng ra các loại âm thanh nhốn nháo, tiếng gào thét. Trung Nhạc nhíu mày,
Hắn cũng không ngờ Thiên Đình lại phái tận 18 vị hoàng tới trấn thủ địa phủ, chỉ dựa vào bệ liệu có xông vào được không? Không phải lo. Ngạn dường như nhận ra suy nghĩ của hắn, cười. Trường hợp này huynh trưởng ta vẫn có thể ứng phó. Đợi huynh ấy điệu hổ ly sơn, dụ đi được lực lượng của các phủ là, chúng ta có thể xông thẳng vào sâu trong trấn ngục. Trung Nhạc gật đầu, Bệ và Ngạn dù sao cũng là huynh đệ, có lẽ biết rõ thực lực của đối phương rõ như lòng bàn tay. Hắn nói Bệ có thể ứng phó thì chắc chắn có thể ứng phó. Một lúc sau, Ngạn cười. Chúng ta có thể vào rồi. Hai người cùng vào U Minh Thành, thấy xung quanh bốn bề một đống đổ nát, đâu đâu cũng là cung điện kiến trúc sụp đổ, không biết bao nhiêu thần ma dưới địa ngục chạy loạn như ruồi mất đầu. Phải tốc chiến tốc thắng. Trung Nhạc và Ngạn bay về phía trước, nghĩ bụng. Thực lực của Bệ quá mạnh, có lẽ sẽ kinh động Thiên Đình, phải cứu canh vương ra, trước khi thiên binh thiên tướng tới, không thể ở lại lâu. Bệ đã tới thành thứ 7 Diêm Ma Thành. 18 vị phủ phán cùng 18 vị hoàng Thiên Đình bao vây quanh Bệ áp chế hắn. Trung Nhạc nhìn thì thở phào. Hoàng của Thiên Đình tuy lợi hại nhưng cũng bị hạn chế khi ở dưới địa ngục, bị thiên địa đại đạo dưới này áp chế, nguyên thần và thần hồn của họ thua kém Bệ quá nhiều. Tuy họ liên thủ có thể áp chế Bệ nhưng muốn bắt được hắn là không thể. Trung Nhạc và Ngạn nhanh chóng vượt qua các tòa địa phủ, dọc đường gần như không gặp bất cứ ngăn trở nào tới A Tị Thành, A Tị địa phủ. Trong không gian hắc ám đằng sau A Tị Thành, minh hải thâm u, mênh mông vô tận, đây chính là nơi địa hoàng ở. Trên đường tới sâu trong trấn ngục chỉ còn lại một ải này nữa thôi. Sư đệ, đi nhanh về nhanh, chương 1008. Ngạn đột nhiên bay lên, bay về phía Minh Hải. Minh Hải vốn dĩ tĩnh lặng không có sóng, đột nhiên tung bọt nổi sóng lớn, bên cạnh bọt sóng là những quả tinh cầu. Chỉ là, trước ngọn sóng ở đây thì tinh cầu trở nên nhỏ tới đáng thương. Yêu nghiệt phương nào dám làm loạn địa phủ của ta? Tại nơi ngọn sóng tách ra, một thân ảnh hùng vĩ nguy nga từ từ bay lên. Ngẩng đầu nhìn lên trời, âm thanh hùng hồn vang lên. Có gan thì báo tên. Ngạn từ trên cao nhìn xuống, lao xuống cười ha hả. Báo tên. Ngục Hoàng, ngươi nghĩ ta ngu sao? Hai người lao vào nhau, Minh Hải rung chuyển ác liệt, Ngục Hoàng hự một tiếng bị đẩy xuống Minh Hải, rồi tiếng chuông vang lên. Minh Hải tách ra, vị Ngục Hoàng đó bay vút lên không, cười khẩy. Cuồng đồ to gan, dựa vào ngươi mà cũng đòi nghịch thiên cải mệnh sao? Không biết trời cao đất dày. Trung Nhạc nheo mắt nhìn rồi yên tâm. Thực lực của Ngạn mạnh hơn Ngục Hoàng rất nhiều, sẽ không có nguy hiểm gì. Rồi hắn tiến vào sâu trong trấn ngục. Trong trấn ngục, các loại phong ấn đồ đằng văn không ngừng sáng lên. Lần này hắn đã quen đường, một lèo tới trước trấn ngục, hai tay thiên biến vạn hóa tung ra các đạo pháp ấn mở cửa trấn ngục, rồi bước vào trong. Hắn dậm chân, bóng tối vô biên bỗng sáng lên một con đường. Trung Nhạc đi vào sâu, trấn ngục yên tĩnh đến đáng sợ, tiếng bước chân của hắn cũng không có. Chỉ thỉnh thoảng lại có tiếng kêu thảm thiết từ sâu bên trong. Một lúc sau, Trung Nhạc giật mình, dừng bước, sắc mặt sáng tối bất định. Địa ngục luân hồi có tất cả 18 vị hoàng trên thiên đình trấn thủ, rõ ràng là sau khi tạo vật chủ Hạ Lan, trốn thoát thiên đình đã phòng thủ nghiêm ngặt hơn. Hạ Lan thoát khỏi trấn ngục, bên ngoài 18 tầng địa ngục đều có hoàng trên thiên đình trấn thủ. Trong trấn ngục không thể nào lại không có. Giờ có nên tiếp tục vào sâu bên trong nữa không? Hắn dám khẳng định chắc chắn phía trước có một vị thần hoàng từ thiên đình, chắc là đã phát hiện ra hắn, đang đợi hắn tự chui đầu vào dọ. Đi hay không? Trung Nhạc trầm ngâm, bỗng nghiến răng, cười khẽ. Đã là nhị đệ của ta, sao có thể không cứu? Giờ ta đã đủ mọi thứ, thậm chí đã mời được cả hai đại cao thủ Bệ Ngạn. Có thời cơ trời cho như vậy, lẽ nào lại rút lui? Hắn tiếp tục tiến về phía trước, luôn trong trạng thái sẵn sàng nghênh trận, khí tức càng ngày càng mạnh. Lúc nào cũng có thể đối mặt với thần hoàng từ thiên đình. Những đối tượng bị trấn áp trong trấn ngục vẫn trong hoàn cảnh thê thảm, bị giày vò hành hạ ở mức không thể tưởng tượng nổi. Trung Nhạc tiến dần vào trong, coi như không thấy cảnh tượng xung quanh. Hắn đi qua các khu trấn áp các thần minh, thiên thần, chân thần và thần hầu, nhưng vẫn không tìm thấy canh vương gia. Phía trước chính là nơi trấn áp thần hoàng. Kiếp trước canh vương gia có thể đấu tranh với giới đế để tranh đế vị. Tuy hắn không đem theo linh của mình để chuyển thế, nhưng hồn phách cũng không phải tầm thường. Sau khi trùng sinh, linh của hắn còn là linh của tiên thiên hoàng hà, vô cùng cường đại, đúng là phải nhốt trong nơi sâu hơn. Trung Nhạc nghĩ bụng. Ha ha, quả nhiên tới rồi, dư nghiệt của phản tặc trường canh. Đột nhiên từ sâu trong trấn ngục, vọng ra một tiếng cười của nữ tử vô cùng âm hiểm vọng tới tai hắn. Vừa rồi ngươi đã phát hiện ra ta rồi đúng không? Tiếng nói của nữ tử đó phiêu hốt bất định trong bóng tối. Lúc bên trên lúc bên dưới, lúc bên trái lúc bên phải, nói tiếp.
Ngươi phát giác ra ta, tại sao còn tiếp tục tiến tới? Ha ha, ngươi đúng là trung thành với nghịch tặc. Trung Nhạc coi như không nghe thấy, tiếp tục tiến tới. Nghịch tặc Trường Canh còn mơ tưởng đoạt đế vị, nhưng lại không biết đó vẫn luôn chỉ là mộng xuân thu. Tiếng nói đó xuất hiện dưới chân Trung Nhạc, dường như ở bên kia của chiếc cầu ánh sáng, giống như hình ngược với Trung Nhạc ở dưới cầu. Trung Nhạc đi một bước, nàng ta cũng đi một bước. Trung Nhạc nhìn xuống dưới cầu ánh sáng, thấy một gương mặt dịu dàng văn tịnh, là một thiếu nữ. Cấm Nhi sư muội. Tim Trung Nhạc run lên, đột nhiên gương mặt của thiếu nữ đó lay động biến thành một gương mặt khác, thành Xích Tuyết người từng có duyên Lộ Thủy phu thê với hắn. Xích Tuyết lộ vẻ kinh hoàng, bị một luồng năng lượng lớn lao kéo vào trong một cái lồng ngục, chịu hành hạ. Trung Nhạc mặt tối lại, dừng bước, rồi lắc đầu cười khẽ, tiếp tục tiến về phía trước. Vô tình nhất là thiếu niên. Ngươi thấy người mình yêu bị hành hạ nhưng vẫn tiếp tục tiến lên được, ngươi không tới cứu ta sao? Tiếng kêu thảm thiết của Xích Tuyết dưới cầu ánh sáng vọng tới, rồi giọng nói quỷ dị kia vang lên, vẫn trùng với tiếng bước chân của hắn. Xem ra vẫn chưa đủ, giờ thì sao? Trung Nhạc lại thấy dưới cầu hiện ra một thiếu nữ nữa, là gương mặt của Quân Tư Tà, cùng với Xích Tuyết, Khâu Cấm Nhi bị nhốt trong tu ngục chịu hàng trăm nghìn giày vò. Ngươi muốn làm rối loạn tâm trí ta? Trung Nhạc vẫn coi như không thấy, thản nhiên nói, ta chưa từng gặp ngươi, nhưng ta lại thấy được tình cảnh người ta yêu bị hành hạ. Như vậy thì thần thông của ngươi là công kích linh hồn, giống như một tấm gương, phản ánh các nhược điểm trong nội tâm đối phương. Nhưng gương vẫn chỉ là gương, tuy có thể phản chiếu nhược điểm của ta nhưng ngươi lại không thể thấy. Thủ đoạn của ngươi vô ích, vẫn là hãy hiện thân đi, chương 1009. Hắn vừa dứt lời thì nghe tiếng nói quỷ dị của nữ tử đó. Hiện thân, ta vẫn luôn đứng bên cạnh ngươi. Đi cùng ngươi, lẽ nào ngươi không thấy ta sao? Đi cùng ta. Trung Nhạc có cảm giác lạnh gáy, nhìn xuống chân thì lại thấy hình ảnh Quân Tư Tà, Xích Tuyết và Khâu Cấm Nhi bị giam cầm. Rồi ba người họ dần mơ hồ rồi biến mất, chỉ còn lại một cái bóng khổng lồ. Từ sau gáy hắn vọng lại tiếng hà hơi, một luồng khí lạnh toát thổi qua cổ hắn. Toàn thân Trung Nhạc cứng đờ, nữ tử quỷ dị đó đang đứng sau lưng hắn thổi khí lạnh. Giờ ngươi biết rồi chứ? Tiếng nói quỷ dị đó lại vang lên, cười khúc khích. Ta vẫn đứng sau lưng ngươi, ngươi đi ta cũng đi, ngươi dừng ta cũng dừng. Tiếng bước chân ngươi nghe thấy chính là tiếng bước chân của ta, cảnh tượng ngươi nhìn thấy là bóng của ta. Những gì ngươi vừa thấy là thần thông ẩn trong bóng của ta, phản ảnh bí mật trong nội tâm ngươi. Tiếng Trung Nhạc khàn khàn, trầm giọng nói. Tại sao ngươi không trực tiếp hạ sát thủ giết ta? Tiếng cười hi hi nói. Sao ta lại nỡ giết ngươi chứ con của ta? Ngươi là tiểu bảo bối mà ta cưng nhất, ta yêu thương ngươi còn không kịp ấy chứ. Trung Nhạc đột nhiên bay về phía trước, chỉ chớp mắt đã vượt đi mấy dặm, bỗng quay người thì thấy một cái bóng đen khổng lồ ập tới, chân tay cua loạn, rất cổ quái, hắn không khỏi khựng ngươi, thất thanh kêu lên. Bách tử quỷ mẫu. Cự nhân khổng lồ đang lao tới hắn là một nữ tử bụng to. Mọc rất nhiều tay giống như nhền nhện, bụng to tròn căng, giống như một nữ tử mang thai, gương mặt hung dữ xấu xí. Bụng nàng ta có vô số gương mặt, vô cùng sinh động, vẫn còn đang thở, chớp mắt, ngáp, đủ mọi loại thần thái. Có thiếu niên, thiếu nữ, còn cả lão ông tóc bạc, đại hán râu ria, vô cùng cổ quái. Bách tử quỷ mẫu. Trung Nhạc từng thấy thần thông của bách tử quỷ mẫu là thần thông của quỷ thần tộc. Không ngờ cuối cùng hôm nay lại thấy nguyên hình của thần thông. Thần thông của bách tử quỷ mẫu quỷ thần tộc chính là quan tưởng dựa vào hình tượng của nàng ta. Đây là một vị bách tử quỷ mẫu. Tu Vi đạt tới cấp quỷ hoàng, đại thần trong quỷ thần tộc. Bách tử quỷ mẫu thấy Trung Nhạc quay lại thì vội dừng bước che mặt lại, cười khanh khách. Con chê mẹ xấu, con chê mẹ xấu. Mẹ xấu như vậy, ngươi nhất định không muốn nhận ta. Con đừng sợ. Ngoan ngoãn tới chỗ mẹ đây, mẹ sẽ cho con vào trong bụng, vậy là sẽ không thấy mặt ta nữa. Trung Nhạc sắc mặt tối lại, cười ha hả. Bách tử quỷ mẫu, đừng hòng giả thần giả quỷ, những gương mặt trong bụng người là những cường giả bị ngươi ăn đúng không? Ta là quỷ, cũng là thần, sao lại giả thần giả quỷ? Bách tử quỷ mẫu vẫn che mặt, để hở nửa gương mặt đáng sợ phía sau ống tay áo, nhưng hành động rất dịu dàng, rất nữ tính, nhẹ nhàng nói. Còn chúng vốn là con của ta, thấy ta xấu không nhận, vì thế ta nhét lại vào trong bụng. Như vậy là chúng sẽ không rời khỏi ta nữa. Con ngoan, ngươi cũng ngoan ngoãn vào bụng ta đi, mẹ con ta sẽ mãi mãi không rời xa. Giọng nói của nàng ta giống như tiếng gọi của tử mẫu. Bất giác khiến ta có cảm giác như mẹ của mình đang gọi về nhà, thần không biết quỷ không hay mà chúng ta. Trung Nhạc đầu óc choáng váng, dường như nhìn thấy mẹ già đã mất của hắn đang gọi, đang định tiến lại thì tim giật thót, vội quan tưởng toại hoàng, quét sạch quỷ khí, đầu óc lập tức tỉnh táo.
Hắn mở mắt nhìn, thì thấy đó đâu phải mẹ của hắn mà là một cái mồm khổng lồ đầy máu. Không biết từ lúc nào mà bách tử quỷ mẫu đã xuất hiện trước mặt hắn. Trên bụng mọc ra một cái mồm lớn đầy móc ngược, dồn những gương mặt trên da bụng kia sang một bên đợi hắn đi vào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trung Nhạc nhanh chóng lùi về sau, cúi người lại một cái, vạn thần vạn ma lập tức xuất hiện, đứng sừng sững trên thần ma thái cực tế đàn, cũng cúi người bái lạy. Vạn thần triều bái. Uỳnh uỳnh. Quỷ mẫu bị đáng bật bay ra sau rơi vào trong bóng tối, thét lên. Ngươi đánh ta đau, ngươi đánh ca ca tỉ tỉ ngươi đau rồi. Tên bất hiếu, ta phải ăn ngươi, ăn thịt ngươi. Tiếng của nàng ta vang vọng trong bóng tối, không phân biệt được phương vị. Trung Nhạc sắc mặt trầm xuống, lắc đầu một cái, mọc ra mấy cái đầu nhìn bốn phương tám hướng, dưới sườn cũng mọc ra thêm mấy cánh tay sẵn sàng nghênh chiến. Thực lực quỷ mẫu không phải tầm thường, hứng một chiêu của ta mà vẫn còn khỏe vây, chắc không bị thương mấy. Nếu thật sự đánh thì ta chưa chắc là đối thủ. Trung Nhạc di chuyển tiến vào sâu trong chấn ngục, ánh mắt lay động, nghĩ. Thần thông của ả ta quỷ dị khó lường, rất khó phòng bị, hơn nữa tới không hình, đi không bóng, không dễ đối phó. Hắn không có bất cứ điều gì chắc chắn có thể thắng được bách tử quỷ mẫu. Ha ha, con trai ta, ngươi có muốn thấy người ngươi yêu không? Tiếng cười của quỷ mẫu lại vọng tới, lần này lại đồng thời truyền tới tai Trung Nhạc từ tám hướng. Trong chấn ngục vốn dĩ đến âm thanh cũng bị chấn áp nhưng quỷ mẫu vẫn có thể phát ra âm thanh từ tám hướng. Thần thông này thực sự vượt qua ngoài dự liệu của Trung Nhạc, ta có thể cho ngươi thấy chúng. Tiếng của quỷ mẫu lại từ nhiều hướng hơn vọng tới, lần này là từ tận hơn 50 hướng. Trung Nhạc nhìn xung quanh, chỉ thấy bóng tối vô tận, cây cầu ánh sáng đơn độc trải trong bóng tối, rốt cuộc quỷ mẫu đang ở nơi nào hắn căn bản không thể thấy được. Rồi tiếng của Quy Yuri mẫu lại từ 100 hướng khác vọng tới, cười, chương 1010. Ngươi đánh mẹ, mẹ không trách ngươi, chỉ cần ngươi quay lại bụng ta là có thể mãi mãi ở bên cạnh ngươi yêu rồi, ha ha. Trung Nhạc không hành động gì, rồi hắn thấy tù giam canh vương ra. Một cái lồng tù sáng lên trong bóng tối, canh vương ra bị nhốt bên trong, bị găm vào một cái khung nằm ngang, tứ chi và cổ bị trói chặt, đang bị hai tiểu quỷ phanh thây. Hai tiểu quỷ tay cầm cái cưa lớn, cót két kéo cưa cắt hắn hết miếng thịt này tới miếng thịt khác. Canh vương gia tuy bị nhốt trong tù của thần hoàng và tạo vật chủ, nhưng thực lực của hắn đương nhiên không thể sánh được với họ. Những tiểu quỷ ngục tốt này không thể làm gì được thần hoàng, tạo vật chủ nhưng đối phó với hắn thì lại dễ dàng. Canh vương gia đã tu thành bất tử chi thân từ lâu, cho dù bị cắt ra từng mảnh vẫn có thể nhanh chóng lành lại, nhưng vẫn không thể tránh khỏi cơn đau xé gan xé phổi. Hơn nữa hai tiểu quỷ này cứ cắt liên tục chứ không dừng lại. Trung Nhạc thở phào, đột nhiên trong bóng tối trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một gương mặt, cười hi hi. Ngươi quả nhiên là đồng đảng của nghịch tặc. Trung Nhạc ngẩng lên, thấy gương mặt trắng bệch đó có chút quen quen, chính là một gương mặt trên da bụng quỷ mẫu. Ngươi định tạo phản sao? Lại một gương mặt khác xuất hiện trên cây cầu ánh sáng phía trước, tò mò hỏi. Tại sao ngươi lại đánh mẹ? Mẹ tức giận rồi đấy. Phía sau Trung Nhạc hiện ra một gương mặt già nua, run rẩy nói. Ngươi là đồ bất hiếu, đại nghịch bất đạo. Xung quanh Trung Nhạc vô số gương mặt xuất hiện từ trong bóng tối bao vây lấy hắn. Khóe mắt Trung Nhạc giật giật, những gương mặt đó có thần hầu, có thiên thần, chân thần, thậm chí có cả hai vị thần hoàng. Hắn bị những gương mặt đó bao vây, cuối cùng cũng hiểu tại sao tiếng của quỷ mẫu vừa rồi từ hàng trăm hướng vọng lại, chính là quỷ mẫu dựa vào những hồn phách này để nói. Cũng may chỉ là gương mặt, không có thân thể. Trung Nhạc vừa nghĩ tới đây thì thấy những thân hình lõa lồ đi ra từ trong bóng tối, giống như vừa sinh ra, thậm chí trên người còn có nước ối nhớp nháp, như mới bò ra từ trong tử cung. Những thân hình này không có mặt, trên chỗ gương mặt là một mảng trống trơn, không thấy bất cứ mắt mũi tai gì. Rồi những thân hình này thò tay ra tóm lấy các gương mặt rồi dán lên mặt mình. Chúng chỉnh lại mặt mũi nhưng vẫn siêu siêu vẹo vẹo. Đó là thần hồn của những cường giả bị quỷ mẫu ăn, quỷ mẫu sinh ra các cỗ nhục thân. Họ liền vào sống trong những cơ thể đó rồi đi lấy lại gương mặt của mình. Các vị thần ma gầm thét liên hồi, từ bốn phương tám hướng lao tới Trung Nhạc, thét lên. Ngươi đánh mẹ đau, bọn ta là ca ca tỉ tỉ, phải thay mẹ giáo huấn ngươi. Trên đỉnh đầu Trung Nhạc xuất hiện một vị thần nhân ba chân hai cánh, cầm một tấm phuấn lớn, trên phuấn là lục đại luân hồi, dùng lực phát mạnh. Các vị thiên thần, chân thần, thần hầu đang lao tới kia đột nhiên hét lên, thần hồn bay ra khỏi thân thể, bị hút vào trong lục hồn phiên. Các cỗ nhục thân kia rơi bịch bịch từ trên không xuống, chỉ có thần hồn của hai thần hoàng là không bị lục hồn phiên hút mất hồn phách. Cùng lúc đó trên đỉnh đầu Trung Nhạc lại xuất hiện thần nhân ba chân sáu mắt, là tiên thiên tinh thiểm chân linh,
dùng pháp lực cuồng bạo biến thành các tòa tế đàn cuốn lấy các cỗ thi thể kia, đưa cả lục hồn phiên vào trong tế đàn, cùng tế luyện. Tiên thiên kim ô chân linh và tiên thiên tinh thiểm chân linh cùng hét lớn điều khiển tế đàn, biến thành năng lượng hùng hồn, vô số đồ đằng văn bay lượn, tạo thành một cái hình dùi nhọn hai đầu. Huyền kỳ phá đạo. Phía sau đầu Trung Nhạc hiện lên các quầng sáng, chuyển động quay tít, lục đại luân hồi đại đạo bay lượn trong 6 quầng sáng, xoay quanh bàn cổ thần nhân. Trung Nhạc hét lớn, hai tay đẩy ra đón thần thông của hai vị thần hoàng, hắn nói lớn. Canh vương gia yên tâm, ta nhất định sẽ cứu ngài ra. Uỳnh uỳnh. Công kích của hai thần hoàng cùng hai tay của hắn gặp nhau. Trung Nhạc hự một tiếng, loạng choạng lùi về sau, bị chấn động khiến các loại đồ đằng văn đứt phật phật, đồ đằng văn khổ sở mới luyện thành gần như bị vỡ hết. Hắn mở huyết mạch luân, huyết mạch nguyên thần và nhục thân tương thông, nguyên thần cũng có máu chảy như nhục thân. Hai thần hoàng lại lao tới, Trung Nhạc giống lên một tiếng, cố gắng chống đỡ, cố duy trì huyền kỳ phá đạo, không ngừng mở rộng uy năng của huyền kỳ phá đạo. Những tiếng va chạm ác liệt vang lên, Trung Nhạc toàn thân đều là vết thương, nhưng vẫn duy trì được huyền kỳ phá đạo không bị tiêu tan. Hai tiên thiên chân linh của hắn cũng không tham gia chiến đấu, toàn lực điều khiển huyền kỳ phá đạo, rõ ràng là muốn hoàn thành huyền kỳ phá đạo trước khi Trung Nhạc bị giết, cứu canh vương ra ra. Hai thần hoàng thay nhau tấn công, Trung Nhạc loạn choạng, thương thế ngày một nặng, nhưng huyền kỳ phá đạo cuối cùng cũng hoàn thành. Trung Nhạc cười nhẹ nhõm, huyền kỳ phá đạo giống như một tia sáng bắn về phía tù giam canh vương gia, cuối cùng thuộc hạ cũng cứu được ngài rồi. Trung Nhạc cười ha hả, đối mặt với hai vị thần hoàng kia mà buông tay, dường như đã kiệt sức, chuẩn bị chịu chết. Hai thần hoàng hung hăng lao tới, cùng lúc đó huyền kỳ phá đạo đã tới phía trước nhà tù nhốt canh vương gia. Đột nhiên huyền kỳ phá đạo đổi hướng, không bắn vào bức tường ánh sáng mà bắn lên phía trên. Huyết quang bỗng lóe lên. Nhục thân khổng lồ của quỷ mẫu hiện ra phía sau nhà tù, ngực bị huyền kỳ phá đạo bắn xuyên qua thành một cái lỗ lớn. Miệng truyền ra tiếng kêu chói tai. Á! Nhà tù phía trước ả tan biến như gợn sóng, không còn là nhà tù trấn áp canh vương ra nữa mà là bóng của ả. Hai vị thần hoàng đang tấn công Trung Nhạc đầu óc bỗng choáng váng, ngã ra đất. Trung Nhạc mắt lóe tinh quang, hai tia sáng bắn ra, hai cái đầu lâu rơi xuống, rồi tiên thiên kim ô chân linh tung lục hồn phiên, thần hồn thần hoàng bị hút vào trong. Quỷ mẫu, ngươi tính kế với ta, lẽ nào ta không thể? Trung Nhạc cười ha hả, bước về phía quỷ mẫu đang ré lên không ngừng, lạnh lùng nói. Ngươi để phòng sát chiêu của ta, vì thế dùng canh vương gia dụ ta thi triển sát chiêu rồi mới dám giết ta. Nhưng ngươi đã thi triển thần thông này rồi. Nếu dùng lại thì sẽ là cơ hội cho ta lấy mạng ngươi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thank you.